Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1251 một rừng cương trước bờ vực hay dũng cảm tiến tới. Ngày mai quay về, không phải ở lại Nam Giang chơi vài ngày sao? Tào Kha Nhi kéo cánh tay của Lỗ Kính Liên với giọng điệu có vài phần làm nũng. Lỗ Kính Liên đến thật sự có ý nghĩ dạo chơi một vòng ở Nam Giang, nhưng bây giờ tình huống ở Nam Giang đã là như vậy, hắn nào có tâm tư tiếp tục ở lại. Hắn cười cười nói với Tào Kha Nhi, để lần sau đi, khi đó cậu nhất định sẽ nhờ cháu đưa mợ đi chơi một vòng. Tào Kha Nhi là người thông minh, nàng thấy bộ dạng uể oải của Lỗ Kính Liên, đoán được có chuyện không vui phát sinh. Nàng có chút trầm ngâm, sau đó chợt dò hỏi, có phải có chuyện gì xảy ra với cậu út rồi không? Lỗ Kính Liên căn bản cũng không muốn gạt Tào Kha Nhi, khi thấy nàng đoán được thì cũng không muốn che giấu, không ngờ sự việc này lại phát sinh. Hèn gì người ta thường nói thứ làm cho người ta căn bản khó thể nhìn rõ chính là vấn đề về nhân sự, cũng không biết khi nào thì xảy ra vấn đề. Cậu không phải đã liên hệ với Vương Tử Quân rồi sao? Tào Kha Nhi nhớ đến bữa tiệc tối qua, nàng chợt cố ý hỏi. Lỗ Kính Liên cười cười nói, tuy Tử Quân có lực ảnh hưởng rất lớn ở Nam Giang, thế nhưng chuyện này chủ yếu phải nhìn vào thái độ của tuyến trên cùng với Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Cậu vốn cảm thấy có 7 phần thắng, nhưng bây giờ đã có phương án sơ bộ, lãnh đạo thượng cấp tôn trọng đầy đủ ý nghĩ của tỉnh ủy Nam Giang, vì vậy mà xem như những tính toán của cậu đã tan thành mây khói. Lỗ Kính Liên đến lúc này còn cười được thì cũng xem như nhân vật không tầm thường. Tào Kha Nhi căn bản hừ một tiếng với lời giải thích của Lỗ Kính Liên, cậu còn không chịu thừa nhận mình tìm lầm người sao. Được rồi, nhà đầu, đừng nói những thứ này nữa, sự việc đã được xác định. Chúng ta cũng không nên nói về nó. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của cháu là đưa mợ đi chơi cho vui vẻ, thả lỏng một chút. Lỗ Kính Liên đứng lên khỏi ghế rồi nói với Tào Kha Nhi. Trong phòng họp số 3 tỉnh ủy Nam Giang, ngoài hai vị thường ủy tỉnh ủy đang đi công tác bên ngoài, các vị thường ủy tỉnh ủy phụ trách công tác chủ yếu ở tỉnh Nam Giang đều có mặt. Lúc bắt đầu hội nghị thì Bí thư Diệp Thừa Dân dùng giọng điệu bình tĩnh nói về những công tác gần đây ở trong tỉnh. Mặc dù đa số thường ủy đều có vẻ lắng nghe lời nói của Bí thư Diệp Thừa Dân, thế nhưng thực tế thì tâm tư của mọi người cũng không nằm trên phương diện này. Đặc biệt là Diêu Trung Tắc, ánh mắt không ngừng di chuyển từ Diệp Thừa Dân sang Trử Vận Phong. Lúc này gương mặt Trử Vận Phong cực kỳ bình tĩnh, liên tục cầm bút ghi chép thứ gì đó. Nhưng Vương Tử Quân ngồi nghiêng ở một phía rõ ràng biết tâm tư của Trử Vận Phong lúc này đang rất phức tạp, thậm chí Vương Tử Quân là người tham dự hội nghị cũng cầm bút. Bộ dạng chăm chú lắng nghe lời nói của lãnh đạo. Diệp Thừa Dân căn bản cũng không có quá nhiều hứng thú với những lời bình luận về công tác thời gian qua, sau khi nói vài phút thì buông bút lên tiếng, các vị, dựa theo chỉ thị của thượng cấp, căn bản là tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy về nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Lúc này lãnh đạo cực kỳ quan tâm đến công tác này, trưởng ban Dương càng nói rõ sẽ tôn trọng đầy đủ ý kiến của tỉnh ủy Nam Giang về sự kiện này. Mặc dù tâm tình của Bí thư Diệp Thừa Dân căn bản không có thể nào bình hòa, thế nhưng lúc này không thể không thừa nhận lời nói của Bí thư căn bản là cực kỳ bay bổng du dương và tràn đầy lý trí. Chưa nói đến những phương diện gì khác, mỗi lần có chuyện lớn xảy ra, dù Bí thư Diệp thật lòng không nắm chắc nhưng Vương Tử Quân vẫn căn bản sinh ra cảm giác bội phục. Thượng cấp đã tín nhiệm chúng ta như vậy, đó là một sự khẳng định và tán thành với công tác của tỉnh Nam Giang. Chúng ta căn bản không thể sinh ra cảm giác kiêu ngạo và tự mãn với điều này, ngược lại còn phải nhanh chóng giải bài toán, cho lãnh đạo thượng cấp một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì nhìn về phía Trử Vận Phong, sau đó nói tiếp, lần này chúng ta đề cử nhân tuyển của vị trí bí thư ủy ban tư pháp với thượng cấp, chúng ta tuy chỉ có quyền đề nghị, thế nhưng dù thế nào cũng phải thận trọng xem xét, chăm chú phụ trách. Chỉ như vậy thì mới không phụ lòng tín nhiệm của tổ chức. Không phụ lòng với đồng chí của mình. Trử Vận Phong luôn giữ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, rất nhiều người đều cho rằng sau khi Diệp Thừa Dân nói xong thì Trử Vận Phong sẽ lên tiếng, thế nhưng bất ngờ là Trử Vận Phong lại không nói gì. Điều này làm cho mọi người chợt sinh ra cảm giác tẻ ngắt khi mà Diệp Thừa Dân thông báo sẽ đề cử nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Súng thường bắn chim đầu đàn, người dẫn đầu thường phải chịu nhiều tổn thất, đám thường ủy tỉnh ủy đều là lão quan trường. Căn bản chỉ cần nghe qua đã hiểu. Nếu sự kiện đã không liên quan đến lợi ích của bản thân mình, như vậy cần gì phải đứng lên đón đầu nguy hiểm.
Trong lúc trầm mặc thì Diệp Thừa Dân nhìn về phía Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, anh là người từng đảm nhiệm công tác ở Ủy ban Tư pháp, bây giờ là trưởng phòng tổ chức, anh có đề cử nào thích hợp hay không? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân, lại nhìn những gương mặt tươi cười đang tham gia hội nghị. Mặc dù hội nghị chỉ mới bắt đầu thế nhưng ai cũng cơ bản đều tỉnh táo và sớm có một nhận thức, đó chính là sự kiện này nhìn qua tuy có vẻ đầy sương mù, thực tế đã được quyết định từ sớm rồi. Trử Vận Phong hướng về phía Thích Phúc Lai, người duy nhất có thể chơi trò lật cổ tay lúc này với Trử Vận Phong là Diệp Thừa Dân lại căn bản không chịu tỏ thái độ, trên cơ bản giống như đã tiếp nhận lời đề cử Thích Phúc Lai của Trử Vận Phong. Đối mặt với sự kiện này, cho dù mình có ý nghĩ khác cũng sẽ không tự đứng lên rước nhục. Vương Tử Quân dù là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy nhưng nếu người mình đề cử ra bị Thích Phúc Lai đánh ngã, như vậy sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt. Nếu như hắn đề cử Thích Phúc Lai, như vậy một khi Thích Phúc Lai xảy ra chuyện, như thế hắn là trưởng phòng tổ chức phải chịu trách nhiệm nhất định. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt của mọi người, hắn khẽ đặt bút xuống rồi trầm giọng nói, Bí thư Diệp, Chủ tịch Trử, phòng tổ chức chúng tôi thật sự đã có vài nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp, nhưng cuối cùng tôi quyết định không đề cử với hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân nói ra những lời này thì toàn thân chợt thả lỏng hơn. Mặc dù vừa rồi hắn có biểu hiện rất nhàn nhã nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Hắn là người tiến vào quan trường nhiều năm, hắn đã thấy nhiều mưa gió, nhưng trước khi tổ chức hội nghị thường ủy hôm nay thì hắn thật sự quá cân não. Cực kỳ lo lắng về phương diện mình sẽ mở miệng thế nào ở hội nghị lần này. Chương 1251-2, dừng cương trước bờ vực hay dũng cảm tiến tới. Nhưng lúc này sau khi lời ra khỏi miệng thì Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ thả lỏng, hắn căn bản không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người khác mà trầm giọng nói, cũng không phải là phòng tổ chức không chuẩn bị đề cử những đồng chí có năng lực phù hợp, ngược lại là mỗi đồng chí đều có năng lực mạnh, làm việc càng tạo ra thành tích rõ ràng. Tôi sở dĩ không tiến hành đề cử cũng là vì cảm thấy những đồng chí này không thích hợp với vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Trưởng phòng Vương, như vậy lần này phòng tổ chức không đề cử nhân tuyển nào sao? Kim Hành Thuấn nghe lời nói của Vương Tử Quân thì trong lòng sinh ra sự cảm không tốt. Vương Tử Quân lắc đầu, hắn dùng giọng nghiêm trang nói, cũng không phải là như vậy, bản thân tôi đang định đề xuất ý kiến với hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân nói rồi nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, sau đó mới nói tiếp, Bí thư Diệp, Chủ tịch Trử, lúc này tỉnh Nam Giang đang ở vào trong giai đoạn phát triển kinh tế, thế nhưng mọi người có chú ý không, chúng ta vừa phải phát triển kinh tế, đồng thời cũng không thể đặt công tác bảo đảm trật tự trị an vào vị trí cuối cùng. Vấn đề này không cần trả lời, những người nơi đây đều hiểu rõ cả. Vương Tử Quân cũng không chờ ai lên tiếng, hắn nói tiếp. Vì vậy tôi cho rằng vị trí bí thư ủy ban tư pháp thật sự là trách nhiệm rất lớn, muốn là nhân tuyển cho vị trí này thì trước tiên phải là người có điều kiện kiên quyết là công tác mạnh mẽ, có chí có thủ đoạn, dám nghĩ dám làm người. Tình huống tư pháp của tỉnh Nam Giang là quá rõ ràng, ép Vương Tử Quân nói lời này căn bản là dùng chuyện nói người, tất nhiên là công khai không có gì để phản đối. Nhưng sau khi Vương Tử Quân cho ra đề xuất thì Diêu Trung Tắc đang ngồi thản nhiên tự đắc xem cuộc vui đã có chút không thoải mái. Hắn đã có quyết định với hội nghị thường ủy hôm nay, hắn sẽ cổ vũ cho Thích Phúc Lai, căn bản là cố gắng tạo thanh thế, để đối phương đi về bến bờ thắng lợi mơ ước. Chưa nói đến phương diện Diệp Thừa Dân chuẩn bị lui bước ở sự kiện này, cho dù Diệp Thừa Dân không lui bước thì hắn cũng sẽ tỏ thái độ, cố gắng chứng minh sự hiện hữu của mình. Nhưng Vương Tử Quân nói như vậy căn bản làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy điều này giống như nhắm vào Thích Phúc Lai. Tư chất lý lịch của Thích Phúc Lai là rất lớn nhưng công tác trật tự trị an của thành phố Lâm Hồ thật sự có không ít vấn đề. Mặc dù lúc này còn chưa có căn cứ chính xác, thế nhưng không ít lời đồn đãi đã cho rằng thành phố Lâm Hồ là địa phương buôn lậu chủ yếu ở tỉnh Nam Giang. Không, thậm chí có người nói thành phố Lâm Hồ là trung tâm của buôn lậu, nếu như Thích Phúc Lai là người có thủ đoạn. Có khả năng công tác mạnh, như vậy đã sớm xử lý, không phải là sóng yên gió lặng như lúc này. Nếu như điều này được người ta chú trọng, như vậy con đường tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp của Thích Phúc Lai sẽ bị chắn lại hơn phân nửa, giấc mộng vị trí bí thư ủy ban tư pháp cũng xem như khó thực hiện được. Chỉ là Diêu Trung Tắc muốn phản bác nhưng lúc này căn bản khó tìm được lời nào phù hợp. Dù sao thì Vương Tử Quân không rõ ràng đặt nghi vấn với Thích Phúc Lai. Hắn cũng không thể nào chủ động đứng lên công kích được.
Như vậy không phải nói bản thân Thích Phúc Lai có sự thiếu hụt, tự nhận không đủ điều kiện sao? Siêu Trung Tắc mang tâm tình cực kỳ phẫn uất, hắn cố gắng ép mình phải nuốt cơn tức này xuống. Hắn không tin lời nói của Vương Tử Quân ngay sau đó sẽ là cực kỳ kín kẽ, không có lỗ thủng, hơn nữa Trử Vận Phong cũng căn bản không ngồi yên mặc kệ. Khi Diêu Trung Tắc nhìn về phía Trử Vận Phong, lúc này Trử Vận Phong đang nâng ly uống trà. Siêu Trung Tắc là người mẫn cảm, thấy trên mặt Trử Vận Phong có chút xấu hổ, thậm chí cũng có chút giận dỗi chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ là hắn không biết Trử Vận Phong căn bản có chút bất ngờ với lời nói của Vương Tử Quân, đồng thời trong lòng cũng có vài phần thừa nhận. Trử Vận Phong là chủ tịch tỉnh Nam Giang, lão căn bản hiểu rõ Nam Giang còn hơn cả Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nói đến phương diện buôn lậu ở tỉnh Nam Giang, điều này Trử Vận Phong căn bản là biết rất rõ. Lão cũng không chỉ một lần giao trách nhiệm cho cơ quan công an, yêu cầu bọn họ thực hiện hết chức trách, thế nhưng hiệu quả lại không khả quan. Đồng thời tôi thấy tình huống trước mắt căn bản có một điều kiện cực kỳ quan trọng cho nhân tuyển làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang, chính là người này không có liên quan quá nhiều đến Nam Giang. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đạo lý đối nhân xử thế của chúng ta là như vậy, có đôi khi nó sẽ cản trở cho sự triển khai mở rộng công tác. Nếu muốn thay đổi tình hình trật tự trị an ở tỉnh Nam Giang, tôi cảm thấy điều này căn bản là không thể thiếu được. Tuy Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng giọng điệu là chém đinh chặt sắt, căn bản không cần hoài nghi. Cán bộ xuống nhận chức căn bản là phải được thượng cấp đề xướng, mặc dù thượng cấp không có yêu cầu về vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang. Thế nhưng Vương Tử Quân nhắc đến phương diện quan hệ xã hội đối nhân xử thế với công tác đảm bảo trật tự trị an, đây là lý do làm cho người ta phải tin phục. Chỉ là Vương Tử Quân nói xong thì đã có người không yên, Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thừa Uyên đặt ly nước trong tay xuống rồi thản nhiên nói, trưởng phòng Tử Quân, anh nói đến phương diện điều động cán bộ ngoài địa phương, tôi không dám gật đầu bừa bãi. Ninh chủ yếu của phương pháp điều động cán bộ này chủ yếu nhắm vào vị trí lãnh đạo đảng ủy và phòng tổ chức, vị trí bí thư ủy ban tư pháp cũng không nằm trong số đó. Trưởng phòng Vương nói như vậy chẳng phải làm ảnh hưởng đến cảm tình của đại bộ phận đồng chí Nam Giang sao? Bọn họ đã hết lòng công tác vì Nam Giang, đã đổ nhiều mồ hôi, làm nhiều việc khó, vì sao hết lần này đến lần khác đến khi muốn cầu tiến thì lại bị gông xiềng bó chặt chứ? Nhưng Chủ tịch Trử là người công tác nhiều năm ở tỉnh Nam Giang, đã cho ra nhiều cống hiến cho Nam Giang, anh nói xem tiêu chuẩn như vậy không phải là cố ý làm khó, ông say không phải vì rượu sao? Lý Thừa Uyên nói đến Chủ tịch Trử Vận Phong thì ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, bộ dạng kích động không thôi. Trử Vận Phong dù có khuyết điểm nhưng cực kỳ có uy vọng ở Nam Giang, căn bản là khó ai bằng. Những năm qua Chủ tịch Trử cũng công tác khó nhọc. Lao tâm lao lực vì Nam Giang là điều quá rõ ràng. Lúc này Lý Thừa Uyên đặt tiêu chuẩn tuyển cán bộ của Vương Tử Quân lên người Trử Vận Phong, điều này làm cho nhiều người nhìn về phía Vương Tử Quân với ánh mắt không tốt. Diệp Thừa Dân trầm mặc khá lâu, lão cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Lão nhạy cảm ý thức được Vương Tử Quân đang ở trên vách núi, chỉ cần không cẩn thận sẽ biến thành người bị đám đông công kích. Nếu như là chính mình bị công kích như vậy, mình nên làm gì bây giờ? Diệp Thừa Dân không khỏi đổ mồ hôi hột cho Vương Tử Quân. Chương 1252, ngựa đua với ngựa. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt của đám người chung quanh mà hồn nhiên như không biết, hắn cười cười nói với Lý Thừa Uyên, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Lý. Tôi là một trưởng phòng tổ chức, tôi nên tận chức tận trách, trong quá trình đề cử cán bộ thì tôi chú trọng xem xét lý lịch, khả năng công tác, cũng chỉ như vậy mới có thể tìm ra được người hiền. Chính thức đưa những đồng chí thích hợp đến vị trí thích hợp. Cũng căn cứ vào nguyên tắc này tôi mới đưa ra quan điểm của mình, điều này không hề liên quan đến phương diện điều động cán bộ khác địa phương. Tôi không thể hành động theo cảm tính, nhìn từ đại cục công tác của tỉnh Nam Giang thì tôi thấy nên tuyển như vậy, nên chọn lựa khách quan và công bình. Siêu Trung Tắc nhìn bộ dạng hùng hồn của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác nếu để đối phương nói tiếp thì căn bản là không quá tốt. Thế cho nên mới đặt ly xuống thì cắt lời, trưởng phòng Tử Quân, suy xét cho đồng chí của mình không phải chỉ nói miệng là được. Bí thư Diêu nói đúng, tôi cảm thấy suy xét cho đồng chí của mình thì không những căn cứ vào tiến độ của bọn họ, còn phải suy xét tác dụng lớn nhất của bọn họ là gì. Một vị trưởng phòng tổ chức cũng không phải nói để bạt đồng chí của mình là hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi hiểu một người là trưởng phòng tổ chức hợp cách quan trọng là biết người biết chuyện, điều động nhân tài, chỉ như vậy mới có thể là người giám hộ cho nhân tài. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Trử Vận Phong, Chủ tịch Trử, tôi có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề được không? Lúc này gương mặt Trử Vận Phong luôn rất bình tĩnh, lão lẳng lặng lắng nghe lời nói của Vương Tử Quân, lúc này thấy Vương Tử Quân hỏi về mình thì cười nói trưởng phòng Tử Quân cứ hỏi. Chủ tịch Trử, tôi xin hỏi ngài một câu, từ khi ngài tham gia công tác đến nay có phải có rất nhiều bạn bè người thân đến tìm không? Vương Tử Quân nói cũng không làm cho vẻ mặt Trử Vận Phong biến đổi, Trử Vận Phong cũng không cần suy xét nhiều mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói, à, chẳng những có người thân bạn bè, còn có một vài người đại bác bắn không tới cũng đến tìm. Vương Tử Quân căn bản có chút kính nể lời nói của Trử Vận Phong, hắn khẽ cười nói, muốn là quan tốt thì phải làm người tốt, muốn làm người tốt thì phải tu đức, tôi căn bản là luôn luôn bội phục lực quyến rũ của nhân cách chủ tịch Trử. Người không phải là cỏ cây, há có thể vô tình. Như các vị đang ngồi nơi đây, có được bao nhiêu người sau vài chục năm vẫn kiên trì nguyên tắc như chủ tịch Trử. Tôi cũng không phải không tín nhiệm cán bộ của mình, thế nhưng thật sự có một số việc làm cho người ta khó thể nào không lựa chọn. Vì vậy nếu để cho đồng chí của chúng ta phải khó xử ở phương diện đối nhân xử thế, không bằng gọn gàng dứt khoát cắt đứt ý nghĩ tìm người này. Vì vậy tôi thấy khi điều động một vị trí mẫn cảm cần phải vận dụng cán bộ địa phương khác, như vậy không phải không tín nhiệm đồng chí của mình, mà là một phương pháp bảo vệ cán bộ. Vương Tử Quân nói thì bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, tuy có vài người đối lập với Vương Tử Quân cũng không thể không thừa nhận lời này căn bản là cực kỳ có lý. Bọn họ từng bước bò lên vị trí hiện tại, ít nhiều cũng bị người thân và bạn bè làm cho phức tạp vấn đề. Nếu bọn họ kiên trì nguyên tắc thì mất đi tình nghĩa, nếu như thiên vị thì làm gia tăng cảm giác nguy hiểm cho con đường làm quan của mình, mỗi lần gặp phải sự lựa chọn khó khăn như vậy thì ai cũng khó thể yên tĩnh. Bí thư ủy ban tư pháp chính là người quản công tác của khối tư pháp, vị trí càng thêm mẫn cảm. Tình thế của Nam Giang bây giờ căn bản là nên thoát khỏi tình huống phức tạp, cần phải có một vị lãnh đạo mạnh mẽ nắm bắt khối công tác này. Khi bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc thì Diệp Thừa Dân chợt mở miệng nói, trưởng phòng Tử Quân có lời đề nghị rất tốt, tôi đồng ý. Diệp Thừa Dân nói rồi đưa mắt nhìn Trử Vận Phong, chủ tịch Trử, anh thấy thế nào? Diệp Thừa Dân tỏ thái độ hầu như đã quyết định một nửa vấn đề, hơn nữa điều kiện này của Vương Tử Quân lại cực kỳ có lý. Nếu như Vương Tử Quân có khuynh hướng về một người nào đó, như vậy thì có thể hốt thuốc theo bệnh, có thể phản bác. Nhưng Vương Tử Quân nói việc mà không nói người, nó căn bản như một con nhím, làm cho người ta khó thể mở miệng cắn vào. Dù sao thì hội nghị thường ủy cũng có thư ký ghi chép lại nội dung, từng lãnh đạo tham gia có thể có ý kiến bất đồng, thế nhưng nhất định phải đứng ở trên lập trường công chính. Trử Vận Phong uống một hớp trà rồi mới nói, tôi căn bản là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Vương, phương diện trật tự trị an chính là một điều kiện cực kỳ quan trọng, thế cho nên phương diện điều động vị trí bí thư ủy ban tư pháp cũng quá quan trọng. Trử Vận Phong nói giống như giải quyết dứt khoát, căn bản là ý kiến của Vương Tử Quân được thông qua. Khi mà ý kiến của Vương Tử Quân được thông qua, như vậy có nghĩa là Thích Phúc Lai bị đào thải ra ngoài quá trình tranh cử vị trí bí thư ủy ban tư pháp lần này, kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người nơi đây căn bản là không thể nghĩ tới. Kim Hành Thuấn căn bản cảm thấy tiếc nuối cho Thích Phúc Lai, thế nhưng lại là cảm giác vừa khó chịu vừa vui mừng. Hắn vui mừng vì dù Thích Phúc Lai có như thế nào cũng không thể có tư cách ngồi cùng bàn với mình. Điều làm cho hắn cảm thấy khó chịu chính là Thích Phúc Lai dù sao cũng là người cùng chiến tuyến với mình, hắn sắp thấy đối phương tiến lên, không ngờ lại bị vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi phá bĩnh đáng sớ. Nhưng lúc này Trử Vận Phong không mở miệng thì Kim Hành Thuấn cũng không còn gì để nói, chuyện đã đến nước này thì căn bản không còn dư âm quay về, hắn cũng không thể nói những lời trái ngược với lãnh đạo của mình được. Trưởng phòng Vương, bây giờ tôi rất muốn nghe tiêu chuẩn thứ ba của anh. Siêu Trung Tắc lại nở nụ cười vui vẻ trên môi nói. Siêu Trung Tắc nói làm cho ánh mắt mọi người tập trung lên người Vương Tử Quân. Tuy bây giờ không ai đề cập qua ba chữ Thích Phúc Lai, thế nhưng mọi người đều hiểu, Thích Phúc Lai bây giờ sẽ là bia ngắm bắn của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười thản nhiên nói, cảm ơn Bí Thư Diêu đã coi trọng tôi, nhưng tôi căn bản là làm cho ngài thất vọng, bây giờ tôi chỉ tổng kết được hai tiêu chuẩn vừa rồi mà thôi. Tiếng cười khẽ vang lên trong phòng họp,
lúc này vẻ mặt Diệp Thừa Dân đã tốt hơn rất nhiều, lão dùng ánh mắt tràn đầy tán thưởng nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói, nếu tất cả mọi người đã đồng ý với hai ý kiến của trưởng phòng Vương, tôi thấy chúng ta cứ lấy hai ý kiến này làm tiêu chuẩn để chọn lựa nhân tuyển cho phù hợp. Hội nghị thường ủy sau đó giống như mặt hồ nước không còn gợn sóng, cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Tuy Diệp Thừa Dân cho mọi người bàn bạc, thế nhưng sau khi bàn bạc nửa giờ thì căn bản không có ý kiến gì bất đồng. Chương 1253, một mục tiêu rất quan trọng, thủ đoạn rất mạnh mẽ. Cuối cùng Diệp Thừa Dân chính thức cho ra quyết định, căn cứ vào tiêu chuẩn của Vương Tử Quân để cho ra ý kiến với thượng cấp về việc bổ nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, nhanh chóng phản ánh lên trên, để thượng cấp tiến tới quyết định. Hội nghị thường ủy đã có quyết định, các vị thường ủy tỉnh ủy top 5 top 3 ra khỏi phòng họp. Khi Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp thì bí thư thị ủy Đông Hồng là Đậu Minh Đường đi đến bên cạnh, thừa dịp ra khỏi phòng thì Đậu Minh Đường nở nụ cười cực kỳ hàm xúc với Vương Tử Quân. Cánh tay phải vốn đang đong đưa lại dựng ngón tay cái lên. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu ý nghĩ của Đậu Minh Đường, hắn khẽ gật đầu với đối phương, cũng không nói gì thêm. Khi mà hai người đang nở nụ cười thầm hiểu ý nhau, bí thư ủy ban kỷ luật Hoắc Quang Lĩnh hiện ra sau lưng Vương Tử Quân, hắn khẽ cười cười. Sau khi quay về phòng làm việc không được bao lâu thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Đậu Minh Đường, nội dung chỉ có một, đó là muốn mời Vương Tử Quân uống trà. Hai ngày trước Vương Tử Quân đến nghiên cứu khảo sát thành phố Đông Hồng mà không cho Đậu Minh Đường cơ hội, bây giờ nhất định phải bổ sung. Vương Tử Quân căn bản cũng không từ chối lời mời của Đậu Minh Đường, hắn biết rõ Đậu Minh Đường đang muốn lấy lòng mình. Hắn và Đậu Minh Đường có vị trí tương tự như nhau trong thường ủy tỉnh ủy, hơn nữa quan hệ giữa hai người là không tệ, tất nhiên hắn sẽ không muốn đắc tội với người. Khi Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống thì Hoắc Quang Lĩnh cũng gọi điện thoại đến. Người này giống như đã thương lượng tốt với Đậu Minh Đường, hắn mời Vương Tử Quân đi câu cá ở hồ đập vào cuối tuần. Mặc dù là mời người thế nhưng giọng nói của Hoắc Quang Lĩnh vẫn có chút khô cằn. Nhưng Vương Tử Quân cũng có quan hệ khá tốt với Hoắc Quang Lĩnh, thậm chí còn gần hơn so với Đậu Minh Đường, thế cho nên hắn cũng căn bản không từ chối. Hắn nói hai câu chuyện phiếm với Hoắc Quang Lĩnh trong điện thoại, sau đó khẽ đặt điện thoại xuống. Khi Vương Tử Quân đang chuẩn bị ghi chép vài thứ, điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem, thấy người gọi điện thoại đến chính là bí thư Lật Minh Đông của thành phố Ba Uẩn. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Nếu so sánh với nhóm người Hoắc Quang Lĩnh thì Lật Minh Đông căn bản cực kỳ tôn trọng Vương Tử Quân, vừa mở miệng đã dùng giọng cực kỳ vui vẻ nói, chào trưởng phòng Vương, tôi là Lật Minh Đông của thành phố Ba Uẩn, bây giờ ngài có thời gian không? Tôi muốn đến báo cáo công tác một chút. Từ khi Vương Tử Quân làm trưởng phòng tổ chức đến nay, mặc dù có nhiều người là bí thư thị ủy đến báo cáo công tác với hắn, thế nhưng giống như Lật Minh Đông căn bản là lần đầu tiên. Lật Minh Đông không những có biểu hiện cực kỳ tôn trọng, thậm chí còn có chút kính sợ. Vương Tử Quân cảm thấy đối với cấp dưới không chỉ là bình dị gần gũi, còn phải có ban ân và tạo uy, làm cho cấp dưới vừa kính vừa sợ mới được. Chỉ như vậy thì mới xem như phát triển nghệ thuật lãnh đạo đến cực hạn. Năm xưa khi hắn còn là bí thư thành phố La Nam, cán bộ La Nam chính là như vậy, vừa kính vừa sợ với hắn. Lúc này Trừ Vận Phong ở tỉnh Nam Giang cũng được tất cả cán bộ trong tỉnh đối đãi như vậy. Vương Tử Quân căn bản thành công trong sự kiện áp dụng phương án chọn lựa cán bộ công khai với vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, đám bí thư thị ủy trong tỉnh Nam Giang căn bản có chút kính phục hắn. Nhưng bọn họ căn bản là chưa sợ. Dù sao thì trong tay Vương Tử Quân không có quá nhiều thứ, căn bản không thể nào làm gì được đám lãnh đạo là chư hầu một phương kia. Tuy hắn có quyền lớn hơn các vị thường ủy khác, thế nhưng nếu so với bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh thì lại kém xa. Nhưng hội nghị thường ủy hôm nay là một cơ hội tốt, Vương Tử Quân chỉ dùng hai tiêu chuẩn để phá nát mục đích của Thích Phúc Lai, làm cho đối phương căn bản không còn chút cơ hội. Giấc mộng làm bí thư ủy ban tư pháp xem như đã chấm hết. Mặc dù từ góc độ của Vương Tử Quân thì rõ ràng xuất phát từ công bằng công chính, nhưng trong mắt người khác thì căn bản là cực kỳ lực lượng. Đây căn bản là người không thể đắc tội, là một mối quan hệ cực kỳ quan trọng, bất kỳ một người nào có ý nghĩ cầu tiến cũng để cố gắng nắm bắt. Những người đi đến bước bí thư thị ủy căn bản đều muốn tiến lên, Vương Tử Quân là một trưởng phòng tổ chức tuy không có nhiều lực ảnh hưởng đến bọn họ.
thế nhưng nếu muốn phát sinh chuyện xấu thì căn bản là quá chuẩn. Thế cho nên căn cứ vào điều này căn bản không có ai muốn trêu chọc vào một vị trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lật binh đông báo cáo chừng 20 phút, chủ yếu là những phần công tác mà thành phố Ba Uẩn quan tâm nhất, cuối cùng cố gắng mời Vương Tử Quân đến kiểm tra công tác của thành phố Ba Uẩn. Vương Tử Quân buông điện thoại của Lật binh đông, hắn vuốt hai hàng chân mày, khi đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì điện thoại vang lên, là bí thư thị ủy Loa Hồ, Trương Hữu Quang. Một đường băng thẳng tắp, một quả cầu phóng đi như bay, sau đó nhanh chóng đạp lên 10 cái chai. Cuối cùng là 10 cái chai đều ngã xuống. Lỗ Kính Liên đưa tay chống eo, gương mặt lộ ra vài phần vui vẻ. Tào Kha Nhi đứng bên cạnh thì quệt miệng gắt cậu, kỹ thuật bowling của ngài thật sự quá giỏi, nếu sớm biết như vậy thì cháu căn bản không chơi với cậu, đúng là quá chênh lệch. Ha ha ha, nhà đầu này, cậu không thể thả được, nếu chúng ta so về kỹ thuật mà cậu nhường cháu thì căn bản làm bừa. Nếu không thì thế này, bây giờ bắt đầu lại. Chúng ta chơi tiếp nhé. Lỗ Kính Liên cười lớn rồi trêu chọc Tào Kha Nhi. Được, đấu thì đấu, thắng thì thưởng cái gì đây? Tào Kha Nhi cầm một quả bowling lên dơ trước mặt Lỗ Kính Liên, lại dùng ánh mắt nghịch ngợm nhìn Lỗ Kính Liên. Lỗ Kính Liên căn bản rất thích đứa cháu gái thông minh của mình, hơn nữa bây giờ nàng còn đi giải sầu với mình, thế cho nên hắn mượn khí thế của một lãnh đạo doanh nghiệp để vung tay lên nói, nếu cháu thắng, chú mua cho cháu một chiếc xe thể thao. Giá bao nhiêu tùy cháu chọn. Quyết định như vậy đi, Tào Kha Nhi nói rồi ném quả bowling ra ngoài, một tiếng ầm vang lên, 10 cái chai vừa dựng lên đã đổ cả xuống. Lỗ Kính Liên nhìn màn hình hiện điểm mà không khỏi có chút ngây ngốc, ngay sau đó hắn lắc đầu nói, nhà đầu này, dám giở trò với cậu. Thục Nhàn đứng bên cạnh xem hai người chơi bowling không khỏi nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, nàng lấy khăn lau mồ hôi cho Tào Kha Nhi rồi cười nói, anh đấy. Tự xưng là thông minh, bây giờ thì hay quá, còn không bằng Tiểu Kha Nhi này, chỉ cần cố gắng tỏ ra yếu kém thì đã dụ được anh. Theo em thấy thì anh nên đưa chiếc xe của mình ra mà bồi thường. Chương 1253, 2, mục tiêu rất quan trọng, thủ đoạn rất mạnh mẽ. Lỗ Kính Liên căn bản cũng không quan tâm đến một chiếc xe thể thao, nói thật thì dù Tào Kha Nhi không mở miệng, hắn cũng chuẩn bị cho cháu mình một chiếc xe tốt. Nhưng bây giờ chỉ là cố ý mượn cớ mà thôi. Ha ha ha, tiểu nha đầu này đúng là quá hay, nhưng nếu muốn có xe thể thao thì phải thắng cậu đã rồi hãy nói. Lỗ Kính Liên nói đến đây thì cầm bóng chuẩn bị đẩy đi, nhưng lúc này hắn vung tay có hơi mạnh. Tuy dựa theo kỹ thuật thì hắn căn bản hơn hẳn Tào Kha Nhi, thế nhưng khi mà mình nhất định phải thắng thì căn bản không còn dễ dàng nữa rồi. Đúng như dự đoán. Sau khi đánh xong một ván thì Lỗ Kính Liên căn bản chỉ đổ được 3 cột, nhưng như vậy rõ ràng là thua. Khi đi vào khu vực nghỉ ngơi thì Tào Kha Nhi đã đổ nhiều mồ hôi, nhưng nụ cười trên mặt cực kỳ hưng phấn và kiều diễm. Nàng uống một hơi nửa ly nước, sau đó cười nói với Lỗ Kính Liên cậu, nếu không thì hai người ở lại chơi thêm vài ngày nữa đi. Chơi thêm vài ngày sao? Không phải tiền của cậu sẽ tan biến như hơi nước à? Lỗ Kính Liên tuy không quan tâm đến tiền, thế nhưng ngoài miệng lại nói như vậy với Tào Kha Nhi. Hừ, quỷ hẹp hòi, cháu không lấy chiếc xe thể thao của cậu không được sao? Tào Kha Nhi thoải mái dựa lưng lên ghế, sau đó nàng trầm giọng nói cậu, cho dù cậu mua xe thể thao thì cháu cũng không muốn. Cậu cũng biết rồi đấy, với công tác của cháu thì sao dám làm náo động như vậy? Lỗ Kính Liên cười cười mà không nói gì. Tào Kha Nhi lại tiếp tục nói, cháu cũng không phải như người kia, chạy xe xịn còn có người mở đường, căn bản là phải biết phân biệt rõ ràng. Người kia là ai thì Tào Kha Nhi dù không nói nhưng Lỗ Kính Liên và Thục Nhàn căn bản đều hiểu rõ. Nhưng hai người bọn họ không biểu hiện ý kiến của mình ở sự kiện này. Dù sao thì đó cũng là sự tranh cường hiếu thắng giữa đám vãn bối, hai người bọn họ tham gia vào cũng căn bản khá khó coi. Tào Kha Nhi cũng hiểu điều này. Nàng cười hì hì nói cậu, chuyện của cậu út thế nào, ngài chuẩn bị làm sao đây? Cái gì mà cậu chuẩn bị làm sao? Cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà thôi, còn sự việc tiến triển thế nào, tất cả phải nhìn vào cậu ấy. Lỗ Kính Liên nói đến đây thì thở dài một hơi nói, nhưng cơ hội lần này quá đáng tiếc, cũng là một vị trí như vậy thế nhưng công tác ở tỉnh Nam Giang thì khác biệt một trời một vực.
Tào Kha Nhi tuy còn trẻ nhưng lại hiểu được khá nhiều về những điều thế này, nàng hiểu ý nghĩ của cậu, cho nên nàng gật đầu nói, đó cũng là chuyện không thể nào làm khác hơn, bây giờ có lẽ đã được quyết định rồi. Lỗ Kính Liên nhìn đồng hồ trên tay, hắn khẽ gật đầu. Tuy hắn có hơi thất vọng thế nhưng căn bản không biểu hiện ra bề ngoài. Bọn họ đã cho ra nhiều cố gắng ở phương diện này, trước khi đến đã tiến hành liên hệ tốt với Diệp Thừa Dân, nhưng hắn không ngờ cuối cùng sự việc lại phát triển theo hướng khác. Xem ra bí thư Diệp công tác ở tỉnh Nam Giang cũng không quá thuận lợi. Lỗ Kính Liên uống một hớp nước rồi dùng giọng đầy cảm khái nói. Tào Kha Nhi cũng nói theo, Chủ tịch Trừ có năng lực rất mạnh, có uy vọng quá cao, căn bản công tác nhiều năm ở Nam Giang, thế cho nên có cơ sở quần chúng quá mạnh. Bí thư Diệp muốn thuận lợi triển khai mở rộng công tác ở tỉnh Nam Giang thì ý nghĩ của Chủ tịch Trừ là cực kỳ quan trọng. Hai người trò chuyện với nhau rồi nở nụ cười, giống như vừa rồi không nói về chuyện không vui. Sau khi nói về vài người thân thích trong nhà, Tào Kha Nhi chợt cười nói cậu, tối nay cháu mời cậu mợ dùng cơm, xem như tiễn chân hai người. Cậu mợ xem, có phải nên mời cháu gái và cháu rể kia không? Nói đến cháu ngoại và cháu rể thì giọng nói của Tào Kha Nhi có hơi lạ, chút động tác này làm cho Thục Nhàn cảm thấy lộp bộp trong lòng. Tào Kha Nhi là người tài trí song toàn, lại căn bản không chịu gả cưới, chẳng lẽ trong đầu có ý nghĩ gì? Bây giờ những cô gái trẻ căn bản là khá đáng sợ. Lỗ Kính Liên trầm ngâm một chút rồi cuối cùng nói, thôi thì để khi khác, bọn họ cũng rất bận rộn. Khi ba người trò chuyện với nhau, đột nhiên điện thoại của Lỗ Kính Liên chợt vang lên. Lỗ Kính Liên nhìn thoáng qua điện thoại rồi trực tiếp nói với Thục Nhàn và Tào Kha Nhi, hai người cứ trò chuyện, tôi đi nghe điện thoại. Hai người phụ nữ cũng không quan tâm đến việc Lỗ Kính Liên đi ra nơi vắng vẻ nghe điện thoại. Khi hai người phụ nữ đang trò chuyện với nhau thì điện thoại của Tào Kha Nhi chợt vang lên, nàng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi nghe máy, cô gái xinh đẹp, lúc này gọi điện thoại có phải là nhớ mình không? Người gọi điện thoại cho Tào Kha Nhi chính là người bạn gái thân thiết tên là Triệu Tố Bạch, người này có độ tuổi tương đồng với Tào Kha Nhi, nhưng bây giờ công tác trong văn phòng tỉnh ủy và đã là một vị phó khoa. Triệu Tố Bạch nghe lời nói trêu chọc của Tào Kha Nhi thì khẽ cười nói, xem cô kìa, sao không đứng đắn một chút chứ? Hèn gì còn chưa gả ra ngoài được. Được rồi, cô dám nói vậy sao? Để xem tôi quay về đối phó với cô thế nào. Tào Kha Nhi cố gắng bày ra bộ dạng dương nanh múa vuốt nói với Triệu Tố Bạch. Được rồi, tôi sợ cô rồi được chưa? Tiểu Nhãn Kính nhờ tôi hỏi cậu, hôm nay cậu có thời gian không? Cậu ấy muốn mời cô dùng cơm. Triệu Tố Bạch thuận miệng nói hai câu với Tào Kha Nhi, sau đó nói đến chuyện chính. Tiểu Nhãn Kính sao? Tôi không rảnh, cô cũng không phải không biết thái độ của tôi rồi đấy, còn gây phiền toái cho tôi, đúng là đáng ghét mà. Tào Kha Nhi mở miệng từ chối lời mời của Triệu Tố Bạch. Tiểu Nhãn Kính là nhân viên công tác của văn phòng thường ủy tỉnh ủy, đã công tác được 3 năm, bây giờ đã là phó khoa, nghe nói được thư ký trưởng Đào Nhất Hành tán thưởng, được các vị cán bộ trong văn phòng tỉnh ủy gọi là người có tương lai vô hạn. Tiểu Nhãn Kính này không biết có phải vừa gặp Tào Kha Nhi đã yêu hay không, bây giờ đang cố gắng theo đuổi. Nhưng đáng tiếc là vua có mộng nhưng nữ thần thì lại không. Tào Kha Nhi căn bản không có quá nhiều hứng thú với tên cán bộ trẻ tuổi kia. Vì vậy căn bản là từ chối tất cả lời mời của đối phương, thái độ quá rõ ràng và dữ dội. Cô còn chuyện gì khác không? Nếu không thì tôi cúp điện thoại. Tào Kha Nhi nói rồi chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng nàng chỉ cho ra một nửa động tác thì nhớ đến điều gì đó. Nàng chợt hỏi, cô cũng đừng đùa với tôi, Tiểu Nhãn Kính hôm nay sao có thời gian, không phải đang tổ chức hội nghị thường ủy sao? Tôi chọc cô sao? Tôi chọc cô làm gì? Ai nói đang tổ chức hội nghị thường ủy, bây giờ đã chấm dứt rồi. Triệu Tố Bạch nói hai câu rồi dùng một giọng điệu thần bí nói, cô đoán xem ai là người được hội nghị thường ủy đề cử. Cái này còn phải đoán sao? Nhất định là Thích Phúc Lai. Tào Kha Nhi nói bằng giọng điệu căn bản không thể nào nghi ngờ. Chương 1253, 3, mục tiêu rất quan trọng, thủ đoạn rất mạnh mẽ. Ha ha ha, cô đoán sai rồi, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, nếu như đoán sai thì mời tôi dùng cơm. Triệu Tố Bạch ở bên kia dùng giọng đắc ý nói. Lúc này Tào Kha Nhi căn bản không nghe rõ đối phương cho ra yêu cầu phải mời cơm, nàng chỉ có một ý nghĩ, là ai dám đẩy Thích Phúc Lai ra khỏi danh sách nhân tuyển.
Nàng là người công tác trong đơn vị trung tâm của tỉnh ủy, lúc này nhiều cái tên lóe lên trong đầu nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn thấy những người kia căn bản kém hơn Thích Phúc Lai khá nhiều. Kim Bồng vẫn, Tào Kha Nhi suy tư giây lát rồi nói ra một đáp án thăm dò, nhưng đáng tiếc là sau khi nghe đáp án của nàng thì Triệu Tố Bạch bên kia đã nói lớn, ha ha ha, chúc mừng cô, vẫn đoán sai. Không phải Thích Phúc Lai, cũng không phải là Kim Bồng vẫn, điều này làm cho Tào Kha Nhi cảm thấy quá kỳ quái. Lúc này nàng rất muốn biết đáp án, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, này, cô cũng đừng làm như vậy được không? Mau nói cho tôi biết người kia là ai, tôi sẽ mời cô dùng cơm. Hi hi, nói từ sớm có phải là hay không? Được rồi, tôi cho cô biết, đáp án là không có ai cả. Triệu Tố Bạch dùng giọng có chút đắc ý và vui mừng nói với Tào Kha Nhi. Không, không có ai sao? Tào Kha Nhi giật mình rồi trầm giọng nói, làm sao lại không có ai? Chẳng lẽ Bí Thư Diệp và Chủ tịch Trử Dã phát sinh xích mích và không thông qua ai cả sao? Đây căn bản là lý do duy nhất mà Tào Kha Nhi có thể nghĩ ra được, lúc này hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh xung đột với nhau, như vậy mới có thể làm cho một việc quan trọng thất bại, nhưng căn bản là nàng lại đoán sai. Không phải, trưởng phòng Vương đã cho ra ý kiến với phương diện chọn nhân tuyển cho vị trí Bí Thư Ủy ban Tư pháp. Triệu Tố Bạch nói đến ba chữ trưởng phòng Vương thì chợt có chút xúc động, cảm giác xúc động này đã từng bị Tào Kha Nhi phê bình là thói quen không hay của phụ nữ. Triệu Tố Bạch căn bản không quan tâm đến lời trêu chọc này của Tào Kha Nhi, ngược lại còn say sưa nói, đừng nói là làm vợ cho Vương Tử Quân, dù là tình nhân nàng cũng tình nguyện, điều này trước đó không khỏi làm cho Tào Kha Nhi sinh ra xúc động muốn đánh người. Đừng nói bậy bạ, Vương Tử Quân có thể lật cổ tay với Chủ tịch Trử được sao? Tào Kha Nhi có chút kích thích, nàng dùng giọng khinh thường nói. Cô nói căn bản là không đúng, trưởng phòng Vương cho ra ý kiến của mình. Trực tiếp chặn đường tiến lên vị trí Bí Thư Ủy ban Tư pháp của Thích Phúc Lai, hơn nữa ý kiến của anh ấy được tất cả thường ủy tỉnh ủy thông qua. Triệu Tố Bạch nói, sau đó nàng căn bản nhắc lại ý kiến của Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy cho Tào Kha Nhi. Tuy vị trí của Tào Kha Nhi là không cao nhưng hoàn cảnh gia đình lại làm cho chính nàng giống như mưa dầm thấm đất, căn bản biết được nhiều thứ hơn bạn cùng trang lứa. Nàng căn bản căn cứ vào lời nói của Triệu Tố Bạch mà biết được một sự kiện quá bất ngờ. Vốn cho rằng không thể cải biến được nhưng cuối cùng lại phát triển như thế, nhưng điều này lại làm cho Tào Kha Nhi cảm thấy quá bất ngờ. Này, này, Tào Kha Nhi, cô sao không nói gì, có phải lại quyết định xù mời cơm rồi không? Triệu Tố Bạch không nghe thấy Tào Kha Nhi lên tiếng, nàng chợt dùng giọng nói có chút gấp gáp lên tiếng. Nhưng lúc này Tào Kha Nhi không quan tâm đến Triệu Tố Bạch, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Khi Triệu Tố Bạch đang suy xét lời nói của Triệu Tố Bạch, Lỗ Kính Liên đã nhanh chóng đi đến. Lúc này Lỗ Kính Liên căn bản không còn trạng thái dù trời sập cũng bình tĩnh như vừa rồi, trên gương mặt hắn có mang theo vài phần hưng phấn. Sau khi đi đến bên cạnh thì hắn nói với Tào Kha Nhi, Tiểu Kha Nhi, hôm nay cậu còn chút việc, cũng không đi chơi với hai cháu. Lát nữa cháu đưa mợ đi ăn đặc sản của tỉnh Nam Giang nhé. Tào Kha Nhi nghe lời phân phó của Lỗ Kính Liên thì hai mắt khẽ nháy lên, nàng cười nói cậu, có phải cậu nhận được tin tức gì rồi không? Tuy Tào Kha Nhi không nói rõ nhưng Lỗ Kính Liên lại thẳng thắn nói, thật sự không ngờ sự việc lại thay đổi như vậy, cậu út của cháu vốn không còn hy vọng, thế nhưng không ngờ bây giờ hy vọng lại đến. Lúc này trưởng phòng Vương đã lên tiếng, cậu cảm thấy chuyện của cậu út có thêm nhiều hy vọng. Lỗ Kính Liên căn bản luôn gọi Vương Tử Quân là Tử Quân, nhưng bây giờ hắn lại gọi là trưởng phòng Vương. Tuy chỉ là sửa lại cách xưng hô thế nhưng Tào Kha Nhi vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Lỗ Kính Liên lúc này đã đặt Vương Tử Quân lên vị trí đáng được tôn trọng, nàng không hiểu vì sao mà có chút ghen ghét, nhưng cũng có chút hưng phấn. Nàng cố gắng áp chế tâm tình không bình thường của mình, sau đó khẽ nói cậu, ngài cũng không nên để mợ đi theo cháu. Ngài và mợ nên đi đến nhà của anh ấy, như vậy dễ nói chuyện hơn nhiều. Thẩm Kim Minh nhìn những lời bình trên mạng mà không khỏi cảm thấy không dám tin vào mắt mình, nhưng sự thật là như vậy, hắn biết mình được đề cử làm phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một khi bày tỏ công khai, hắn sẽ có văn kiện điều động. Thẩm Kim Minh căn bản thật sự rất lo lắng với vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng. Thực tế sau khi nghe được vài tin tức nhỏ thì căn bản càng không ôm hy vọng.
Sở dĩ Thẩm Kim Minh mãi kiên trì cũng là vì muốn tranh chấp một chút, dù không thành công thì tối thiểu cũng có thể biểu hiện trước mặt trưởng phòng Vương. Cho dù lần này hắn không có hy vọng, thế nhưng chỉ cần lọt vào mắt của trưởng phòng Vương như vậy là quá đủ rồi. Nhưng kết quả lần này chính là Thẩm Kim Minh đánh bại người có khả năng nhất là Lý Sâm Thăng, trở thành phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy. Nếu như nói về lợi ích thực tế thì vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng căn bản kém hơn phó bí thư thị ủy, thế nhưng cấp bậc tăng tiến, như vậy đối với một người có tuổi như hắn thì căn bản tiến lên bậc thang, nếu không có kết quả như vậy thì hắn cơ bản sẽ là dậm chân tại chỗ. Thẩm Kim Minh cố gắng áp chế cảm giác vui sướng, hắn cầm điện thoại lên bấm một dãy số, sau đó lại đặt điện thoại xuống. Hắn do dự vài phút, sau đó lại bấm một số điện thoại khác. Alo, chào anh, đầu dây bên kia vang lên giọng điệu ân cần chào hỏi, Thẩm Kim Minh cảm thấy mình giống như tham gia duyệt binh, hắn không những đứng nghiêm mà giọng điệu càng có vẻ gọn gàng linh hoạt hơn. Chào trưởng phòng Vương, tôi là Thẩm Kim Minh. Tiếng cười cởi mở truyền đến từ đầu dây bên kia, giọng nói của Vương Tử Quân truyền vào trong tai Thẩm Kim Minh, bí thư Thẩm, chào anh, ngày hôm qua anh diễn thuyết rất tốt, nhận được đánh giá cao độ của bí thư Diệp và chủ tịch Trử. Anh có lẽ cũng hiểu được diễn thuyết công khai là thế nào, hy vọng anh không phụ lòng phó thác của lãnh đạo, tiếp tục làm tốt công tác của mình. Vâng, cảm ơn trưởng phòng Vương đã ủng hộ và cổ vũ, tôi sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác, sẽ không làm cho lãnh đạo mất mặt. Thẩm Kim Minh dùng ngôn từ chính xác để đảm bảo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ở bên kia giống như không nghe được lời nói của Thẩm Kim Minh, hắn nói thêm vài câu khuyến khích rồi cúp điện thoại. Chương 1254, người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không đo bằng đấu. Thật ra Vương Tử Quân căn bản không hiểu ý nghĩ của Thẩm Kim Minh mới là lạ, hắn đặt điện thoại xuống, khẽ vuốt trán, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Mặc dù Vương Tử Quân biết biểu hiện cảm kích của Thẩm Kim Minh có ý nghĩa là gì thế nhưng có một số việc không thể nói quá rõ ràng. Có câu nói thế này, nước quá trong không có cá, xem xét quá kỹ sẽ không có tương lai, những khi nào hắn nên giả vờ hồ đồ thì càng phải hồ đồ. Lúc này công tác ở tỉnh Nam Giang đang liên tục triển khai mở rộng, Trừ Vận Phong tăng lực ở phương diện phát triển kinh tế, lúc này chỉ tiêu kinh tế của không ít thành phố đang tăng tiến. Đồng thời Diệp Thừa Dân cũng bắt đầu quán triệt lực ảnh hưởng của mình đến các vùng hẻo lánh trong tỉnh Nam Giang. Nói một cách tổng quát thì tỉnh Nam Giang đang tiến vào giai đoạn phát triển hoàng kim, khắp nơi đều có cảnh tượng tươi vui sung sướng. Có thể nói cảnh tượng lúc này là rất tốt nhưng trong lòng Vương Tử Quân vẫn không thể nào xóa đi cảm giác đau buồn, khi thời gian dần trôi qua, không khí tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện sóng gió. Trưởng phòng Vương, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi rồi. Du Giang Vĩ khẽ đẩy cửa phòng rồi nhắc nhở Vương Tử Quân. Vương Tử Quân được Du Giang Vĩ nhắc nhở và chợt nhớ hôm nay có một hội nghị vào lúc 10 giờ 40. Từ khi hắn làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đến nay thì lúc nào cũng cố gắng giảm bớt hội nghị trong đơn vị, thế nhưng có một số hội nghị nhất định phải tổ chức. Trong phòng họp số 5 của tỉnh ủy, khi Vương Tử Quân đi vào thì bên trong đã đầy người. Vì hội nghị chưa bắt đầu nên lúc này người bên trong đang xì xào bàn tán thảo luận, nhưng khi Vương Tử Quân xuất hiện trên đài chủ tịch, những âm thanh bên dưới nhanh chóng biến mất không dấu vết. Hội nghị lần này chủ yếu nói về phương diện tăng cường công tác tổ chức ở cơ sở, tất nhiên phòng tổ chức sẽ là lãnh đạo cao nhất, Vương Tử Quân là người lên tiếng mạnh nhất. Hắn nhìn thoáng qua đám người bên dưới, hơn 100 người trên cơ bản đều khá quen thuộc. Ủa? Khi Vương Tử Quân thấy một người trong số đó thì căn bản có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó tâm tình chợt biến đổi, hắn cũng không biểu hiện tâm tình ra gương mặt của mình. 40 phút sau kết thúc hội nghị, Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp, người làm cho hắn cảm thấy giật mình nhanh chóng đi đến. Sau khi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân thì đối phương tươi cười nói, chào trưởng phòng Vương, tôi đến báo cáo công tác của thành phố Loa Hồ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của đối phương. Hắn cũng cười nói, bí thư Trương, tôi đây tổ chức hội nghị của phòng tổ chức, anh là một vị bí thư cần gì phải ôm đồm chạy đến đây chứ? Hi hi, Trạch Minh hôm qua đi công tác ở thành phố Ma Đô, vô tình không tìm ra được ai là người tham gia hội nghị. Lúc này là hội nghị của trưởng phòng Vương, thành phố Loa Hồ cũng không dám chậm trễ, thế nên tôi tự mình đến đây báo danh. Bí thư thị ủy Trương Hữu Quang của thành phố Loa Hồ cười cười nói với Vương Tử Quân.
Trương Hữu Quang dù mở miệng có vài phần thực chất nhưng trên thực tế thì chẳng ai tin tưởng, bí thư thị ủy thay thế một trưởng phòng tổ chức đến tham gia hội nghị sao? Cần phải tự mình đi sao? Vương Tử Quân thầm hiểu nhưng không chọc ra, hắn nhìn thoáng qua Trương Hữu Quang, sau đó chợt cười nhạt nói, bí thư Trương, anh đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút, hai người chúng ta cùng tâm sự. Trương Hữu Quang sở dĩ tự mình đến tham gia hội nghị cũng là vì muốn tiếp cận vị trưởng phòng tổ chức cực kỳ có uy vọng của tỉnh Nam Giang, cho dù Vương Tử Quân không mời thì hắn cũng muốn đi đến phòng làm việc của lãnh đạo ngồi một chút. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động cho ra lời mời, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Trương Hữu Quang ngồi trong phòng làm việc của Vương Tử Quân với biểu hiện cực kỳ khéo léo, vừa thân cận vừa tràn đầy nụ cười, càng thể hiện sự kính trọng với trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân. Hai người tuy chủ yếu bàn về công tác thế nhưng có một số việc trên cơ bản cũng được động đến. 20 phút sau Trương Hữu Quang cáo từ, Vương Tử Quân tiễn chân Trương Hữu Quang ra cửa, trong lòng thầm nghĩ đến ý nghĩ của đối phương. Dù Trương Hữu Quang không dứt khoát nói rõ vấn đề thế nhưng căn bản vẫn có thể nghe rõ tiếng chiêng trống, ý kiến của đối phương là gì thì Vương Tử Quân căn bản đã hiểu quá rõ, đối phương căn bản muốn làm thân cận với mình. Gần đây có không ít cán bộ cấp sở có thực quyền thay đổi thái độ với Vương Tử Quân, cho dù bọn họ không có việc gì cũng chạy đến ngồi trong phòng làm việc của hắn, càng không có ít người thuộc phạm vi quản hạt của hắn thường chạy đến báo cáo công tác. Vương Tử Quân căn bản chỉ có thể mỉm cười nhìn và lắc đầu mà thôi, nhưng hắn cũng có chút hưởng thụ. Vì sao thì nó cũng đại biểu cho vị trí của mình ở tỉnh Nam Giang, nếu nói không khoa trương thì Vương Tử Quân căn bản đã vững vàng đứng ở vị trí trung tâm của tỉnh. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hắn chợt cười nói, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Vương, tôi là Lỗ Kính Tu, thật sự quấy rầy ngài rồi. Điện thoại nhanh chóng nối thông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khá thâm trầm. Lỗ Kính Tu, Vương Tử Quân có chút sững sốt, chợt nhớ Lỗ Kính Tu này là ai? Người này là tứ đệ của Lỗ Kính Liên. Nếu căn cứ vào thân phận ở Mạc Gia, đối phương căn bản là tứ thúc của mình. Nhưng bây giờ dựa theo tin tức mới nhất, Lỗ Kính Tu sắp tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang, cũng là người tiếp nhận vị trí trước đó của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân căn bản rất khách khí với một người có thể đến chi viện cho mình, chào chú Lỗ Một. Sau khi Lỗ Kính Tu nghe được cách xưng hô của Vương Tử Quân thì đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó cười ha hả nói, trưởng phòng Vương. Anh là người thân thích của anh tôi, các người xưng hô với nhau là được, sau này chúng ta cùng công tác trong một ban ngành, anh gọi tôi anh Lỗ là được. Lỗ Kính Tu nói bằng lời lẽ rất thân mật, Vương Tử Quân cũng nhiệt tình hàn huyên hai câu với đối phương. Vì hai bên không quá quen thuộc, thế cho nên căn bản chỉ là những lời làm sống động bầu không khí mà thôi. Sau khi nói những lời hàm xúc cảm tạ Vương Tử Quân, Lỗ Kính Tu nói cho Vương Tử Quân biết. 3 ngày sau hắn sẽ đến nhận chức bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Vương Tử Quân tỏ vẻ sẽ nhất định mở tiệc đón gió tẩy trần cho Lỗ Kính Tu, sau đó hắn cúp điện thoại. Vương Tử Quân biết khá nhiều về tình huống của Lỗ Kính Tu, bây giờ đối phương là bí thư ủy ban tư pháp của tỉnh Nam Giang lại gọi điện thoại cho mình, rõ ràng đã tỏ thái độ trực tiếp. Giữa trưa vì không có công tác tiếp đãi nên Vương Tử Quân lên xe về nhà. Trước kia Tiểu Bảo Nhi thường phải đi nhà trẻ, thế cho nên người dùng cơm chủ yếu với Vương Tử Quân là Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân cầm lấy chén đũa bắt đầu dùng cơm, Mạc Tiểu Bắc chợt đặt chén xuống rồi khẽ nói, vừa rồi bố gọi điện thoại đến, nói là em của Dượng sắp đến tỉnh Nam Giang, mong chúng ta quan tâm một chút. Vương Tử Quân cười cười nói anh cũng nhận được điện thoại, đã nói với gì, chuyện này anh cũng biết rồi. Khi Vương Tử Quân lặng lẽ dùng cơm thì trong một biệt thự ở thủ đô, Lỗ Kính Liên đang uống rượu với một người đàn ông trung niên hơn 40, bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Lỗ Kính Liên nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó cẩn thận dặn dò, Kính Tu, Nam Giang không phải như thủ đô, có chuyện gì thì phải chú ý ứng phó, nếu cảm thấy khó giải quyết thì có thể thương lượng một chút với Tử Quân. Anh, em biết rồi. Giọng nói của Lỗ Kính Tu có chút bình tĩnh nhưng lại mang theo giọng điệu có vài phần mất kiên nhẫn. Lỗ Kính Liên nghe thấy vậy mà có chút mất kiên nhẫn, hắn chợt nhíu mày, sau đó trầm giọng nói, Kính Tu, thái độ của cậu là không được, người không nên nhìn vẻ bề ngoài, nước biển không đong bằng đấu.
Tử Quân tuy còn trẻ nhưng là người có kinh nghiệm công tác và đối nhân xử thế, đáng giá cho cậu phải học tập. Sau khi đến Nam Giang thì cậu ngàn vạn lần nên làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân. Anh yên tâm, em không còn nhỏ nữa, em biết rõ nên làm thế nào. Lỗ Kính Tu miễn cưỡng nở nụ cười với Lỗ Kính Liên. Chương 1255, 1, làm việc không phô trương, ca khúc Khải Hoàn. Vương Tử Quân giữ chặt lấy khăn quàng cổ, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp hơn. Nhưng gió lạnh vẫn gào thét về phía hắn, thời tiết hôm nay đúng là rất lạnh. Vương Tử Quân đi vài bước đã đến bên cạnh chiếc xe đang chờ bên ngoài, hắn cảm nhận được gió ấm trong xe, thế là cơ thể mới thả lỏng một chút. Dù Giang Vĩ thật sự trang bị rất đầy đủ, nhưng hắn xem ra càng sợ lạnh hơn Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, gió thật sự khá lớn, thủ đô là như thế này, nếu như đi xa về phía Bắc thì căn bản là đóng băng lỗ tai. Dù Giang Vĩ cảm nhận được khí ấm trong xe, hắn mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, thật sự là càng đi về phía Bắc thì càng lạnh, nhưng cậu không cần phải nhịn nữa, ngày mai chúng ta quay về Nam Giang. Khi hai người trò chuyện với nhau thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Du Giang Vĩ cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một dãy số lạ. Hắn tự tin tiếp nhận điện thoại, chào anh. Ha ha, xin hỏi có phải là đồng chí Giang Vĩ không? Chào anh, tôi tìm trưởng phòng Vương. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm và tràn đầy nụ cười. Du Giang Vĩ nghe âm thanh này và cảm thấy người gọi điện thoại đến có thân phận bất phàm, hắn cười cười nói tôi là Du Giang Vĩ. Xin hỏi ngài là. Đầu dây bên kia xưng tên, sau đó Du Giang Vĩ đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt nói hai câu với người bên kia, sau đó cúp điện thoại. Du Giang Vĩ thấy điện thoại lại về trong tay mình, hắn thầm nghĩ vị phó phòng kia gọi điện thoại đến, chẳng lẽ chỉ nói vài câu như vậy với trưởng phòng của mình thôi sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn thầm suy đoán, không biết có chuyện gì phát sinh. Khi Du Giang Vĩ đang thầm nghi hoặc thì chuông điện thoại vang lên, Du Giang Vĩ cầm điện thoại lên, hắn thấy người gọi đến là Trình Viên Lệ. Hắn căn bản không dám chậm trễ với Trình Viên Lệ, tê hế cho nên cũng không nghe máy mà cung kính nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, là điện thoại của Chủ tịch Trình. Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua rồi mỉm cười nói với đầu dây bên kia, chào Chủ tịch Trình, chị vẫn khỏe chứ? Tôi không khỏe, trưởng phòng Vương, tôi chúc mừng anh. Khi anh từ thủ đô quay về, tôi sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh, vấn đề là tôi phải biết khi nào thì ngài quay về, thế cho nên mới chuẩn bị sẵn sàng được. Mối quan hệ giữa Trình Viên Lệ và Vương Tử Quân chợt tăng tiến, thế cho nên lúc này nói chuyện cũng khá tùy ý. Vương Tử Quân cười ha hả nói, hẳn là tôi phải mời chị Trình, không thì sẽ làm ảnh hưởng đến quy củ. Trình Viên Lệ cười hai tiếng, gương mặt càng thêm sáng lạn, nàng nói, anh Tử Quân. Tôi căn bản cũng không khách khí. Nói thật nhé, anh nên mời khách là vừa, sau này anh bay xa vạn dặm thì cũng đừng quên tôi đấy nhé. Vương Tử Quân căn bản cũng không trả lời câu hỏi này của Trình Viên Lệ, hắn cười cười, sau đó trong lòng khẽ động, chợt hỏi Trình Viên Lệ, chị Trình, những ngày gần đây trong tỉnh có tình huống gì không? Tình huống gì sao? À, cũng không có gì, ngoài hội nghị của Ủy ban Tư pháp, Trần Hồng Lỗi và Lỗ Kính Tu có chút xích mích với nhau. Cũng không biết có chuyện gì tiếp theo không. Trình Viên Lệ trả lời cũng không làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn, hắn quan tâm đến vấn đề gì. Căn bản là không chỉ rõ ra, nhưng nhìn vào phương diện thời gian thì có lẽ sự việc cũng đã sắp diễn ra. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi cho ra quyết định, sau đó hắn nói với Trình Viên Lệ chị, tôi hỏi thật nhé, có phải có chuyện gì liên quan đến phương diện vệ sinh phòng dịch không? Không, mùa đông thì có dịch bệnh gì được chứ? Trình Viên Lệ trả lời cực kỳ khẳng định, câu trả lời này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút cổ quái. Dựa theo ký ức kiếp trước của Vương Tử Quân, loại chuyện này nên xảy ra trong khoảng thời gian gần, vì sao còn chưa có dấu hiệu nào? Chẳng lẽ còn chưa đúng thời gian? Nhưng Trình Viên Lệ đã trả lời như vậy thì Vương Tử Quân cũng căn bản không truy vấn, vì thế hắn thay đổi chủ đề, hỏi đến chuyện bất hòa giữa Trần Hồng Lỗi và Lỗ Kính Tu, chị Trình. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ sao lại xích mích với nhau? Nguyên nhân cụ thể là gì thì tôi căn bản không quá rõ ràng, nhưng nghe nói hai người này căng cứng với nhau, căn bản làm cho hội nghị liên tịch không có kết quả đẹp.
Trình Viên Lệ biết rõ quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lỗ Kính Tu căn bản không phải là bình thường, vì vậy nàng dùng giọng có chút nịnh nọt nói, Trần Hồng Lỗi kia có tác phong quá bá đạo, căn bản không phân biệt rõ chính phụ. Vương Tử Quân không nói gì, hắn căn bản biết khá rõ về Trần Hồng Lỗi, căn bản còn sâu hơn cả Trình Viên Lệ. Còn Lỗ Kính Tu thì hắn cũng không xa lạ gì, hai người này phát sinh mâu thuẫn là chuyện sớm muộn theo dự đoán của hắn, nhưng hắn lại không ngờ mới đó mà chiến tranh đã bắt đầu rồi. Sau khi nói thêm hai câu với Trình Viên Lệ thì Vương Tử Quân cúp điện thoại, nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ về những gì Trình Viên Lệ vừa nói, sau khi vừa đưa điện thoại cho Du Giang Vĩ thì tiếng chuông lại vang lên. Những ngày qua Vương Tử Quân về thủ đô họp, những cuộc điện thoại gọi đến căn bản ít hơn khi ở Nam Giang. Nhưng Du Giang Vĩ căn bản không dám nhàn rỗi, công tác cũng giống như dĩ vãng. Nghề nghiệp thư ký là như vậy, người ngoài nhìn vào cảm thấy đầy ánh sáng thế nhưng thực tế thì căn bản là không dễ làm, vì có đủ loại quan hệ, nếu không xử lý tốt thì căn bản sẽ lưu lại hậu hoạn. Vì vậy Du Giang Vĩ luôn dựa theo suy nghĩ và hiểu biết của mình để giải quyết những cuộc điện thoại gọi cho trưởng phòng Vương. Ví dụ như đó là người không quan trọng, hắn căn bản không để cho Vương Tử Quân phải lên tiếng, nhưng cũng có quy tắc riêng, hắn phải báo cáo với lãnh đạo, chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị mới trả lời rõ ràng. Lúc này tuy có chút nghi hoặc nhưng Du Giang Vĩ vẫn nhanh chóng nhìn qua màn hình điện thoại, gương mặt hắn nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Bí thư Vương, là điện thoại của thư ký trưởng. Du Giang Vĩ nói đến thư ký trưởng, tất nhiên là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành. Vương Tử Quân biết rõ Đào Nhất Hành gọi điện thoại cho mình là có ý gì, tuy xã giao làm cho người ta cảm thấy phiền phức, thế nhưng hắn không thể không nghe máy. Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó nhận lấy điện thoại. Điện thoại vừa nối thông thì bên kia đã vang lên giọng cười của Đào Nhất Hành, trưởng phòng Vương, chúc mừng, tối nay lãnh đạo có thời gian hay không? Tôi mời ngài bữa cơm rau dưa. Vị trí của Đào Nhất Hành và Vương Tử Quân căn bản không thay đổi. Nhưng Đào Nhất Hành lại căn bản thêm cung kính với Vương Tử Quân, cuộc điện thoại lần này càng là biểu hiện một thái độ thân mật và tôn trọng. Vương Tử Quân căn bản cười cười nói, thư ký trưởng, anh nên để tôi mời khách, nhưng nếu mời khách thì trực tiếp nói một tiếng là được, còn cần phải đi đường vòng như vậy làm gì? Anh yên tâm, sau khi quay về Nam Giang thì tôi sẽ tranh thủ thời gian thực hiện. Chương 1255, 2, làm việc không phô trương, ca khúc Khải Hoàn. Trưởng phòng Tử Quân, đây là anh nói đấy nhé, cũng đừng quên mất đi đấy. À, đúng rồi, vừa rồi Bí thư Diệp gọi điện thoại báo cáo với lãnh đạo, khi đó có sắp xếp tôi điện thoại cho anh, để biểu đạt lời chúc mừng anh tấn chức ủy viên. Đào Nhất Hành là người tám mặt lung linh, hắn nói vài câu thì căn bản đã biểu hiện mật thiết mối quan hệ với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản luôn thuận theo tự nhiên đối với những chuyện căn bản không thể phản bác này, hắn cười nói với Đào Nhất Hành. Thư ký trưởng, vừa rồi rõ ràng là anh đề cao tôi đây chỉ là ủy viên dự khuyết mà thôi, không phải là chính, thế nên cũng không có gì là quá lớn. Ha ha ha, trưởng phòng Vương, chuyện dự khuyết tiến lên làm chính thức thì căn bản chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tôi không có năng lực gì mạnh, thế nhưng tự nhận rằng mình cũng có ánh mắt nhìn người. Tôi tin tưởng chỉ sau vài năm nữa thì anh sẽ tiến lên chính thức. Vương Tử Quân nói câu dự khuyết làm cho trái tim của Du Giang Vĩ chợt đập mạnh. Hắn nghĩ đến những chương trình sắp xếp hôm nay, còn có nhiều người gọi điện thoại đến, một ý nghĩ chợt lóe lên và tràn ngập đầu óc hắn. Mặc dù trước khi họp thì hắn cảm thấy cơ hội của trưởng phòng Vương là không lớn, thế nhưng một khi đã được xác định thì hắn căn bản là cực kỳ hưng phấn. Là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, dù là dự khuyết nhưng đã chỉ rõ phương hướng của Vương Tử Quân trong tương lai. Sự kiện này càng chứng tỏ lãnh đạo của Du Giang Vĩ đang dần tiến về vị trí cao vời. Khi Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống thì Du Giang Vĩ thật sự muốn vi phạm nguyên tắc của mình, không nên hỏi thì không khỏi, không nên nói thì không nói. Nhưng khi nghĩ đến tính cách thận trọng lời nói và việc làm của trưởng phòng Vương, hắn đành nuốt lời vào bụng. Trưởng phòng Vương không thích người lắm miệng, chính mình không nên làm cho trưởng phòng thất vọng. Khi Du Giang Vĩ đang ngồi trên ghế với gương mặt trầm ngâm thì Vương Tử Quân chợt nhìn sang. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Du Giang Vĩ càng cảm thấy quẫn bách, gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Vương Tử Quân chợt gật đầu, hắn cho ra câu trả lời khẳng định, không cần phải hỏi, ý nghĩ của tôi cũng giống như cậu. Những lời này làm cho Du Giang Vĩ thầm mỉm cười,
nếu trưởng phòng Vương đang vui vẻ vì cầu tiến mà còn có thể nhìn rõ tâm tư của mình, căn bản là tâm tính quá mạnh mẽ. Du Giang Vĩ cười cười với Vương Tử Quân, hắn muốn nói gì đó nhưng căn bản là không ra khỏi miệng. Khi tâm tình hắn đang kích động thì điện thoại chợt vang lên, là một dãy số lạ. Chào ngài, xin hỏi có phải đây là số điện thoại của trưởng phòng Vương Tử Quân hay không? Tôi là chủ tịch tỉnh Sơn Nam Lưu Truyền Thủy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất trầm bổng. Du Giang Vĩ biết rõ Lưu Truyền Thụy là ai, vì vậy hắn dùng giọng lễ phép nói lãnh đạo chờ một chút, sau đó giao điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dù trước kia có chút ma sát với Lưu Truyền Thụy thế nhưng nhiều nhất vẫn là hợp tác cùng có lợi. Khi còn công tác ở tỉnh Sơn Nam, quan hệ giữa hai người có chút căng thẳng, nhưng sau khi Vương Tử Quân rời khỏi Sơn Nam, mối quan hệ giữa hai người chợt như trời cao biển rộng. Càng ngày càng thân cận. Lưu Truyền Thụy căn bản là người rất bận rộn, bây giờ đối phương gọi điện thoại đến, xem ra vị chủ tịch Lưu này cũng đủ coi trọng với mình. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn nhận điện thoại rồi cười nói, chào lão lãnh đạo. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân, chúng ta đã một thời gian không liên lạc, thế nào? Vẫn khỏe đấy chứ, Lâm Trạch Viễn ở đầu đây bên kia dùng giọng cực kỳ bình tĩnh và trầm ổn nói với Vương Tử Quân. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, sức khỏe của ngài dạo này thế nào? Dì Trần có khỏe không? Tôi nhớ dì Trần bị viêm khớp mãn tính, trời bây giờ rất lạnh, mong lão lãnh đạo chú ý nhiều hơn. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì tình huống trong nhà của Lưu Truyền Thụy, thế nên hắn mở miệng cũng không quá gò bó. Sau khi nghe Vương Tử Quân nhắc đến vợ là Trần Di thì Lưu Truyền Thụy có chút cảm khái. Gần đây trong xã hội có nhiều người tiến chức thì căn bản vứt bỏ vốn cũ năm xưa. Nhanh chóng biến thành ngang hàng, thậm chí có người còn cho rằng địa vị của mình còn cao hơn người xưa. Lưu Truyền Thụy căn bản có quyết định rất phù hợp với một người lãnh đạo trẻ tuổi tăng tiến quá nhanh như Vương Tử Quân, đó là hai bên ngang hàng, lại không ngờ lúc này Vương Tử Quân đang ở vào thời điểm đắc ý lại vẫn đưa mình lên cao hơn. Cảm ơn Tử Quân đã quan tâm, tôi về nhà sẽ nhất định chuyển lời thăm hỏi của cậu với bà ấy, có lẽ dì Trần của cậu sẽ rất vui đấy. Lưu Truyền Thụy khách khí nói hai câu với Vương Tử Quân, sau đó mới lộ ra ý đồ chân thật, Tử Quân, cậu xem có thể giúp đỡ tôi một chút được không? Tôi muốn báo cáo công tác với Bí Thư Lâm. Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó dùng giọng lập lờ nước đôi nói, Chủ tịch Lưu, chuyện này tôi không thể trả lời xác thực ngài được, vì tôi căn bản không quá chắc chắn. Nhưng chuyện của ngài thì tôi sẽ tận lực, có cơ hội tôi sẽ dò xét ý nghĩ của Bí Thư Lâm. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và chợt cảm thấy có hơi nóng trong người, hắn mở cửa sổ đóng chặt, gió lạnh ùa vào. Hắn cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài, đầu óc hắn dần trở nên bình tĩnh. Không nằm ngoài ý muốn, Lâm Trạch Viễn dùng số phiếu cao nhất để tiến lên, một bước này càng xác lập vị trí của Bí Thư Lâm. Sau này chỉ cần con đường làm quan không có vấn đề, Lâm Trạch Viễn sẽ ngày càng vươn cao. Tất nhiên lúc này Vương Tử Quân cũng được người ta đán mác Bí Thư Lâm. Mặc dù Vương Tử Quân căn bản không ghét ký hiệu như vậy, thế nhưng dù thế nào cũng có vài phần tác dụng ngược, hắn vừa cảm nhận được điều tốt, vừa vô hình dựng lên không ít đối thủ. Điện thoại vẫn vang lên, Vương Tử Quân căn bản tiếp nhận từng cuộc điện thoại. Tuy hắn có chút buồn chán nhưng người nào gọi điện thoại đến cũng không tầm thường, dù thế nào thì hắn cũng phải cực kỳ khiêm tốn. Khi xe đến địa điểm cần thì Du Giang Vĩ chỉ còn một cách cúp điện thoại, Vương Tử Quân đi về phía căn nhà hai tầng ở phía trước. Khi Vương Tử Quân đi vào trong nhà, có người từ bên trong đi ra, người kia có gương mặt khá quen thuộc với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đối phương, mà người kia nhìn thấy hắn cũng nở nụ cười. Nhưng hai người không nói thêm điều gì, giống như chỉ cần như vậy là đủ. Sau khi nhìn nhau một cái thì đều đi về phía của mình cần đến. Lâm Trạch Viễn đang lật xem văn kiện trong phòng làm việc hơn 20 mét vuông, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng Vương Tử Quân nhìn vào mắt Lâm Trạch Viễn và vẫn cảm thấy có chút tức giận đang bị đè nén. Chương 1256, một đầy nước chua không ói ra thì ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra, chú Lâm làm sao vậy? Vương Tử Quân thầm phỏng đoán ý nghĩ của Lâm Trạch Viễn, ngoài miệng lại thành thật chào hỏi, chào Bí Thư Lâm. Lâm Trạch Viễn khẽ gật đầu, sau khi cho Vương Tử Quân ngồi xuống thì cũng không nói nhiều về chuyện công tác, chủ yếu tiến hành gõ đầu.
Nội dung chủ yếu của Lâm Trạch Viễn với Vương Tử Quân là làm việc không nên quá kiêu ngạo, cố gắng đổi mới công tác. Lời nói này có ý nghĩ bình thường, cũng giống như có chút gì đó không đúng làm cho Vương Tử Quân có chút buồn bực. Nhưng hắn dù có buồn bực thì vẫn phải dựa tai lắng nghe. Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Lâm Trạch Viễn thì Vương Tử Quân thầm nghĩ, chú Lâm làm sao vậy? Không phải lên quan cao thì tính tình biến đổi đấy chứ. Lỗ Kính Tu ngồi trong phòng làm việc của mình, vẻ mặt cực kỳ âm trầm và lạnh lẽo, gương mặt lạnh lẽo của hắn không khỏi làm cho gian phòng có thêm vài phần lạnh tanh. Khi đi vào tỉnh Nam Giang thì Lỗ Kính Tu căn bản là thỏa thuê mãn nguyện, tràn đầy tin tưởng. Hắn thấy với trình độ của mình nhất định dễ dàng làm bí thư ủy ban tư pháp, thoải mái công tác. Vì vậy hắn căn bản mất kiên nhẫn với lời dặn dò cố ý làm thân cận mối quan hệ với Vương Tử Quân của anh mình. Hắn cảm thấy mình là người có kiến thức rộng rãi, năng lực mạnh mẽ, lại công tác ở thủ đô nhiều năm, khống chế khối ủy ban tư pháp của tỉnh Nam Giang chắc chắn không có gì đáng nói. Nhưng Lỗ Kính Tu tuyệt đối không ngờ sau khi đi vào Nam Giang thì hắn đã bị người ta cho một gậy vào đầu. Vốn là một khối công tác làm cho người ta thoải mái điều khiển thế nhưng không ngờ lại khó chơi như vậy. Chưa nói đến phương diện phó bí thư Diêu Trung Tắc chủ quản khối tư pháp có một số việc không ủng hộ mình, ngược lại còn chọc phá, đồng thời các vị lãnh đạo các khối công tác công an kiểm sát tòa án tư pháp ở bên dưới cũng bằng mặt không bằng lòng, làm cho hắn liên tục đau đầu nhức óc. Đặc biệt là cục trưởng cục công an tỉnh Trân Hồng Lỗi, tuy biểu hiện không có vấn đề thế nhưng nói một đằng làm một nẻo, khốn nổi Lỗ Kính Tu chỉ có tức tối trong lòng nhưng không làm gì hơn được. Lỗ Kính Tu vì muốn quán triệt quyền uy của mình mà quyết định ra tay với cục công an tỉnh, vì thế khi mở hội nghị liên tịch thì nghiêm khắc phê bình công tác của cục công an tỉnh. Không ngờ Trân Hồng Lỗi căn bản không nhận lời phê bình của hắn, ngược lại còn dùng giọng hào hùng phản kích lại lời nói của hắn. Càng khó chịu chính là các vị lãnh đạo khác tham gia hội nghị liên tịch căn bản không ai đứng ra nói giúp cho một người là bí thư ủy ban tư pháp như hắn. Tình cảnh như vậy làm cho Lỗ Kính Tu cảm thấy rất khó xử, hắn nổi giận đỏ mặt tía tai, căn bản khó thể xuống đài. Nhưng dù hắn có đầy oán niệm với Trân Hồng Lỗi, dù đối phương không tuân theo quy củ, phóng đãng ngang ngạch, không phục thùng thượng cấp nhưng hắn không thể không thừa nhận mình chẳng làm gì được đối phương. Thậm chí hắn mơ hồ nghe người bên dưới nghị luận, nói là nếu so sánh với vị bí thư ủy ban tư pháp tiền nhiệm, chính mình căn bản là làm mất đi uy tín, chỉ là kẻ phá hoại. Lỗ Kính Tu căn bản cực kỳ tức giận với những lời nói không chịu trách nhiệm kia, nhưng người ta không nói trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lỗ Kính Tu nhìn qua số gọi đến, hắn khẽ nhíu mày. Hắn có chút do dự, sau đó cầm điện thoại lên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cực kỳ nhiệt tình, chào bí thư Lỗ, tôi là bác Lượng. Thật ra đối phương không cần giới thiệu thì Lỗ Kính Tu đã biết người gọi điện thoại cho mình là ai, khóe miệng hắn có hơi co giật, hắn khẽ cười nói, chào vụ trưởng Lý, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi có gì cần dặn dò không? Ha ha ha, bí thư Lỗ, nếu nói cho ra chỉ thị thì tôi không dám, tôi nào dám cho ra chỉ thị với ngài. Tôi chỉ mong ngài hỗ trợ một chút. Chuyện cháu tôi cần ngài quan tâm hơn. Nó công tác ở cục công an không ít năm, dù là phương diện năng lực hay lý lịch đều mạnh cả, không có vấn đề gì, chỉ là làm người quá thành thật, mong ngài có thể ra tay giúp đỡ. Nó là cây hạn cần mưa rào, căn bản tràn đầy hy vọng. Lỗ Kính Tu là người thông minh, vừa nghe được lời nói như vậy trong điện thoại thì gương mặt có hơi đỏ. Lúc này người bạn cũ gọi điện thoại đến. Ý nghĩ rõ ràng là muốn hắn lo lắng cho người cháu đang công tác trong tỉnh Nam Giang. Lỗ Kính Tu căn bản cũng biết người cháu của bạn mình, đối phương căn bản là một người trẻ tuổi công tác chân thành. Khi hắn nghĩ rằng nên cho người này đi về vị trí cao hơn để rèn luyện, cũng cho ra chỉ thị tương ứng, thế nhưng vì ngày sau tất cả vẫn yên ổn, giống như hắn vừa đánh giấm, tất cả chỉ nổ một tiếng rồi lặng yên không tiếng động, kết quả cuối cùng là dậm chân tại chỗ. Dù danh sách đề bạt của Cục Công an lần này còn chưa được xác định thế nhưng Lỗ Kính Tu cũng hiểu rõ ràng, có lẽ người bạn mình đã biết kết quả đề bạt lần này. Lúc này đối phương gọi điện thoại cho mình, rõ ràng muốn mình giúp đỡ một chút. Nói thật thì Lỗ Kính Tu căn bản muốn giúp đỡ người bạn mình, nhưng gương mặt đen nhẻm của Trân Hồng Lỗi làm cho hắn đụng việc và cảm thấy cực kỳ khó khăn. Chỉ cần là chỉ thị của mình thì sẽ không thực hiện, đây chính là một câu nói mà Lỗ Kính Tu đã nghe được.
Khi nghe được câu nói này thì Lỗ Kính Thu thiếu chút nữa đập nát bàn làm việc của mình. Nhưng mình đập nát bàn làm việc thì như thế nào? Người ta căn bản không xem mình ra gì, mình tức giận cũng chỉ không không mà thôi. Hắn cũng đi tìm Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc để phản ánh tính cách không chịu nghe lời của Trân Hồng Lỗi, nhưng Diêu Trung Tắc như một ông lão đầy kinh nghiệm, liên tục giảng dạy cho hắn một đống đạo lý quan trường. Tất nhiên trước tiên Diêu Trung Tắc đã phê bình Trân Hồng Lỗi, lại nói đồng chí này cái gì cũng tốt nhưng phương diện ăn nói căn bản không chú ý, như vậy sao có thể là lãnh đạo. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Bí Thư Lỗ từ bên trên đi xuống nhận công tác, tất nhiên sẽ có một ý chí bao dung mạnh mẽ, sẽ không thèm tính toán chi ly, nhìn từ phương diện khách quan thì thành tích của Cục Công an tỉnh trong những năm qua là quá rõ ràng, hy vọng Bí Thư Lỗ có thể nhìn vào đại cục để đẩy mạnh công tác đoàn kết trong đơn vị, làm cho khối tư pháp bền như sắt thép. Mặc dù Diêu Trung Tắc nói rất hay rất có ý nghĩa thế nhưng suy xét cẩn thận thì thấy mùi vị không hay. Cái gì gọi là chú trọng đại cục, cố gắng đoàn kết ban ngành? Rõ ràng nói anh là ngọn nguồn mất đoàn kết, cái gì là ý chí bao dung mạnh mẽ? Nhất định nói anh tư tưởng quá hẹp, thế cho nên mới dựng thành cục diện bị động hôm nay. Dù Lỗ Kính Thu có tâm tư muốn cứng miệng với Diêu Trung Tắc, nhưng nụ cười nhàn nhạt của Bí Thư Diêu làm cho hắn nhanh chóng lui về. Diêu Trung Tắc là lãnh đạo, nếu như mình tranh cãi với người này, chỉ sợ sẽ bị mắng làm việc không đúng nguyên tắc, kẻ cuối cùng bị hảo tổn nhiều nhất chính là mình. Chương 1256, 2, đầy nước chua không ói ra thì ngột ngạt. Lỗ Kính Thu luôn miệng đảm bảo sẽ xử lý tốt lời nhắn nhủ của bạn Hiền, sau đó hắn mới buông điện thoại xuống, nhưng trong đầu lúc này lại cực kỳ u sầu. Hắn đã nói rõ sẽ giúp đỡ, nếu sự việc không thành, thể diện của hắn sẽ ném đi đâu. Trân Hồng Lỗi chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, chẳng lẽ đến cuối cùng không còn cách nào khác, phải điều cháu của bạn mình đến công tác trong văn phòng ủy ban tư pháp sao? Một khi như vậy thì đối phương sẽ mang lòng cảm kích, nói gì nghe nấy, nhưng cũng vì vậy mà hắn cũng rất mất mặt. Nếu như Trân Hồng Lỗi tiến lên ngáng chân, nói đồng chí này là trọng điểm bồi dưỡng của Cục Công an tỉnh, không thể ném ra ngoài, chết sống không chịu thả ra thì căn bản muốn điều động cũng không dễ dàng gì. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền vào, Lỗ Kính Thu đang rất bực bội dùng giọng vô lực nói một câu mời vào. Hắn biết rõ bây giờ đến đây chủ yếu là thuộc hạ của mình, hắn không hy vọng thuộc hạ cũng thấy được trạng thái cau mày ủ rột của mình. Vì vậy khi người bên ngoài tiến vào thì Lỗ Kính Thu nhanh chóng thay đổi gương mặt cực kỳ nghiêm túc và chăm chú. Người đi đầu là thư ký của hắn. Là một người đàn ông hơn 20 tuổi, sau lưng thư ký chính là Phó Bí Thư Ủy ban Tư pháp Phùng Thường Quốc. Lúc đầu Lỗ Kính Thu cũng rất hâm mộ Phó Bí Thư Phùng Thường Quốc, nhưng sau khi biết người này là tâm phúc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy đối phương như cây gai, thế nên cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Vựa theo ý nghĩ của Lỗ Kính Liên, sau khi đi vào Nam Giang thì hắn nên làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân, nhưng hắn là người tâm cao khí ngạo. Sao hắn có thể cúi đầu với một người là vãn bối của mình được? Sau khi đi vào Nam Giang thì Lỗ Kính Thu căn bản chỉ một lần gặp mặt Vương Tử Quân, mời Vương Tử Quân về nhà dùng cơm tối, sau đó cũng không có kết giao gì khác. Hơn nữa trong cơ quan ủy ban tư pháp, hắn luôn bỏ ra tất cả thủ đoạn để loại bỏ tất cả những ảnh hưởng của Vương Tử Quân còn sót lại. Tuy không phục nhưng Lỗ Kính Thu cũng phải công nhận Vương Tử Quân là nhân vật lớn. Đối phương đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp trong nửa năm mà đã để lại dấu ấn sâu sắc của mình. Chào bí thư Phùng, mời anh ngồi. Phùng Thường Quốc lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc rồi ném cho Phùng Thường Quốc. Phùng Thường Quốc không khách khí ngồi xuống ghế salon, sau đó hắn khẽ nói, bí thư Lỗ, có lẽ ngài cũng biết lần này trưởng phòng Vương Tiến lên làm ủy viên dự khuyết trung ương đảng, thật sự đây là tin tức tốt, tôi vừa nghe tin thì chạy ngay đến đây. Lỗ Kính Thu căn bản còn sớm biết về tin tức này nhanh hơn cả Phùng Thường Quốc, mới sáng sớm thì Lỗ Kính Liên đã gọi điện thoại đến nói tin tức này, yêu cầu Lỗ Kính Thu nhân cơ hội để chúc mừng Vương Tử Quân một phen. Một tin tức như vậy làm cho tất cả tâm tình tốt đẹp buổi sáng của Lỗ Kính Thu nhanh chóng bị đánh tan. Dù Vương Tử Quân phát triển cao độ căn bản là tốt mà không xấu với hắn, thế nhưng hắn phải cúi đầu với một vãn bối, điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Thế cho nên Lỗ Kính Thu mãi luôn do dự, hơn nữa vừa rồi cục trưởng Lý gọi điện thoại đến làm cho hắn bị chi phối, thế nên đã sớm quên tin tức về Vương Tử Quân. Bây giờ không ngờ Phùng Thường Quốc nhận được tin tức đã điên khùng chạy đến báo cáo với mình.
Xem ra Phùng Thường Quốc căn bản là quá trung thành tận tâm với Vương Tử Quân, căn bản không bao giờ cùng một lòng với mình. Không phải hắn không là người bao dung độ lượng, nhưng anh nghĩ mà xem, một người căn bản nhớ mãi không quên với lãnh đạo cũ, luôn mang ơn với đối phương, như vậy sao toàn tâm toàn ý phục vụ hắn được. Lỗ Kính Thu thầm cảm thấy thất vọng, hắn căn bản có thêm vài phần phản cảm với Phùng Thường Quốc, nhưng hắn vẫn nở nụ cười vui vẻ nói, tôi cũng có nghe qua tin tức này, trưởng phòng Vương có năng lực và thành tích công tác quá rõ ràng, anh ấy được tuyến trên coi trọng thì cũng là mục đích chung, căn bản quá hợp tình hợp lý. Phùng Thường Quốc nhìn vẻ mặt bất động của Lỗ Kính Thu, hắn thầm lắc đầu. Lúc này hắn thật sự thất vọng với Lỗ Kính Thu. Hắn tìm đến đây chủ yếu là muốn giúp đỡ Lỗ Kính Thu làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân, không ngờ lời nói nhiệt tình của mình lại rơi vào hồ nước lạnh băng của đối phương. Phùng Thường Quốc có chút khinh thường vì tình huống Lỗ Kính Thu tự cho rằng mình thanh cao thế nhưng biểu hiện ra vẫn dùng giọng uyển chuyển nói, Bí thư Lỗ, ngài mới đến nhận công tác ở tỉnh Nam Giang, chờ thêm chút thời gian nữa ngài nhất định sẽ vượt lên mạnh mẽ như Bí thư Vương. Lỗ Kính Thu nghe lời nói của Phùng Thường Quốc, nói mình cũng giống như Vương Tử Quân, thế là trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Thầm nghĩ Phùng Thường Quốc anh không phải nói tôi không bằng Vương Tử Quân sao? Lúc này hắn bị đối phương so sánh với một vãn bối, thế là trong lòng càng không thoải mái. Cho dù Lỗ Kính Thu lúc này nén giận cũng không thể làm gì được Phùng Thường Quốc, thế nên sau khi hít vào một hơi thật sâu thì căn bản chủ động nói sang chuyện khác, Bí thư Phùng, anh đến vừa đúng lúc, tôi có chuyện cần thương lượng với anh. Sau khi tôi đến Ủy ban Tư pháp thì phát hiện có nhiều khiếm khuyết ở phương diện dự trữ nhân tài, tôi cảm thấy nên kịp thời bổ sung lỗ hổng này. Phùng Thường Quốc căn bản công tác ở đơn vị nhiều năm, cũng hiểu tình hình công tác của đơn vị cấp tỉnh, bây giờ đội ngũ của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy căn bản là điều phối rất đầy đủ, căn bản khó thể nhét người vào. Nếu như hắn muốn đề bạt, nếu nhân tài bên người quá đông thì cần gì phải lấy người từ ao đắp lên bờ. Thế cho nên hắn mới nói đến điều này. Chỉ có thể lấy cớ như vậy mới xong được. Mặc dù Lỗ Kính Thu căn bản là không thoải mái nhưng dù sao cũng là lãnh đạo đứng đầu đơn vị, nếu khi công tác mà không chịu bảo trì nhất trí trong hành động với lãnh đạo đứng đầu, căn bản sẽ là một biểu hiện không trưởng thành chính trị. Hơn nữa Lỗ Kính Thu là cây lớn dễ sâu, căn bản có quan hệ mật thiết với nhiều quan viên ở thủ đô, đây là chuyện mà hầu như người nào cũng biết, chính mình cần gì phải gây phiền toái. Vì vậy Phùng Thường Quốc nở nụ cười phụ họa nói, Bí thư Lỗ, ngài xem cần điều người đến phương diện nào. Tôi cũng không thể nóng đầu là cho ra quyết sách được, chúng ta cần phải thương lượng với nhau về việc điều động từ phương diện nào mới được. Lỗ Kính Thu khoát tay áo rồi nói tiếp, tôi nghe nói gần đây ban tuyên truyền của Cục Công an tỉnh căn bản là công tác rất tốt, có một tiểu tử gần đây cho ra nhiều bài viết hay, tôi cảm thấy ý tưởng là rất mới, hơn nữa tư tưởng lại khá sâu sắc. Lỗ Kính Thu không nói gì thêm nhưng Phùng Thường Quốc xem như đã nghe rõ, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ về chuyện khác, đó là vài ngày hôm trước có người quen trong Cục Công an nói cho hắn biết về điều này, có lẽ nhân vật chính của những bài viết là tiểu tử kia. Chương 1257, thà đại nghịch bất đạo cũng không chịu thay trời hành đạo. Phùng Thường Quốc nghĩ về những chuyện đã qua, hắn phỏng đoán ý nghĩ của Lỗ Kính Thu, sau đó chợt hiểu ra vấn đề. Lúc này trên bàn làm việc của Diệp Thừa Dân có bày ra báo cáo thống kê phát triển kinh tế năm nay của tỉnh Nam Giang, tuy mới chỉ là tháng 11 nhưng đại cục đã định, trên cơ bản đã xác định vị trí vững vàng của Nam Giang. Diệp Thừa Dân có không ít va chạm với Trử Vận Phong, thế nhưng lão cũng không thể không thừa nhận đối phương có ý nghĩ độc đáo ở phương diện phát triển kinh tế. Thời gian gần đây Diệp Thừa Dân có tâm tình khá tốt, khoảng thời gian này tỉnh Nam Giang không những có trạng thái phát triển kinh tế khá tốt, các phương diện khác cũng liên tục được đẩy mạnh. Vài ngày trước lão về thủ đô báo cáo, căn bản là nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thành của lãnh đạo. Người phụ trách công tác của tỉnh Nam Giang chính là Diệp Thừa Dân, nhưng điều làm cho lão cảm thấy không được hoàn mỹ chính là lãnh đạo lại chú ý đến phương diện đoàn kết ban ngành. Điều này làm cho lão cảm thấy có chút ngột ngạt, nhưng lãnh đạo đã chỉ ra như vậy, tất nhiên không có lửa sao có khói, cũng là có nguyên nhân. Thế cho nên lão liên tục gật đầu xưng vâng, một ngạt chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Đoàn kết ban ngành, Diệp Thừa Dân không chú ý đến đoàn kết ban ngành sao? Mặc kệ Trử Vận Phong có cường thế bá đạo thế nào, chỉ cần không liên quan đến phương diện nguyên tắc thì Diệp Thừa Dân đều có thể nhịn, loại cảm giác khổ sở này căn bản khó nói với người khác.
Anh là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, là người cầm lái, nếu như mọi người căn bản không đi theo anh cùng một khối, thậm chí có ý nghĩ khác, như vậy ngoài nhân tố là thành viên ban ngành không nghe lời, còn có nghi vấn lớn về năng lực khống chế của anh. Những ngày qua Diệp Thừa Dân luôn muốn tìm Trử Vận Phong nói chuyện, thế nhưng không chờ lão ngã bài với Trử Vận Phong thì ủy ban tư pháp bên kia lại không được yên tĩnh. Lỗ Kính Thu mới đến căn bản có xích mích với Trần Hồng Lỗi, nghe nói hai người đỏ mặt tía tai trong hội nghị, thậm chí còn đập cả bàn. Nếu như trước kia thì Diệp Thừa Dân sẽ chờ một chút xem xu thế ra sao rồi nói sau. Nhưng bây giờ lão căn bản không có ý nghĩ như vậy, chủ yếu là lãnh đạo vừa phê bình ban ngành của tỉnh Nam Giang, bây giờ lại xảy ra chuyện này, lão không thể bỏ mặc nó để rồi cờ lê lại đánh e lần đầu mình. Chỉ là đối với những mâu thuẫn kia lão cũng không thể chỉ nói hai câu, sau đó gọi hai người kia đến phê bình thì xong. Hơn nữa Trần Hồng Lỗi đi theo Trử Vận Phong nhiều năm, chính mình nếu không kịp xử lý thì căn bản ảnh hưởng đến công tác của cấp dưới. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là Diệp Thừa Dân không khỏi sinh ra lo lắng. Hắn cầm thùng nước bên cạnh cửa sổ lên tưới cho cây Tích Thủy Quan Âm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ truyền vào. Diệp Thừa Dân nói một câu mời vào, lúc này thư ký trưởng Đào Nhất Hành nở nụ cười đi đến. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn có đặc quyền hạng nhất chính là khi đến gặp mặt bí thư Diệp Thừa Dân thì căn bản không cần thông qua thư ký Khuất Trấn Hưng. Bí thư Diệp, ngài thật sự rất hăng hái, hèn gì chậu hoa kia càng lúc càng đẹp, bồn hoa của tôi đã sớm úa vàng mất rồi. Đào Nhất Hành đi đến bên cạnh Diệp Thừa Dân rồi mỉm cười nói. Diệp Thừa Dân cười cười buông thùng nước ra, lão nhìn thoáng qua Đào Nhất Hành rồi thản nhiên nói, thư ký trưởng Đào hình như có tâm tình rất tốt, hôm nay có gì mà vui vẻ như vậy. Thật sự có nhiều chuyện làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, bí thư Diệp, tôi báo cáo từng chuyện cho ngài nhé. Đào Nhất Hành cũng không chờ Diệp Thừa Dân phân phó, hắn nhanh chóng ngồi xuống đối diện với lãnh đạo. Đào Nhất Hành là người cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ. Căn bản là những chi tiết nhỏ cũng được xử lý cực kỳ đúng chỗ, thế cho nên Diệp Thừa Dân căn bản tổng thể là thỏa mãn về vị thư ký trưởng này. Nhưng có một điều làm cho lão không thoải mái, chính là Đào Nhất Hành này nói hơi nhiều, tất nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Được rồi, đừng khua môi múa mép nữa, mau nói xem có chuyện gì. Diệp Thừa Dân ngồi xuống trên mặt ghế rồi phất tay hỏi. Bí thư Diệp, vừa rồi nhận được thông báo. Tuyến trên sẽ cử một khối công tác của mặt trận Tổ quốc đến các nơi phát triển kinh tế xem xét tình huống, tỉnh Nam Giang là địa điểm dừng chân đầu tiên. Đào Nhất Hành nói rồi đưa một thông báo đến trước mặt Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân nhìn qua văn kiện, sau đó trầm giọng nói, Nhất Hành, anh nói xem có phải là súng bắn chim đầu đàn không? Vì sao cứ mỗi lần có quan sát về kinh tế thì Nam Giang luôn là địa điểm đầu tiên? Tuy nói lời cảm khái nhưng Diệp Thừa Dân căn bản nhanh chóng cho ra ý kiến của mình trên văn kiện, những gì liên quan đến phát triển kinh tế đều giao cho Trử Vận Phong, phương diện tiếp đãi thì giao cho Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành cũng không quan tâm đến phương diện Diệp Thừa Dân ký tên vào văn kiện, vì khi đến hắn đã nghĩ sẽ nói sao để cho lãnh đạo đặt bút ký vào, nhưng hắn hiểu mình cũng cần phải xin chỉ thị cho rõ ràng. Bí thư Diệp, khối quan sát sẽ ở một ngày trong tỉnh Nam Giang. Anh xem buổi trưa nên sắp xếp dùng cơm với các thành viên của bọn họ không? Đào Nhất Hành tiếp nhận văn kiện đã được Diệp Thừa Dân phê chỉ thị, hắn khẽ xin chỉ thị. Diệp Thừa Dân cũng không trả lời ngay, lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói, anh cũng liên hệ với khối chính quyền, nói là buổi sáng tôi có việc, để cho Chủ tịch Trử đi tiếp khách, tôi sẽ được sắp xếp vào buổi tối. Vâng, Đào Nhất Hành thiếu chút nữa thì vã mồ hôi, hắn đồng ý một tiếng. Sau đó di chuyển chủ đề. Vào thời điểm mấu chốt này rõ ràng suy nghĩ của hắn khác biệt với bí thư Diệp, xem ra năng lực tư duy của mình kém xa lãnh đạo. Sở dĩ hắn nghĩ rằng bí thư Diệp nên đến tham gia bữa cơm trưa, là muốn tiếp đãi khối quan sát, tất nhiên sẽ cho ra sự coi trọng của lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy. Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác thì cũng không phải như vậy, buổi sáng thời gian có hạn vì còn phải công tác, nhưng buổi tối thì căn bản không giống. Mọi người ở vào trạng thái thả lỏng, tất nhiên sẽ dễ dàng thâu tóm tình cảm nối gần quan hệ hơn. Sau khi nói vài chuyện về công tác trong văn phòng, Đào Nhất Hành chuẩn bị rời đi. Khi hắn chuẩn bị đứng lên thì Diệp Thừa Dân lại chợt hỏi, tôi nghe nói Lỗ Kính Tu và Trần Hồng Lỗi có mâu thuẫn phải không? Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy,
hắn là người chuyên nhìn chung quanh và nghe tám hướng. Chuyện này hắn còn biết rõ hơn cả Diệp Thừa Dân, chỉ là hắn căn bản không thích vẻ kiêu ngạo của Lỗ Kính Thu, thế cho nên mới mặc kệ. Nhưng lúc này bí thư hỏi, Đào Nhất Hành không thể không trả lời, thế là mới nói, bí thư Diệp, tôi cũng nghe nói có chuyện như vậy, nhưng tôi cảm thấy có vài công tác mà hai người căn bản không đồng nhất ý kiến với nhau, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Diệp Thừa Dân cũng không nhanh chóng tỏ thái độ với sự kiện này, lão nhìn Đào Nhất Hành rồi mới nói, nếu tiếp tục để cho bọn họ gây rối thì căn bản là không tốt, thư ký trưởng Đào, anh không bằng tìm bọn họ nói chuyện, để làm tốt quan hệ giữa hai người bọn họ. Dù sao thì đoàn kết mới có lực chiến đấu, đoàn kết mới có thể tiếp tục sản xuất. Tìm hai người kia để trò chuyện, Đào Nhất Hành căn bản thấy điều này không quá tốt, chưa nói đến phương diện hắn có quan hệ bình thường với Lỗ Kính Tu, hơn nữa giữa hắn và Trần Hồng Lỗi căn bản là bằng mặt không bằng lòng. Hai bên biểu hiện cười cười nói nhưng thực tế xảy ra chuyện gì thì đều hiểu rõ ràng. Hai người kia sẽ không nghe lời Đào Nhất Hành. Trần Hồng Lỗi dù là hạ cấp nhưng gần đây tác phong quá cứng, Lỗ Kính Tu lại sắp xếp trước mình ở hội nghị thường ủy, dù mình phụng mệnh Diệp Thừa Dân để hòa giải nhưng căn bản khó thể thu nhập hai người kia. Đào Nhất Hành hắn dựa vào cái gì để vung tay múa chân? Đến khi đó người ta chú ý lắng nghe nhưng sau lưng làm ngược lại, anh cũng không làm được gì cả. Tuyệt đối không để cho củ khoai lang nóng này rơi lên tay mình. Đào Nhất Hành thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng nói, bí thư Diệp, chuyện này tôi căn bản cảm thấy mình không phù hợp, dù sao vị trí của tôi cũng kém hơn so với bí thư Lỗ, tôi chỉ sợ làm không tốt sẽ gây thêm phiền toái cho ngài. Diệp Thừa Dân chợt nhíu mày, lão tuy không thích Đào Nhất Hành nói lời dối trá, thế nhưng không thể không thừa nhận câu nói này rất đúng. Nếu để cho Đào Nhất Hành hòa giải, như vậy Lỗ Kính Tu sẽ nghĩ thế nào? Nhưng không cho Đào Nhất Hành đi thì tự mình đi sao? Điều này cũng không được, nếu như mình tìm hai người kia trò chuyện, không cần quản bọn họ nghĩ như thế nào, ít nhất biểu hiện cũng phải cúi đầu thành thật nghe lời mình. Nhưng như vậy thì quá trịnh trọng, Diệp Thừa Dân đường đường là bí thư tỉnh ủy mà phải tự mình làm như thế, chẳng phải đang trong sáng hóa mâu thuẫn giữa hai người kia sao? Biết đâu như vậy là bé xé ra to. Ngược lại làm cho hai người kia càng thêm xấu hổ, hai bên càng oán hận lẫn nhau. Nhưng nếu lão không ra tay, không lẽ cho Trử Vận Phong đến sao? Chương 1258, một vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Thừa Dân, những người xuất hiện trong đầu lão phần lớn đều có ưu điểm và khiếm khuyết, làm cho lão khó thể nào quyết đoán. Thực tế thì lựa chọn tốt nhất là Diêu Trung Tắc. Nhưng lão lại căn bản khó tin vào Diêu Trung Tắc. Gần đây Diêu Trung Tắc liên tục có những hành vi mờ ám, Diệp Thừa Dân hầu như đều nhìn thấy rõ ràng, mặc dù không thoải mái nhưng cũng không nói gì. Chỉ là lúc này sự việc đã phát sinh, nếu như ném cho một người lão cảm thấy lo lắng như vậy, có thể hoàn thành hay không cũng là vấn đề. Bí thư Diệp, ngài cảm thấy trưởng phòng Vương như thế nào? Anh ấy bây giờ là trưởng phòng tổ chức, trước kia còn là bí thư ủy ban tư pháp. Căn bản phù hợp trò chuyện với cả Lỗ Kính Tu và Trần Hồng Lỗi. Đào Nhất Hành thấy Diệp Thừa Dân do dự thì khẽ dùng giọng đề nghị nói. Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân cảm thấy Vương Tử Quân còn quá trẻ, ép không được trận tuyến, thế nên không cho vào danh sách suy xét. Nhưng lúc này nghe Đào Nhất Hành nói như vậy thì thầm tỉnh táo, không phải sao, Vương Tử Quân thật ra là người thích hợp nhất. Nhất Hành, anh cảm thấy trưởng phòng Tử Quân có thể trấn an được hai người kia sao? Diệp Thừa Dân tuy đã có quyết định nhưng vẫn có chút không yên lòng. Đào Nhất Hành cầm bình trà châm vào ly cho Diệp Thừa Dân, sau đó mới cười nói, bí thư Diệp, tôi cảm thấy ngài không cần lo lắng, nếu nói trong ban ngành của chúng ta có ai trấn áp được Trần Hồng Lỗi thì căn bản là không nhiều, thế nhưng trưởng phòng Vương tuyệt đối là một trong số đó. Ngài cứ yên tâm, tôi cảm thấy chuyện này giao cho trưởng phòng Vương là cực kỳ phù hợp. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu. Tuy lão tán thành Vương Tử Quân nhưng không nghĩ rằng trong mắt Đào Nhất Hành thì trưởng phòng tổ chức kia lại có độ nắng như vậy. Lão có chút trầm ngâm, sau đó mới nói, lát nữa anh để cho Trấn Hưng mời trưởng phòng Tử Quân đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi sẽ nói với cậu ấy một chút. Đào Nhất Hành báo cáo xong thì rời đi, ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Lúc này Khuất Trấn Hưng đang chờ cách đó không xa, hắn thấy Đào Nhất Hành đi ra thì vội vàng tiến lên nghênh đón thư ký trưởng Đào. À, Trấn Hưng, bí thư Diệp vừa rồi có sắp xếp,
nói cậu thông báo cho trưởng phòng Tử Quân đến phòng làm việc của bí thư một chuyến. Khuất Chấn Hưng có quan hệ không tệ với Đào Nhất Hành, lúc này nghe Đào Nhất Hành phân phó thì khẽ nói, thư ký trưởng, có phải lãnh đạo chuẩn bị điều chỉnh? Đào Nhất Hành nhìn gương mặt cẩn thận và đầy chờ mong của Khuất Chấn Hưng, hắn thầm nghĩ, xem ra dã tâm của đối phương đã khá mạnh, thế nhưng suy xét cẩn thận thì căn bản cũng hiểu vì sao lại như vậy. Ai làm thư ký cho lãnh đạo nhiều năm mà không muốn xuống địa phương làm chủ một phen? Không phải chuyện này, chủ yếu là để cho trưởng phòng Tử Quân đi hàn gắn mối quan hệ giữa Trần Hồng Lỗi và Lỗ Kính Tu. Để cho trưởng phòng Vương đến hàn gắn mối quan hệ giữa hai người kia sao? Khuất Chấn Hưng có vài phần há hốc miệng. Vương Tử Quân đi từ trong phòng Diệp Thừa Dân ra ngoài mà cảm thấy có chút buồn bực, hắn không ngờ mình lại có một nhiệm vụ như vậy, để cho mình ra mặt giải quyết mâu thuẫn giữa Trần Hồng Lỗi và Lỗ Kính Tu. Vương Tử Quân biết rõ chuyện liên quan đến hai người này, dù sao thì hắn rời khỏi Ủy ban Tư pháp chưa lâu, lúc này nhóm người Phùng Thường Quốc có tin tức gì cũng báo cáo cho hắn. Vương Tử Quân thấy nhiệm vụ này không dễ làm, nhưng hắn căn bản không từ chối. Diệp Thừa Dân mở miệng với bộ dạng không phải anh thì khó ai làm được, giống như nếu anh không tiếp nhận thì rõ ràng không lo nghĩ cho lãnh đạo. Điều này làm cho lời thoái thác lên đến miệng Vương Tử Quân đành phải nuốt vào bụng. Chào trưởng phòng Vương, khi Vương Tử Quân đi về phía trước thì Khuất Chấn Hưng nhanh chóng tiến lên đón chào. Lúc này Khuất Chấn Hưng cười rất tươi, gương mặt giống như một đóa hoa đang đón nắng xuân. Vương Tử Quân nhìn Khuất Chấn Hưng rồi gật đầu nói, chào Chấn Hưng, gần đây công tác thế nào? Vương Tử Quân căn bản chỉ là thuận miệng hỏi với Khuất Chấn Hưng, nhưng Khuất Chấn Hưng lại thành thật báo cáo công tác của mình. Nhìn bộ dạng chăm chú của Khuất Chấn Hưng, Vương Tử Quân chợt giật mình hiểu ra ý nghĩ của đối phương là gì. Nhưng sự việc này Vương Tử Quân căn bản là không giúp đỡ được, hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng chân thành nói, Chấn Hưng, bây giờ trong nước đang đề xướng phương án trẻ hóa cán bộ, tôi cảm thấy điều này là rất tốt. Gần đây phòng tổ chức chuẩn bị cho ra phương án bồi dưỡng và giao trọng trách cho cán bộ trẻ tuổi, tôi cũng sắp dùng nó báo cáo với Bí Thư Diệp. Khuất Chấn Hưng là người thông minh, Vương Tử Quân có thể cho hắn biết tin tức kia, căn bản xem như đặc biệt khai ân rồi. Hơn nữa hắn chỉ cần nghe và hiểu ngay ra vấn đề, Vương Tử Quân rõ ràng đang nhắc nhở mình, sẽ cho mình cơ hội. Chỉ là chính mình nên cố gắng bên phía Bí Thư Diệp. Kết quả như vậy căn bản tốt hơn những gì mà Khuất Chấn Hưng đang nghĩ gấp vài lần, vì thế hắn càng cảm thấy có thêm vài phần thân cận với trưởng phòng Vương. Hắn gật đầu đồng ý, sau đó cười nói cảm ơn trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Khuất Chấn Hưng, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình. Trên đường đi liên tục có người đi qua bên cạnh, những người này liên tục mở miệng chào hỏi. Phần lớn nhìn qua có chút quen thuộc, cũng có vài người căn bản không gọi được tên, thế nhưng Vương Tử Quân luôn mỉm cười với bọn họ. Tuy Vương Tử Quân biết rõ những người kia nói chuyện căn bản đều có chút mục đích, thế nhưng người ta nói cũng xem như có dũng khí, chỉ là một câu nói mà thôi, mình cần gì làm cho người ta mất hứng. Vương Tử Quân tỏ thái độ như vậy căn bản có thêm danh tiếng gần gũi bình dị trong văn phòng tỉnh ủy, điều này thật sự làm hắn cảm thấy bất ngờ. Sau khi ngồi xuống bàn làm việc thì Vương Tử Quân bắt đầu suy tư xem nên giải quyết bất đồng giữa Trần Hồng Lỗi và Lỗ Kính Tu như thế nào. Hắn biết rõ mình không phải là thần, hai người kia tranh chấp với nhau là vì tranh đoạt quyền lợi, dù mình có nói mỏi miệng chạy gãy chân thì như thế nào. Quyền lực là một cái bánh ngọt, ai được chia phần nhiều hơn TSF căn bản người khác sẽ ít đi, mặc kệ hắn giải quyết thế nào thì nếu như không ở trên phương diện thống nhất lợi ích. Hắn căn bản sao có thể làm cho người ta tin phục cho được. Cũng may Vương Tử Quân cũng không cần tỏ ra thân mật khăng khít với hai người kia, chỉ có ý muốn hòa giải, chỉ cần biểu hiện hòa hợp êm thấm, không chống đánh xuôi kèn thổi ngược thì quá tốt rồi. Vương Tử Quân suy tư một lúc lâu mới cầm điện thoại lên bấm số của Lỗ Kính Tu. Sau khi điện thoại nối thông thì Vương Tử Quân cười nói, Bí Thư Lỗ, tôi là Vương Tử Quân, bây giờ gọi điện thoại không quấy rầy anh đấy chứ. Lúc này Lỗ Kính Tu đang cảm thấy rất phiền muộn, vì chuyện của người cháu của bạn mà hắn đau hết cả đầu. Khi hắn muốn điều đối phương đến dưới trướng của mình, không ngờ Trần Hồng Lỗi lại trực tiếp dùng danh nghĩa bồi dưỡng cán bộ trọng điểm để điều đối phương xuống cục công an huyện làm một vị phó cục trưởng. Điều động cán bộ xuống tuyến dưới căn bản giống như trọng điểm bồi dưỡng, thế nhưng cũng giống như gạt người ta lên vị trí an nhàn không phải làm gì.
chỉ là Lỗ Kính Tu biết rõ đối với người cháu của bạn mình sắp xếp như thế này không phải là chĩa vào hắn. Tuy người bạn kia không tiếp tục gọi điện thoại cho Lỗ Kính Tu, thế nhưng hắn lại sinh ra cảm giác mất hết mặt mũi. Hắn thật sự căm giận bất bình, thế nhưng ngoài miệng không thể nói được gì. Nếu như Lỗ Kính Tu vì chuyện này mà trở mặt với Trần Hồng Lỗi, như vậy căn bản là tự tìm phiền phức. Trần Hồng Lỗi có thể tìm ra hàng ngàn lý do để bảo hộ cho mình. Anh nghĩ mà xem, tôi trọng điểm bồi dưỡng cán bộ trẻ, như vậy mà anh không cho và cố gắng ngăn trở, như vậy có ý gì? Có lẽ đến lúc đó Lỗ Kính Tu cũng chỉ có thể cứng họng mà thôi, thật sự là ăn quả đắng nói không nên lời, thôi thì nhìn chút nhất thời lo chuyện trăm năm. Khi nhận được điện thoại của Vương Tử Quân thì Lỗ Kính Tu đang hút thuốc. Trước kia hắn không hút thuốc nhưng sau khi vào Nam Giang thì lại khác, bây giờ căn bản đến xu thế thuốc không rời tay. Sau khi nghe Vương Tử Quân hỏi có thời gian rảnh hay không, Lỗ Kính Tu vô thức nói, chào trưởng phòng Vương, người khác gọi thì tôi có thể nói vài lời này nọ, thế nhưng ngài gọi đến thì chắc chắn là có thời gian. Vương Tử Quân cười ha hả, tuy hắn không biết đối phương nói lời này có mấy phần thật lòng, thế nhưng vẫn vui vẻ nói, cảm ơn bí thư Lỗ đã coi trọng, lời nói của ngài làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Chương 1259, một quân tử xử lý mới tốt. Trưởng phòng Vương, ngài cũng đừng khách khí, chúng ta dù sao cũng là thân thích. Lỗ Kính Tu nói xong thì cảm thấy mình có chút ti tiện, bây giờ lại mở miệng nói như thế với Vương Tử Quân. Đối phương có gì để mình phải nịnh nọt, vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy này giống như là hỏa diệm sơn, đừng nói là mình làm không tốt, Vương Tử Quân ngồi lên cũng không dễ làm. Một Trần Hồng Lỗi có thêm một Chu Tiến Liên, cũng không phải hạng người dễ dàng thu thập. Có lẽ khi Vương Tử Quân làm bí thư ủy ban tư pháp thì hai người kia cũng không coi ra gì. Nhưng Vương Tử Quân là kẻ may mắn, mới đó đã được thay đổi vị trí. Đối với những lời bàn bạc về sự phong vân của Vương Tử Quân khi còn công tác trong ủy ban tư pháp v.v. thì Lỗ Kính Tu căn bản là chỉ cười nhạt, hắn cảm thấy đây là có người tư tưởng bất lương muốn dùng Vương Tử Quân để đả kích mình. Nếu ngài đã nói như vậy thì tôi cũng không khách khí. Vương Tử Quân cười rồi nói, hôm nay tôi nhận được báo cáo, nói là ủy ban tư pháp nắm công tác xây dựng đảng rất tốt, tôi muốn đi nghiên cứu một chút. Nếu ngài không có gì bận, không bằng hai chúng ta cùng đi, để xem ủy ban tư pháp có thật sự tạo ra thành tích như vậy hay không. Yêu cầu mình cùng đi với hắn kiểm tra công tác đảng. Hừ, Vương Tử Quân thật sự xem mình là lãnh đạo cấp cao sao? Anh cho rằng mình là ai? Chậu của mình căn bản không đủ ăn. Còn muốn vơ vét trong bát của mình sao? Lỗ Kính Tu nghĩ đến đây và có chút căm tức, hắn định từ chối, thế nhưng một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu, hắn muốn xem Vương Tử Quân rốt cuộc muốn làm gì. Trưởng phòng Tử Quân, tôi sẽ đi theo ngài. Vương Tử Quân mỉm cười hẹn thời gian gặp mặt, sau đó leo lên xe của mình. Khi Vương Tử Quân rời khỏi văn phòng tỉnh ủy, xe của Lỗ Kính Tu cũng rời khỏi văn phòng ủy ban tư pháp. Vương Tử Quân khẽ hạ cửa kính xuống gật đầu với Lỗ Kính Tu, sau đó hai xe nhanh chóng chạy đi. Lỗ Kính Tu đến Nam Giang khá ngắn, nhưng căn bản khá quen thuộc với tình hình giao thông ở tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân lúc này căn bản đang đi về phía tòa án tỉnh, tránh án Chu Tiến Liên căn bản cũng là một người khó thể trêu vào với Lỗ Kính Tu. Vương Tử Quân đi xuống khảo sát phần lớn thời gian đều mang theo một mình Du Giang Vĩ, căn bản không còn ai khác. Người ta nhìn vào thì cảm thấy đó là một người an phận. Chu Tiến Liên nhớ rõ mình từng nói có một vài lãnh đạo dù đến nơi nào thì cũng thích tiền hô hậu ủng, thanh thế to lớn, vừa đi thì hận không thể khua chiêng gõ trống dẹp đường, ép cả thế giới phải tránh đường, thật ra đây chỉ là cố ý ra vẻ mà thôi. Vì vậy khi một chiếc xe một trước một sau xuất hiện trước cổng tòa án, Chu Tiến Liên thật sự không ngờ, ai đi với trưởng phòng Vương đến đây. Khi hai chiếc xe dừng lại, Chu Tiến Liên mập mạp run rẩy đi ra đón chào. Lỗ Kính Tu căn bản cảm thấy khó tin chính là Chu Tiến Liên kia căn bản không chỉ tươi cười, thậm chí khi xe của Vương Tử Quân dừng lại thì điên cuồng chạy đến mở cửa xe. Tình cảnh như vậy làm cho Lỗ Kính Tu cảm thấy trợn mắt há mồm, nhưng hắn biết rõ trước đó mình đến khảo sát nghiên cứu công tác của tòa án, Chu Tiến Liên căn bản chỉ tiến lên bắt tay, sau đó giữ thái độ cực kỳ ôn hòa. Dù Lỗ Kính Tu có chút khó chịu thế nhưng vẫn xuống xe. Sau khi Chu Tiến Liên thấy người đến theo trưởng phòng Vương chính là Lỗ Kính Tu, hắn có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng tiên lên,
bàn tay mập mạp duỗi ra nhanh chóng, chào Bí thư Lỗ. Vương Tử Quân nhìn thấy Chu Tiến Liên có chút nghi hoặc, nhưng hắn là người phản ứng nhanh nên thản nhiên nói, đã sớm nghe nói tòa án làm rất tốt công tác xây dựng đảng, thế cho nên hôm nay có thời gian thì tôi mời Bí thư Lỗ đi đến khảo sát thực địa, xem có phải các anh đang nói dối, đang cố gắng thổi phồng thành tích hay không, khéo thực tế lại không ra gì. Trưởng phòng Vương, ngài cũng đừng nói như vậy, tôi nếu dám gạt ngài, như vậy thật sự là không ra thể thống gì. Tôi căn bản đều dùng hết sức mạnh để xử lý những sắp xếp của ngài, ngài nói đằng này tôi sẽ tuyệt đối không chạy đằng khác, tất cả thành tích đều là thật. Chu Tiến Liên chắp tay đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn dùng giọng cực kỳ cẩn thận nói với trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn được nhóm người Chu Tiến Liên và Lỗ Kính Tu bao quanh đi vào trong phòng họp của tòa án tỉnh ủy. Lỗ Kính Tu không phải chưa từng được thấy tình huống tiền hô hậu ủng thế này, nhưng tình cảnh hiện tại đang xảy ra ở tòa án tỉnh, điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Chu Tiến Liên căn bản không phải là người dễ dàng, điều này hầu như là sự thật khó chối cãi, dù sao thì cấp bậc của Chu Tiến Liên cũng tương đồng với Lỗ Kính Tu, thế nên hai bên căn bản không có gì áp chế lẫn nhau quá mạnh. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng họp tòa án tỉnh, Vương Tử Quân dẫn chủ đề lên người của Lỗ Kính Tu, hắn dùng giọng chân thành nói, Bí thư Lỗ, lần này tôi đến đây khảo sát, chúng ta căn cứ theo phương diện được phân công, tôi là người phụ trách vấn đề, anh là người chịu trách nhiệm lắng nghe, nếu có gì không đúng thì Bí thư Lỗ cứ ra tay. Vương Tử Quân nói làm cho Lỗ Kính Tu hiểu rõ, một câu nói kia căn bản là đặt mình lên vị trí chủ yếu, căn bản là mở đường cho sự triển khai mở rộng công tác của mình sau này. Chu Tiến Liên ngồi bên cạnh Vương Tử Quân với vẻ mặt liên tục biến đổi, hắn chợt hiểu điều gì đang xảy ra. Hắn nhìn Vương Tử Quân, sau đó lại nhìn Lỗ Kính Tu, vẻ mặt giống như chưa có gì biến đổi. Công tác xây dựng đảng căn bản là nằm trong lòng bàn tay của Vương Tử Quân, cực kỳ quen thuộc dễ làm. Đám người Chu Tiến Liên chuẩn bị cực kỳ đầy đủ nhưng dưới truy vấn của Vương Tử Quân thì vẫn đầy sơ hở. Chu Tiến Liên ngồi bên cạnh liên tục dùng khăn lau mồ hôi. Mỗi lần đến câu nói quan trọng thì Vương Tử Quân căn bản dùng ánh mắt toan tính nhìn Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu là người thông minh, vì vậy mỗi khi đối mặt với Vương Tử Quân thì nhanh chóng cố gắng tỏ ra cực kỳ lạnh lùng. Vương Tử Quân lại hỏi vài vấn đề với Chu Tiến Liên, sau đó không hỏi gì khác, bắt đầu trò chuyện về những thứ quan trọng với Chu Tiến Liên. Lúc này đám lãnh đạo của tòa án tỉnh cũng tiến vào góp vui, thế là bầu không khí trong phòng họp nhanh chóng trở nên vui vẻ hòa thuận. Lỗ Kính Tu dùng ánh mắt tinh tế quan sát đám người trong phòng họp, hắn thấy gương mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh giống như chỉ là có chút tâm tư cần nói với các vị cán bộ trong tòa án mà thôi. Nhưng lúc này đám cán bộ lãnh đạo của tòa án tỉnh lại cực kỳ cẩn thận, gương mặt khẩn trương, rõ ràng mang theo vài phần kính sợ. Là một cảm giác sợ hãi với cường giả. Tất nhiên cảm giác sợ hãi như vậy cũng không phải giả vờ, nó xuất phát từ tận đáy lòng. Vương Tử Quân còn trẻ sao có quan uy lớn như vậy? Phải biết rằng đám người kia căn bản không coi Lỗ Kính Tu hắn ra gì. Chương 1259, hai quân tử xử lý mới tốt. Trưởng phòng Vương, hôm nay ngài và Bí thư Lỗ đến tòa án tỉnh, căn bản là một lời ủng hộ và khẳng định với công tác của chúng tôi, lúc này chúng tôi cảm thấy mình cực kỳ được ủng hộ. Anh xem, đã đến giờ cơm rồi, mời hai vị lãnh đạo ở lại chỗ chúng tôi dùng chút cơm canh. Cũng xem như cho chúng tôi cơ hội để nghe thêm vài lời dạy bảo của lãnh đạo. Chu Tiến Liên nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân và Chu Tiến Liên. Vương Tử Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Chu Tiến Liên, hắn quay sang cười nói với Lỗ Kính Tu, Bí thư Kính Tu, anh thấy thế nào? Lỗ Kính Tu lúc này đã hiểu ý nghĩa của sự kiện hôm nay, những hành động của Vương Tử Quân căn bản muốn làm chăn nệm cho mình, dựng lên uy tín cho mình. Hắn nghĩ đến những nghi kỵ trước đó của mình với Vương Tử Quân, căn bản cảm thấy có chút hổ thẹn. Mình làm người căn bản kém Vương Tử Quân quá xa. Lỗ Kính Tu vừa thầm cảm khái vừa phối hợp ăn ý nói, trưởng phòng Vương, nói ra thì tôi và chánh án Chu là người cùng chiến tuyến. Hôm nay các đồng chí của Ủy ban Tư pháp chúng tôi cố gắng tiếp rượu lãnh đạo, như vậy sau này khi cần cất nhắc đề bạt thì mong lãnh đạo cũng quan tâm hơn. Lỗ Kính Tu là người tuy cao ngạo nhưng vẫn có đủ bản lĩnh. Nhưng lời này nói ra làm cho đám người trong phòng họp căn bản cảm thấy thoải mái. Người nơi đây cho dù sắp về hưu cũng mong muốn trước đó có thể đề cao vị trí của mình, đãi ngộ tốt chính là thứ mà người ta luôn thích nghe ngóng.
Vương Tử Quân căn bản là cung kính không bằng tuân mệnh với lời mời của Lỗ Kính Thu, đoàn người chỉ mất vài phút đã đi đến nhà ăn của tòa án tỉnh. Quan trường thường khá nghiêm túc, khi hạ cấp mời rượu thượng cấp thì có thể là tôi uống cạn ngài tùy ý. Vì cấp bậc của người ta cao hơn anh, người ta có thể tùy ý thì đủ nể mặt anh rồi, uống nhiều hay không là không quan trọng, chủ yếu chỉ cần uống là được, tất nhiên sẽ không giống với hai người cùng cấp, có thể liên tục chúc nhau. Vương Tử Quân căn bản chỉ uống nửa ly với những lời chúc rượu của đám người Chu Tiến Liên, nhưng Lộ Tử Khai chỉ cần mời là uống cạn. Biểu hiện khác biệt này làm cho đám người Chu Tiến Liên cảm nhận được tình thế thật sự, mục tiêu của bọn họ bắt đầu quay sang Lỗ Kính Thu. Có một câu chuyện vui như thế này, mời rượu có 5 giai đoạn, một là giai đoạn xử nữ, cần phải canh phòng và tử thủ nghiêm ngặt, hai là giai đoạn thiếu nữ, cứ ơ mờ đưa đẩy, ba là giai đoạn tráng niên, ai đến tìm cũng không từ chối, bốn chính là giai đoạn quả phụ, anh không tìm thì tôi đến tìm anh, thứ năm chính là giai đoạn già lão, rõ ràng không làm ăn gì được thế nhưng cũng không quên khua tay múa chân. Bữa tiệc rượu này căn bản bỏ qua giai đoạn tử thủ nghiêm ngặt, đang trải qua giai đoạn rằng o ớ mờ đưa đẩy trong thời gian ngắn, còn chưa đến mức ai mời cũng cạn thế nhưng đã hết hơn nửa chai rượu. Lúc này bầu không khí đã được tạo dựng lên, gương mặt Vương Tử Quân có vài phần đỏ ửng. Hắn nâng ly mời Lỗ Kính Thu ba ly, cũng nói đây chính là khoản bồi thường khi hôn lễ mình không thể kính rượu một người trưởng bối là Lỗ Kính Thu, thế nên phải uống cho cạn. Lúc đầu Lỗ Kính Thu còn có chút từ chối, thế nhưng sau đó vẫn nâng cốc uống cạn. Sau khi uống cạn ba ly thì Lỗ Kính Thu căn bản cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút mơ màng. Lỗ Kính Thu thầm hiểu lúc này ý nghĩ của mọi người với mình đã thay đổi, thế là không khỏi thầm cảm thán. Hơn nữa còn cảm thấy chênh lệch giữa mình và Vương Tử Quân là không nhỏ. Cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy thế nhưng hắn không thể nào trấn áp được mọi người, nhưng Vương Tử Quân người ta ngồi xuống thì căn bản làm cho một kẻ dối trá như Chu Tiến Liên phải tỏ ra an phận thủ thường, cực kỳ khách khí. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào vị trí của anh mà có được, nếu muốn làm cho người ta kính sợ, còn phải xem vào thủ đoạn của anh là như thế nào. Sau khi dùng cơm trưa xong thì nhóm người Chu Tiến Liên cung kính đưa Vương Tử Quân và Lỗ Kính Thu ra ngoài cổng. Sau khi tự mình đỡ Vương Tử Quân lên xe, Chu Tiến Liên càng nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho Lỗ Kính Thu, sau đó một tay giữ chặt trần xe, một tay đỡ Lỗ Kính Thu đi vào trong xe. Không biết có phải vì hơi say hay không, lúc này Lỗ Kính Thu cảm thấy gương mặt làm cho người ta chán ghét của Chu Tiến Liên căn bản có vài phần đáng yêu. Hơi thở của đối phương tuy có chút dồn dập nhưng căn bản không phải là vì người ta quá béo sao. Buổi chiều Lỗ Kính Thu quay về phòng làm việc của mình, hắn cho rằng buổi chiều Vương Tử Quân sẽ đưa mình đến cục công an tỉnh. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không gọi điện thoại đến, dù hắn có trông mong cả giờ thì vẫn không nhận được điện thoại của Vương Tử Quân. Vì sao Vương Tử Quân không gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ đã quên rồi sao? Thông qua sự kiện buổi sáng thì Lỗ Kính Thu căn bản đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm kích Vương Tử Quân, đồng thời quyết định sau khi đi đến cục công an tỉnh thì sẽ cố gắng chân thành biểu hiện sự biết ơn với Vương Tử Quân. Nhưng mãi mà Vương Tử Quân chưa gọi điện thoại đến, điều này làm cho hắn cảm thấy trong người như có nhiều con sâu nhỏ đang giằng xé, đứng ngồi không yên, cực kỳ khó chịu. Có phải mình nên chủ động gọi điện thoại không? Lỗ Kính Thu vừa nghĩ như vậy thì cầm điện thoại lên, thế nhưng sau khi bấm được vài số thì lại đặt điện thoại xuống. Hắn thầm nghĩ chính mình nóng lòng gọi điện thoại không phải đang tỏ ra quá bức thiết rồi sao? Lỗ Kính Thu thật sự rất do dự, thế là 10 phút trôi qua. Khi hắn đang tỏ ra cực kỳ cuống quýt thì thư ký trưởng văn phòng ủy ban tư pháp là Vu Trường Long đi đến. Vu Trường Long là người cực kỳ giỏi xử lý quan hệ. Tuy Lỗ Kính Thu đến chưa quá lâu nhưng đã căn bản có mối liên hệ tốt với Vu Trường Long. Khi thấy Vu Trường Long đi đến thì Lỗ Kính Thu có chút do dự, sau đó hắn cắt đứt tập quán báo cáo những chuyện nhỏ nhặt của Vu Trường Long. Hắn trầm giọng nói, Trường Long, tôi có chuyện cần thương lượng với trưởng phòng Vương, anh gọi điện thoại cho thư ký của anh ấy, hỏi xem anh ấy có ở trong phòng làm việc không. Vu Trường Long thuận miệng đồng ý một tiếng thế nhưng lại thầm vui mừng. Sáng nay Vương Tử Quân đưa Lỗ Kính Thu đến khảo sát công tác xây dựng đảng của tòa án tỉnh, tin tức đã sớm rơi vào trong tai hắn. Khi nhận được tin tức truyền đến từ tòa án tỉnh thì Vu Trường Long căn bản đã hiểu ý nghĩ của trưởng phòng Vương, đó là trưởng phòng Vương đang dùng hành động của mình để tỏ vẻ với Chu Tiến Liên rằng cố gắng giúp đỡ công tác của Lỗ Kính Thu.
Thái độ này căn bản có tác dụng khá lớn, Chu Tiến Liên căn bản đã tỏ ra khá tôn kính Lỗ Kính Tu. Chương 1259, ba quân tử xử lý mới tốt. Xem ra lần này bí thư Lỗ sắp có được chút danh dự của mình. Vu Trường Long tuy cực kỳ tôn trọng Lỗ Kính Thu thế nhưng thực tế lại không coi ra gì. Hắn là người công tác ở Ủy ban Tư pháp lâu năm, hắn đã thấy đủ mọi vị lãnh đạo, trong đó có người làm hắn phục và có người không, thế nhưng bí thư Lỗ tuyệt đối không nằm trong danh sách tâm phục của hắn. Lỗ Kính Thu đến Ủy ban Tư pháp đã có thời gian kha khá thế nhưng căn bản không chặn được thuộc hạ của mình, ngược lại còn liên tục tạo nên xiềng xích cho sự kiện triển khai mở rộng công tác. Cục diện hiện tại ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy ngoài nhân tố khách quan là Lỗ Kính Thu đến từ phía bên ngoài Nam Giang, nguyên nhân bản thân Lỗ Kính Thu cũng khó thể chối từ. Nếu nói Lỗ Kính Thu rất gian nan thì khi mà trưởng phòng Vương Tử Quân làm bí thư Ủy ban Tư pháp không khó khăn sao? Người ta không phải dựa vào thực lực của mình để xử lý tất cả sao? Không phải biến công tác của Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang càng thêm thuận lợi sao? Trần Hồng Lỗi là một người cực mạnh của Cục Công an tỉnh, thế nhưng người này đối mặt với trưởng phòng Vương không phải luôn vâng lời và cười tươi như hoa sao? Vu Trường Long nghĩ như vậy mà không khỏi nhanh chóng gọi điện thoại cho Du Giang Vĩ. Hắn rất quen thuộc với Du Giang Vĩ, thế nhưng lúc này có mặt của Lỗ Kính Thu thì hắn không dám tỏ ra thân mật, chỉ có thể thành thật hỏi Du Giang Vĩ xem trưởng phòng Vương đang ở nơi nào. Lúc này Lỗ Kính Thu căn bản cực kỳ không thích nghe rằng trưởng phòng Vương đã đi ra ngoài rồi. Hắn đã được nếm quả ngọt ở tòa án tỉnh, hắn rất muốn Vương Tử Quân giúp đỡ mình làm hài hòa công tác. Nếu như lúc mới đến Nam Giang thì hắn căn bản còn tin vào năng lực của mình, tin rằng mình sẽ làm tốt tất cả công tác, nhưng nhìn vào tình hình bây giờ thì hắn nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ không thực tế của mình. Bí thư Lỗ, Du Giang Vĩ nói trưởng phòng Vương đang ở trong phòng làm việc. Vu Trường Long đặt điện thoại xuống rồi khẽ báo cáo với Lỗ Kính Thu. Sau khi nghe được điều này thì Lỗ Kính Thu cảm thấy rất vui, hắn không quan tâm che giấu cảm giác vui vẻ, hắn cầm lấy điện thoại định gọi đi, chợt nghe Vu Trường Long nói tiếp, bí thư Lỗ, trưởng phòng Vương đang chờ người. Chờ người, là ai? Lỗ Kính Thu có chút sững sốt, trong lòng có chút thất vọng. Vương Tử Quân gặp mặt người nào đó sao? Đây không phải đã không còn thời gian cùng hắn đi đến khảo sát công tác của Cục Công an tỉnh sao? Đang chờ ai thế? Lỗ Kính Thu đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng dầu dĩ không vui hỏi Vu Trường Long. Là cục trưởng Chân của Cục Công an tỉnh, Vu Trường Long dùng ánh mắt chú ý nhìn gương mặt Lỗ Kính Thu rồi khẽ nói. Vương Tử Quân đang chờ Chân Hồng Lỗi, đối phương muốn làm gì? Lỗ Kính Thu chợt kinh hãi, Vương Tử Quân vì Lỗ Kính Thu mình sao? Hắn nghĩ như vậy mà cảm thấy như ngồi đống lửa đứng đống than, hắn nhìn thoáng qua Vu Trường Long. Muốn hỏi một câu nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Khi Lỗ Kính Thu đang cực kỳ do dự thì Vu Trường Long đã nói, bí thư Lỗ, ngài không phải có chuyện cần tìm trưởng phòng Vương sao? Nếu không ngài đi đến phòng tổ chức một chuyến. Lỗ Kính Thu có chút do dự, hắn gật đầu nói, tôi đến Nam Giang những ngày qua giống như người mù sờ voi kẻ mù cưỡi ngựa, cũng nên tìm bí thư tiền nhiệm của Ủy ban Tư pháp học tập kinh nghiệm. Vu Trường Long căn bản chỉ cười nhạt với lời nói của Lỗ Kính Thu. Thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng quan tâm nói, nếu không thì tôi gọi điện thoại cho Du Giang Vĩ, để cậu ấy thông báo với trưởng phòng Vương nhé. Cũng không cần, tôi dứt khoát không mời mà đến, coi như không khách khí. Lỗ Kính Thu nói rồi nhanh chóng xoải bước đi về phía văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy. Sau khi trở thành thư ký cho Vương Tử Quân thì Du Giang Vĩ căn bản cảm nhận được chức vụ của mình căn bản là chạm tay có thể bỏng, rất nhiều người thấy hắn căn bản cực kỳ khách khí. Bình thường cũng là người được người ta chú trọng lôi kéo làm quen. Du Giang Vĩ luôn bảo trì trạng thái cực kỳ tỉnh táo, người ta chắc chắn không thể nào cúng bái anh không không như vậy được, thế nhất anh phải có quyền, thứ hai anh phải có tiền. Vì vậy mặc kệ người ta khen thưởng hắn như thế nào, hắn cũng cố gắng tỏ ra chặt chẽ và cực kỳ an phận. Nhưng tư thái này của hắn càng làm cho người ta chú trọng, ai cũng coi hắn là chiếc cầu độc mộc nối liền quan hệ với trưởng phòng Vương. Bọn họ dùng trăm phương ngàn kế để chen chân lên chiếc cầu độc mộc của Du Giang Vĩ, căn bản muốn hưởng thụ chút mưa móc từ Vương Tử Quân. Lỗ Kính Thu là một vị lãnh đạo được điều động từ đơn vị cấp trên, khi đối phương đến Nam Giang thì Du Giang Vĩ biết người ta có quan hệ họ hàng với lãnh đạo của mình, vì vậy trong quá trình tiếp xúc thì luôn coi đối phương như người nhà. Nhưng ngay sau đó hắn chợt phát hiện đối phương căn bản là tâm cao khí ngạo,
đừng nói là không coi một thư ký như mình ra gì, thậm chí còn coi thường cả lãnh đạo của mình. Có một lần hai người cùng tham gia một hoạt động, Lỗ Kính Thu đụng mặt lãnh đạo của Du Giang Vĩ, nhưng đối phương căn bản là cực kỳ ít nói, ít phản ứng với lãnh đạo của hắn. Cho dù là trưởng phòng Vương chủ động đáp lời thì đối phương cũng chỉ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Vì vậy ấn tượng của Lỗ Kính Thu cho Du Giang Vĩ chính là người này căn bản có ý nghĩ không mặn không nhạt với Vương Tử Quân, giống như coi thường quan hệ thân thích với lãnh đạo của mình. Vì vậy khi mà Lỗ Kính Thu xuất hiện trước cửa phòng làm việc của mình thì Du Giang Vĩ nhanh chóng tiến lên đón chào, hắn mỉm cười nói, chào bí thư Lỗ. Nếu là dĩ vãng thì Lỗ Kính Thu sẽ không tốn quá nhiều thời gian chú ý đến một tiên tiểu binh tiểu tốt như Du Giang Vĩ, hắn ứng phó với lãnh đạo đã đủ mệt, làm gì còn tâm tư quan tâm đến hạng tiểu tốt như thế này. Nhưng hôm nay Lỗ Kính Thu cảm thấy mình thiếu nợ Vương Tử Quân rất nhiều. Có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Yêu lãnh đạo thì yêu cả thư ký, thế nên hắn tỏ ra cực kỳ nhiệt tình và khách khí với Du Giang Vĩ. Hắn nói tiểu Du, cậu còn trẻ cần phải cố gắng công tác và khẳng định mình, thế nhưng cũng không thể không quan tâm đến vấn đề của bản thân. Lúc này trong phòng của trưởng phòng Vương có ai không? Du Giang Vĩ chợt trợn mắt há mồm, hắn hoàn toàn không ý thức được thái độ biến hóa của Lỗ Kính Thu. Đối phương gọi mình là gì? Tiểu Du sao? Nghĩ lại xem trước kia đối phương gọi mình là gì? Rõ ràng người này trước nay chưa từng xưng hô với mình như vậy. Ấn tượng của Du Giang Vĩ với Lỗ Kính Thu chính là gặp mặt chỉ khẽ gật đầu, ngoài cười trong không. Hôm nay vì sao đối phương lại nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng Tây? Du Giang Vĩ thầm cảm khái, thế nhưng hắn vẫn cố gắng lẽ phép nói, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, lúc này cục trưởng Trân đang ở trong phòng làm việc của trưởng phòng Vương, tôi sẽ đi thông báo với trưởng phòng một tiếng. Trân Hồng Lỗi đang ở trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, đang làm gì vậy? Lỗ Kính Thu căn bản thật sự rất hận với Trân Hồng Lỗi, vì vị cục trưởng mặt đen kia căn bản làm cho hắn rơi vào nhiều trường hợp cực kỳ mất mặt. Chương 1261, kẻ kiêu thất bại, kẻ khoan dung cần phải che chở. Không biết từ lúc nào Trì Hoa Trục và Du Giang Vĩ thích gọi Vương Tử Quân là lãnh đạo. Mặc dù xưng hô như vậy căn bản không quá thích hợp ở trường hợp công cộng, thế nhưng hai người và lái xe Tiểu Trần lại thích như thế. Tôi và Tiểu Trần còn chưa đi đón lãnh đạo, anh Trì, anh dùng cơm chưa? Nếu chưa thì anh tranh thủ thời gian đi dùng cơm đi. Trì Hoa Trục chợt cười nói, tôi đã ăn rồi, hai người ăn chưa? Không thì tôi mua thức ăn cho. Cho đến bây giờ khi đến bên cạnh Vương Tử Quân thì Trì Hoa Trục chợt cảm thấy mình có sự cạnh tranh với Du Giang Vĩ, hơn nữa cạnh tranh đó mới bắt đầu. Hai người đã từng giao thủ vài lần, mỗi lần như vậy thì Trì Hoa Trục cảm thấy mình có hơi lạnh. Chính trị căn bản thường có biểu hiện sóng êm gió lặng, thế nhưng thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt. Trước mặt ích lợi thì tất cả mọi người đều biến đổi quan điểm, không ai có thể cho nó vượt khỏi tay mình một cách dễ dàng. Hơn nữa Vương Tử Quân giống như ý thức được đấu tranh giữa hai người, thế cho nên nhanh chóng tiến hành phân công điều chỉnh. Vì vậy mà hai người chợt bừng tỉnh. Thật ra hai người bọn họ chính là phụ tá đắc lực cho trưởng phòng Vương, hai bên đấu đá lưỡng bại câu thương không bằng cùng nhau tiến lên. Nhưng nếu có cơ hội mà hai bên lại giằng co với nhau, sau đó hai bên đều tiêu hao, chỉ sợ người ngoài sẽ làm ngư ông đắc lợi, nhưng nếu hai người chọn phương án hài hòa, kết quả sẽ khác hẳn, vì vậy hai người cố gắng đưa quan hệ giữa hai bên tiến vào trạng thái tốt đẹp. Hôm nay là chủ nhật, vốn không có việc gì cả. Nhưng Vương Tử Quân lại yêu cầu hai người bọn họ đến đón. Hai người đều sinh ra cảm giác vui mừng với yêu cầu này của Vương Tử Quân. Tuy hai bên đều có quan hệ tốt đẹp với trưởng phòng Vương, đều muốn tăng tiến cảm tình, thế nhưng nếu muốn tiến thêm một bước như vậy thì càng phải có thời gian ở bên cạnh lãnh đạo. Khi trưởng phòng Vương đáng lý nên nghỉ ngơi thì yêu cầu hai người bọn họ đến đón, chẳng lẽ trưởng phòng Vương muốn cải trang vi hành sao? Lái xe Tiểu Trần đã nói như vậy. Hắn đã xem nhiều chuyện lãnh đạo cải trang vi hành, thế nên bây giờ hoàn toàn bị những tiểu thuyết kia làm tiêm nhiễm. Sau khi chờ 10 phút thì một chiếc xe Santana màu đen xuất hiện bên cạnh Trì Hoa Trục. Lúc này Trì Hoa Trục nhìn về phía tay lái phụ và thấy gương mặt tươi cười của Du Giang Vĩ, hắn chợt ngây người. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ trưởng phòng Vương thật sự cải trang vi hành, chuẩn bị ra ngoài một chuyến sao? Ý nghĩ này xuất hiện nhanh chóng chiếm tất cả đầu óc của Trì Hoa Trục. Thế nhưng hắn cảm thấy khó thích ứng.
hắn tuy đang có nhiều suy nghĩ nhưng cũng không dám làm chậm trễ mà nhanh chóng mở cửa đi lên xe. Tuy gió ngoài khá lạnh nhưng bên trong xe lại ấm áp như mùa xuân. Khi Trì Hoa Trục lên xe, trong xe không những có Vương Tử Quân, còn có một cậu bé mập mạp. Khi hắn lên xe thì cậu bé đang tựa đầu lên người Vương Tử Quân, dùng cặp mắt đen trắng rõ ràng nhìn về phía hắn. Trì Hoa Trục cũng không nhận ra cậu bé kia, nhưng hắn nhìn bộ dạng của nó giống như Vương Tử Quân, thế là chợt hiểu thân phận của đối phương, là con trai bảo bối của trưởng phòng Vương, cũng chính là cậu bé cực kỳ thông minh trong lời nói của Du Giang Vĩ. Trì Hoa Trục thật sự cảm thấy hâm mộ vì Du Giang Vĩ được tiếp xúc gần với gia đình lãnh đạo, hắn nhìn Tiểu Bảo Nhi, lại nhìn Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Vương. Hoa Trục, trời lạnh như thế này mà kéo anh ra khỏi chăn, thật sự là có hơi ngại. Lúc này Vương Tử Quân căn bản không giống như một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, trên cổ là chiếc khăn hai màu trắng đen, nhìn qua giống như một thầy giáo hào hoa phong nhã. Trưởng phòng Vương, ngài cũng đừng nói như vậy, ngài gọi xem như cứu tôi thoát khỏi bể khổ, nếu không hôm nay tôi lại phải xách túi đi ra khu thương mại rồi. Chú, đi đến khu thương mại thì khổ vậy sao? Tiểu Bảo Nhi nhìn bộ dạng của Trì Hoa Trục thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nó tò mò hỏi. Trì Hoa Trục căn bản là tùy ý với câu trả lời của người khác, nhưng đây là con trai bảo bối của trưởng phòng Vương, hắn cũng không dám tùy tiện. Hắn thấy rõ Vương Tử Quân rất yêu thương con, thế nên cũng không muốn làm cho Tiểu Bảo Nhi mất hứng. Trì Hoa Trục xem như là người phản ứng nhanh nhạy, hắn cười hì hì nói, đúng vậy, đi đến đó là nơi mà phụ nữ độc quyền, thế cho nên chú cảm thấy nơi đó nên có một dòng chữ viết trước cổng, đó là đàn ông được vào miễn phí. Đàn ông được miễn phí, như vậy thì phụ nữ đi vào sẽ bị thu phí có phải không? Tiểu Bảo Nhi nghiêng đầu chăm chú hỏi, điều này làm cho đám người trong xe không khỏi cảm thấy tức cười. Bố, hôm nay chúng ta đi dạo ở khu thương mại căn bản không cần dùng tiền sao? Như vậy con sẽ mua thật nhiều đồ chơi, mọi người công tác mệt mỏi, con sẽ cho mọi người mượn chơi một chút. Tiểu Bảo Nhi lập tức hào hứng đến mức gương mặt đỏ dần. Trưởng phòng Vương muốn đi đến khu thương mại, đây là có chuyện gì? Trì Hoa Trục chợt cảm thấy ý nghĩ của mình có chút mơ hồ, lãnh đạo kéo mình đi đến khu thương mại là có ý gì? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng Trì Hoa Trục bị con mình đặt câu hỏi mà căn bản không thể giải đáp, hắn chợt cười nói, Hoa Trục, hôm nay chúng ta đi đến khu thương mại, các anh nói xem, chúc thọ người 70-80 tuổi thì nên mua thứ gì thì hay nhất? Chúc thọ sao? Chẳng lẽ trưởng phòng Vương muốn bái kiến vị lão lãnh đạo nào đó? Nếu thật sự là như vậy thì phải chọn lựa cho thật tốt. Trì Hoa Trục suy nghĩ giây lát rồi khẽ đề nghị, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy nên chọn thứ gì mà ông cụ thích, tốt nhất là nên biết ông cụ thích thứ gì. Nhưng tôi cũng không biết ông cụ thích thứ gì. Vương Tử Quân lắc đầu dùng giọng bất đắc dĩ nói. Không biết rõ sao, như vậy sao có thể hốt thuốc đúng bệnh, Tiểu Trần là lái xe có thể không quan tâm. Thế nhưng Du Giang Vĩ và Trì Hoa Trục lại căn bản không thể như vậy. Du Giang Vĩ suy tư giây lát rồi nói, trưởng phòng Vương, nếu không thì tặng cho ông cụ một bộ chữ mừng thọ, như vậy vừa vui vẻ vừa trang nhã. Vương Tử Quân cười cười cũng không cho ra lời bình gì với lời đề nghị của Du Giang Vĩ, điều này cũng nói rõ vấn đề, đó là đối phương căn bản không biểu đạt đúng ý nghĩ của mình. Trì Hoa Trục cảm thấy Du Giang Vĩ không đoán đúng tâm tư của trưởng phòng, hắn chợt lên tiếng. Nếu không ta mua cho ông cụ một bộ sản phẩm massage chạy bằng điện, thứ này căn bản tốt với sức khỏe người già. Tôi nhớ có một người bạn từng mua thứ này mừng thọ bố, còn có người tặng cho một máy massage chân bằng điện, ông cụ rất thích thú. Ý kiến này rất tốt, chúng ta đi xem thử. Vương Tử Quân căn bản rất động tâm với chiếc máy massage chân của Trì Hoa Trục, tuy nó không quá đắt nhưng căn bản là khá phù hợp. Sau khi quyết định thì Tiểu Trần chạy xe đến một trung tâm điện gia dụng mới khai trương trong khu thương mại. Trì Hoa Trục vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ không xuống xe, không ngờ trưởng phòng Vương cũng đi xuống, thế nhưng lãnh đạo lại dùng một chiếc kính che mặt mình. Tiểu Bảo Nhi nghịch ngợm thấy bố đeo kính râm thì cũng không chịu yếu thế, nó lấy từ trong cặp của mình ra một cái xe đồ chơi, cũng lấy ra một cái kính râm nhỏ, nhìn qua cực kỳ nghịch ngợm đáng yêu. Người có thể làm cho trưởng phòng Vương phải tự mình đi chọn lễ vật là ai chứ? Trì Hoa Trục bắt đầu lục lọi danh sách các cựu chiến binh trong trí nhớ của mình. Kỹ thuật lái xe của Tiểu Trần là rất tốt, nhưng đó không phải là nguyên nhân để hắn là lái xe chủ yếu cho trưởng phòng Vương.
Sở dĩ hắn là lái xe cho trưởng phòng Vương cũng là vì hắn chạy không quá nhanh. Lãnh đạo ngồi xe cần cảm giác an toàn, có câu thế này, 10 vụ tai nạn thì 9 vụ là chạy quá nhanh. Tiểu Trần là người lái xe chú trọng một chữ chậm, đây là phương diện được trưởng phòng Vương tán thưởng. Chiếc xe Santana dừng lại bên đường, sau 10 phút chỉ đi được gần chục km. Chỉ Hoa Trục nhìn về phía xe chạy, thầm xem xét phía tây có khu nhà nào dành cho lãnh đạo về hưu không. Nhưng Chỉ Hoa Trục cảm thấy không có địa phương nào dành cho lãnh đạo nghỉ hưu ở phía tây, điều này làm cho hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Chẳng lẽ trong thành phố Đông Hồng còn có vị lãnh đạo nào mà mình còn chưa biết? Chương 1262, một dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Tiểu Trần chạy xe vào một khúc rẽ, đi đến một khu dân cư đầy khí tức của niên đại 80. Nói thật thì những khu dân cư thế này căn bản không còn nhiều ở thành phố Đông Hồng, người nơi đây phần lớn chỉ là gia đình trung bình, gia đình có tiền đã đến những khu dân cư cao cấp hơn. Khi xe rẽ vào thì Chỉ Hoa Trục thấy được một cái bảng hiệu đầy dấu tích thời gian, hắn căn cứ vào vết sơn loang lổ để cố gắng tìm ra 6 chữ khu dân cư nhà máy Miên Phượng. Không phải nhà máy Miên Phượng đã đóng cửa rồi sao? Trưởng phòng Vương sao lại chạy đến đây? Không phải muốn khảo sát nghiên cứu thứ gì đấy chứ? Chỉ Hoa Trục thầm cân nhắc mình nên chuẩn bị bản thảo như thế nào, đúng lúc xe dừng lại. Là một chiếc Santana bình thường nên cũng không kinh động đến người trong khu dân cư. Khi nhóm người Vương Tử Quân bước xuống xe thì có vài người đi qua bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn, thế nhưng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bố, chỗ này sao có chút rối loạn như vậy? Tiểu Bảo Nhi nhìn khoảng sân lộn xộn rồi quệt miệng hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kỳ quái của con trai, hắn cười cười nói, đây là một khu dân cư cũ, căn bản là quy hoạch không được tốt. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Tiểu Trần ở bên cạnh, cậu xác định là chỗ này sao? Trưởng phòng Vương, là chỗ này, bạn của tôi nói người ở trên lầu 2. Tiểu Trần vừa lấy chiếc máy massage và rửa chân vừa mới mua ra khỏi xe rồi dùng giọng khẳng định nói. Vương Tử Quân gật đầu nói, vậy chúng ta đi. Chỉ Hoa Trục cảm thấy đầu óc mình khó theo kịp, hắn chưa từng nhớ rõ có vị lãnh đạo nào ở chỗ này. Vương Tử Quân đến thăm ai? Hắn cảm thấy nghi hoặc không khỏi nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ, thế nhưng Du Giang Vĩ cũng cực kỳ nghi hoặc. Đi lên lầu 2, tìm đúng phòng, Tiểu Ta Ẩn gõ cửa chống trộm đã cũ theo thời gian. Sau khi gõ vài tiếng thì bên trong có người nói, ai vậy? Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trung niên thò đầu ra, hắn đánh giá đám người Vương Tử Quân một lượt rồi dùng giọng kỳ quái hỏi, các anh tìm ai? Trong suy nghĩ của đám người Chỉ Hoa Trục thì trưởng phòng tổ chức là một vị quan viên có thực quyền trong đám thường ủy tỉnh ủy sau bí thư tỉnh ủy. Vì người này nắm trong tay mũ quan của tất cả quan viên trong tỉnh, có ai có ý nghĩ cầu tiến mà không kiêng kỵ vài phần. Nếu muốn vơ vét một chút, cho dù không công khai ra giá với mũ quan, thế nhưng mỗi năm cũng đủ tiền để vài chục năm thoải mái, dù tay áo đầy gió sương cũng là người đầy lực lượng. Một vị trí chạm tay có thể phỏng như vậy thì hầu như mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn, căn bản chạy đến đây làm gì? Chúng tôi là, lái xe Tiểu Trần vừa định giới thiệu thân phận của Vương Tử Quân, lại bị Vương Tử Quân cản, chúng tôi là bạn của Chính Tân, hôm nay đến thăm các cụ. Là bạn của Niên Chí Tân, người đàn ông trung niên kia chợt cau mày, sau đó vẫn mở cửa ra, mọi người vào đi. Người đàn ông trung niên nói xong thì quay vào phòng ngủ nói, bố, bạn của đại ca đến đây. Đây là một căn hộ 3 gian, cũng chỉ vài chục mét vuông, trong phòng khách là bộ ghế salon từ những thập niên 90, nhìn khá cũ kỹ nhưng được thu dọn khá sạch sẽ. Sau khi nhóm người Vương Tử Quân đi vào cửa thì một ông lão mái tóc hoa râm đi ra phòng khách, sau khi đưa mắt nhìn nhóm người Vương Tử Quân thì nhàn nhạt nói các anh là bạn của Chính Tân sao? Chào bác. Cháu họ Vương, là bạn của Chính Tân. Cháu vẫn muốn đến nhà thăm ngài, nhưng mãi mà không có cơ hội, hôm nay mới được như ước nguyện. Vương Tử Quân vừa nói vừa vươn tay ra theo thói quen. Không ngờ ông lão cực kỳ lạnh lùng, lão dùng giọng thản nhiên nói, đến thăm ông lão như tôi làm gì. Không có việc gì thì đi đi, nhà tôi còn có việc. Chỉ Hoa Trục lúc này chợt bừng tỉnh, nơi này là nhà bố Niên Chí Tân. Trưởng phòng Vương tự mình mua đồ đến, cũng là vì hôm nay sinh nhật ông cụ, xem ra trong mắt trưởng phòng Vương thì Niên Chí Tân có độ nặng khá lớn. Khi thấy cánh cửa sắp đóng sập lại thì Chỉ Hoa Trục có chút xấu hổ,
không ngờ Vương Tử Quân lại tùy tiện đi vào rồi ngồi xuống. Ông cụ, vài người chúng tôi từ nơi xa đến, thật sự khát nước, chẳng lẽ ngài không cho uống ly nước nào mà đuổi đi ngay sao? Tiểu Bảo Nhi đứng bên cạnh Vương Tử Quân thấy thế thì tiến lên cầm lấy cánh tay ông cụ nói, ông, cháu muốn uống nước, cho cháu uống nước nhé. Đôi môi ông cụ khẽ giật giật, lão không có ác cảm với người đàn ông trẻ tuổi hào hoa phong nhã kia, hơn nữa còn có một đứa bé mập mạp, thế là nói, bà đâu rồi, ra mời nước cho khách. Một người phụ nữ trung niên đi ra, trên tay cầm theo một phích nước nóng, nàng khẽ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói, bố, mẹ đang bận nấu cơm. Người phụ nữ kia rót nước xong thì thuận tiện cầm lấy vài cái kẹo trong dĩa trái cây đưa cho Tiểu Bảo Nhi. Mạc Tiểu Bắc khá nuông chiều Tiểu Bảo Nhi, thế nhưng có một phương diện căn bản không chịu dung tình đó chính là đồ ăn thức uống cực kỳ có ít đường, sợ đường ảnh hưởng đến sự phát triển của con trai. Vì vậy mà chiêu cho kẹo cực kỳ có hiệu quả với Tiểu Bảo Nhi, một khi thấy được kẹo thì có biểu hiện cực kỳ thèm muốn như người đi trên sa mạc nắng cháy thấy được nước. Tiểu Bảo Nhi thấy có kẹo ăn thì lập tức dùng giọng ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn gì, làm cho người phụ nữ trung niên kia khẽ nở nụ cười. Bác, cháu nghe Chính Tân nói năm xưa ngày là trưởng khoa bảo vệ của nhà máy Miên Phượng, xem ra Chính Tân có thể được làm cảnh sát cũng là hổ phụ không có khuyển tử, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Ông cụ nghe thấy khách nói về con thì khóe miệng có hơi run, thế nhưng ngay sau đó vẻ mặt đã hòa hoãn hơn, tiểu tử kia không có nhiều bản lĩnh, chỉ là có năng lực gây chuyện. Bác trai, Chính Tân có được như ngày hôm nay mà ngài còn chưa cảm thấy thỏa mãn sao? Nếu ngài có thời gian chỉ bảo thêm, như vậy anh ấy sẽ càng thành công lớn, càng bận rộn công tác. Vương Tử Quân là người ở địa vị cao nhiều năm, vì vậy căn bản không nói được nhiều lời nịnh hót. Chị Hoa Trục thấy Vương Tử Quân nói vài câu đã làm cho ông cụ cảm thấy nở mày nở mặt, hớn hở khoái chí, trong lòng không khỏi cảm thán vì đã làm khó trưởng phòng Vương. Tiểu Vương, không phải tôi nói khoác với anh, năm xưa Miên Phượng thật sự là nhà máy lớn. Tôi là trưởng khoa bảo vệ nổi tiếng vùng này, đám côn đồ gây chuyện thấy tôi đều sợ một phép. Ông cụ nhắc đến khoảng thời gian năm xưa thì giọng nói được đề cao hơn. Nhưng người phụ nữ trung niên rất giống Niên Chí Tân lại dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân, thấy đối phương trò chuyện nhiệt tình với bố mình thì ánh mắt càng bất thiện. Sau khi chờ bố nói xong chuyện năm xưa, người phụ nữ trung niên chợt chen lời, anh nói anh là bạn của Chính Tân sao? Thế nào tôi lại chưa từng được gặp anh? Chương 1262, 2, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Chúng tôi mới quen biết được 4 tháng. Tôi cũng chưa đến nhà anh ấy lần nào. Mới quen 4 tháng, người phụ nữ trung niên càng cảm thấy khó tin, nàng nhìn thoáng qua những gì mà Vương Tử Quân đưa đến, càng thêm lo lắng hơn. Nàng nháy mắt với bố mình, sau đó cười nói, thật xin lỗi, Chính Tân không có ở nhà, ngài có gì cứ nói, chúng tôi sắp phải đi ra ngoài rồi. Khi thấy người phụ nữ trung niên hạ lệnh đuổi khách thì Du Giang Vĩ và Chỉ Hoa Trục đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy cần phải mở miệng một chút. Chỉ là động tác của hai người bị Vương Tử Quân cản lại, hắn cười nói, chị gái, có câu người từ phương xa đến là khách, tôi bây giờ nghe thấy mùi thơm, ngài cũng không thể đuổi chúng tôi đi được. Bác trai, ngài không ngại lấy thêm vài đôi bát đũa đấy chứ? Người phụ nữ trung niên kia bực mình đỏ mặt tía tai, người này nhìn thì hào hoa phong nhã nhưng sao da mặt lại dày như vậy? Khi người phụ nữ trung niên cảm thấy rất bực bội thì ông cụ đã mở miệng, cơm nước xong rồi đi. Cũng không có gì là ngon, chỉ là có thêm vài đôi bát đũa mà thôi. Nhưng cháu còn chưa trò chuyện đủ với bác. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của người phụ nữ trung niên rồi dùng giọng biết thời thế nói. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa, một người đàn ông hơn 20 tuổi đi vào, trên tay còn có một chiếc bánh ngọt. Người thanh niên đến giao bánh, sau khi người phụ nữ trung niên ký tên thì đặt bánh ngọt lên bàn. Vương Tử Quân nhìn chiếc bánh ngọt rồi cười nói, bác trai, đến sớm không bằng đến đúng lúc, hôm nay là sinh nhật ngài sao? Mẹ, con thấy người kia căn bản không tốt, Chính Tân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, một người không rõ lai lịch tự nhiên đến nhà tán gẫu với bố nhất định là có chuyện cần nhờ đại ca. Bác gái tuy không đi ra ngoài nhưng từ trong miệng co rể cũng biết được khách đến nhà, sau khi nghe người phụ nữ trung niên nói như vậy thì cũng không thể không lo lắng, Chính Hồng. Nếu không con gọi điện thoại cho anh xem, để anh ấy đến một chút. Cho anh ấy đến sao?
mẹ cũng không phải không biết con của mẹ đã sớm bán thân cho đơn vị, có sinh nhật nào của bố mà anh ấy về được. Không phải tham gia công tác thì cũng là họp hành, hừ, con cũng không muốn lãng phí tiền điện thoại vì người bác sĩ nham hiểm này. Em có thể bớt tranh cãi được không? Đừng làm cho bố nghe thấy được. Người đàn ông trung niên bên cạnh chợt, người đến nhà cũng không nhất định là có việc cần nhờ vả đại ca của em. Người đàn ông trung niên không nói thì không sao, vừa nói thì làm bùng nổ tính tình của vợ. Nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó dùng giọng không khách khí nói, làm sao anh biết hắn ta không phải? Trên mặt hắn ta có khắc chữ sao? Cũng chỉ có ánh mắt anh sắc như đao mới phân biệt được à? Đúng là, Hào Nghị Thổ rõ ràng không có bản lĩnh nói năng bằng vợ. Bây giờ bị vợ phản bác thì chỉ có thể buồn bực không lên tiếng mà thôi. Bác gái thấy không hay nên trừng mắt nhìn con gái, con vẫn cái tính tình này, cũng chỉ có Nghị Thổ mới nhường được con thôi. Niên Chính Hồng là một người thẳng tính, khi thấy mẹ nói như vậy thì ngượng ngùng dùng giọng có chút uất ức nói, mẹ, không phải con sợ gây ra chuyện cho anh sao? Được rồi, bàn tay không đánh lên mặt người cười, mời bọn họ dùng cơm một bữa là được. Những thứ bọn họ mang đến thì cho bọn họ đưa về, đừng gây phiền toái cho anh của con. Bác gái vừa chăm chút cho nồi súp vừa dặn dò. Niên Chính Hồng vừa giúp mẹ việc bếp nước vừa quan sát động tĩnh trong phòng khách. Lúc này Vương Tử Quân đang trò chuyện với bố nàng về những chuyện năm xưa, liên tục làm cho ông cụ cười vui vẻ, thế là không khỏi làm cho nàng thầm nghĩ đối phương đến đây làm gì. Vương Tiên Sinh, xin hỏi ngài công tác ở đơn vị nào? Niên Chính Hồng thừa dịp đi ra rót nước thì mỉm cười nói. Vương Tử Quân cũng không ngẩng đầu lên, hắn dùng giọng không quan tâm nói, tôi công tác ở cơ quan chính quyền. Niên Chính Hồng nghe Vương Tử Quân nói như vậy mà có chút hèn mọn, thầm nghĩ người kia thật sự biết giả vờ, cơ quan nhà nước các anh có ai không vểnh mặt lên trời chứ? Thế là nàng căn bản không khách khí hỏi Vương Tử Quân, Vương Tiên Sinh còn trẻ như vậy chắc chắn phát triển đầy hứa hẹn, có lẽ là một trưởng khoa rồi chứ? Trưởng khoa sao, chị gái kia có ánh mắt thế nào vậy? Du Giang Vĩ thầm nghĩ, chị Hoa Trục thì lại cảm thấy buồn cười. Vương Tử Quân dùng giọng nghiêm trang nói với chị Niên, cũng giống như vậy. Niên Chính Hồng căn bản không chịu buông tha, anh sao biết anh trai tôi? Có phải có chuyện muốn tìm anh ấy không? Vương Tử Quân ngược lại lắc đầu, không phải, chúng tôi quen biết nhau vì được bạn bè giới thiệu. Khi Niên Chính Hồng định hỏi tiếp thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua rồi cười cười xin lỗi, sau đó nhận điện thoại, anh Đoạn, các anh đến đâu rồi? Báo cáo trưởng phòng Vương, chúng tôi đã đi, 10 phút nữa sẽ đến. Vậy thì tốt rồi, Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Niên Chính Hồng nhìn thoáng qua chiếc điện thoại màu đen của Vương Tử Quân, nàng càng cảm thấy đối phương rất khả nghi. Chiếc điện thoại kiểu kia căn bản đã là quá lạc hậu. Xem ra người này có việc cần nhờ anh mình, vì đám trưởng khoa phát triển bừng bừng sao lại dùng điện thoại như vậy. Đúng lúc này chồng của Niên Chính Hồng đi ra nói, bố, chúng ta dùng cơm nhé. Bác Niên định lên tiếng nhưng lại bị Vương Tử Quân cắt ngang lời, chờ một chút, vài phút nữa có thêm vài người bạn của tôi đi đến. Niên Chính Hồng vừa nghe thấy như vậy thì thiếu chút nữa đã tức ói máu, có người tự chủ trương như vậy sao? Nàng càng ghét người đàn ông vô lễ này. Nhưng ông cụ bên kia lại gật đầu nói, cũng không có gì, mọi người chờ thêm một lát nữa. Vì vài người xa lạ có việc cần nhờ anh mà bố mình đánh mất cả nguyên tắc, điều này làm cho Niên Chính Hồng cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhưng lần này Niên Chính Hồng tỏ ra rất vui, ôi, chị gái và Hoan Hoan đến, mời vào, vừa rồi bố còn nhắc đến hai người. Dưới sự hoan nghênh của Niên Chính Hồng thì một người phụ nữ trung niên đưa theo một cô gái đi vào trong nhà. Người phụ nữ kia bắt chuyện với ông cụ, sau đó kéo con gái đến bảo chào ông, nhưng cô gái kia có chút sợ hãi, nó đứng đằng sau mẹ, căn bản cái gì cũng không dám nói. Ông cụ cực kỳ vui vẻ, lại dùng giọng tự ái hỏi, tiểu Hoan Hoan sao lại gầy thế? Mau đến đây ông xem nào, có phải học tập mệt chết người không? Cô gái kia không chịu tiến lên. Nàng cúi đầu loay hoay quần áo. Ông cụ nhìn thấy cháu gái nhăn nhó không chịu lên tiếng, thế là lại chỉ huy cho vợ mau lấy thứ gì đó cho cháu gái. Vì chị dâu đến nên Niên Chính Hồng căn bản không còn tâm tư truy vấn Vương Tử Quân, nàng ôm lấy cháu rồi nói, Hoan Hoan, cô vừa mua cho cháu vài món đồ chơi. Tiểu Bảo Nhi vừa rồi còn tỏ ra như một người lớn,
nhưng vừa nghe nói có đồ chơi thì tỏ ra tràn đầy hứng thú, có gì chơi sao? Cháu cũng muốn xem một chút, cô giáo cháu nói thứ tốt phải chia sẻ mới vui. Chương 1262, 3, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Niên Chính Hồng bị cậu bé kia chọc cười, lúc này mẫu tính chợt bùng phát, nàng vẫy vẫy tay với Tiểu Bảo Nhi, đưa hai cô cậu bé đi. Ông cụ vừa trò chuyện vui vẻ chợt có chút u buồn, người đàn ông trung niên từ phòng bếp đi ra thấy như vậy thì chợt khẽ an ủi, bố à, tất cả sẽ khá hơn thôi. Vương Tử Quân giống như cũng thấy rõ tâm sự của ông cụ, hắn cố gắng an ủi, bác trai, đều là người nhà cả, nào có lúc đầu lưỡi không đụng răng. Ông cụ căn bản không trả lời câu nói của con rể, nhưng lão lại mở lòng với một người đàn ông trẻ tuổi mới đến nhà như Vương Tử Quân, cũng không biết có nghiệp chướng gì, là một gia đình tốt bị chính tân làm cho tan tác. Cậu xem cô bé kia, căn bản không thể cười, tôi đây cảm thấy rất khó chịu. Ông cụ, đại thế thiên hạ là như vậy, hợp rồi phân lâu rồi cũng hợp, ngài cứ yên tâm. Ông cụ lắc đầu dùng giọng giận dữ nói, biết con không ai bằng cha. Tôi biết rõ tính tình của chính tân, nó căn bản là như lừa, anh nói xem, sao lại không hiểu nhân tình như vậy. Khi hai người trò chuyện với nhau thì bác gái đi ra dọn bàn, Trừ Ngôn Huy và chị gái nhanh chóng đặt bánh ngọt lên bàn. Ăn bánh ngọt sao? Tiểu Bảo Nhi từ trong phòng chạy ra ngoài, nó hoan hô như chim sẻ nói. Bánh ngọt được cắt, tiếng gõ cửa vang lên. Du Giang Vĩ đứng bên ngoài cửa. Hắn thấy cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng là Đoạn Văn Đống đi vào, Đoạn Văn Đống vừa đi vào đã cười nói, chào chú, chúc chú sinh nhật vui vẻ. Đoạn Văn Đống không phải đến một mình, sau lưng hắn còn có một Niên Chí Tân đang rất xấu hổ. Khi thấy con trai thì ông cụ căn bản có tâm tình kích động, lão chỉ vào Niên Chí Tân rồi nói, cậu đến làm gì? Tôi không có con như cậu, cái nhà này có tôi thì không có cậu, có cậu thì không có tôi. Niên Chí Tân cúi đầu không biết làm sao cho phải, Vương Tử Quân lại lên tiếng trấn an ông cụ, bác trai, xin ngài bớt giận, cục trưởng Đoạn đưa con trai của ngài về nhà, chính là đang bắt anh ấy nhận trừng phạt. Ngài nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, tóm lại cũng là con cái trong nhà, dù sao thì bàn tay cũng đều là thịt. Niên Chí Tân ngẩng đầu nhìn lên chợt giật mình phát hiện người đang khuyên can bố mình là trưởng phòng Vương. Chị Hoa Trục đang đứng bên cạnh căn bản không biết rõ tâm lý của Niên Chí Tân lúc này là thế nào, thế nhưng hắn có thể dự đoán. Dù đối phương có giật mình thế nào thì trong lòng cũng nhất định là cảm xúc ngổn ngang. Khi thấy Niên Chí Tân trợn mắt há mồm thì Vương Tử Quân chợt cười nói, nghe cục trưởng Đoạn nói hôm nay là sinh nhật bố anh, tôi chạy đến góp vui một chút. Chính Tân, anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh là một nhân vật lớn trên công tác, nhưng cũng chính là một bao cỏ. Ông cụ biết rõ tính nết con trai mình, chúc mừng thì tốt nhưng nói khích thì sẽ như lửa cháy đồng cỏ. Khi thấy cậu thanh niên kia nói khích thì lão không khỏi lo lắng, chỉ sợ con trai nổi nóng thì căn bản là phá hư mọi chuyện. Mặc dù có chút lạnh lùng với Niên Chí Tân, thế nhưng dù thế nào thì đó cũng là con mình, không thể nào thay đổi được. Ông cụ chợt nói, bạn của con nói rồi đấy, con đúng là ngốc nghếch. Bạn của con, đó là trưởng phòng Vương. Bác trai. Chính Tân phạm sai lầm, nhưng dù thế nào cũng là đồng chí tốt. Bác, chúng ta nên căn cứ phương châm hốt thuốc cứu người, nên cho anh ấy một cơ hội, bác thấy thế nào? Ông cụ tuy tức đứa con vì ly hôn trong yên lặng nhưng cũng chưa đến mức đoạt tuyệt tình cảm, bây giờ nghe Vương Tử Quân khuyên như vậy thì ánh mắt đầy thiện cảm hơn. Dưới ánh mắt soi mói của Vương Tử Quân, Niên Chí Tân đi đến trước mặt bố rồi nói, bố, con sai rồi. Ông cụ căn bản là rơi nước mắt đầy mặt với hành động của con trai, lão không khỏi thổn thức nói, người mà con cần nhận sai không phải là bố, mà là vợ con. Khi Vương Tử Quân rời đi thì cả nhà Niên Chí Tân mới biết Vương Tử Quân là ai. Trừ Ngôn Huy nghĩ đến tình huống mình liên tục dò xét trưởng phòng Vương, nàng cảm thấy hổ thẹn, đồng thời rất tự hào. Là một người công nhân bình thường căn bản không phải ai cũng có cơ hội này, thế nên Niên Chính Hồng cảm thấy rất hưng phấn. Thật sự tiếc rằng không mang theo máy ảnh, nếu không thì sẽ chụp được vài tấm. Nhưng khi Niên Chính Hồng đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười của bố mẹ, lại thấy đại ca đại tẩu và Hoan Hoan đứng chung với nhau, nàng cảm thấy tất cả không còn quan trọng. Lúc này quan trọng nhất không phải là người nhà hòa thuận vui vẻ sao? Hèn gì người ta nói không ngờ trưởng phòng Vương còn trẻ mà làm quan lớn như vậy, ý chí của người ta rõ ràng rất mạnh mẽ.
Ông cụ đưa mắt nhìn con trai rồi dùng giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Niên Chí Tân hôm nay có tâm tình bay nhảy, hắn căn bản không ngờ Vương Tử Quân lại đến nhà mình, điều này làm cho hắn cảm động, đồng thời cũng có chút cảm khái. Một vị lãnh đạo tính tình như hổ lại có tâm tư như vậy, căn bản là quá khó tìm. So sánh với người nhà của Niên Chí Tân, Đoạn Văn Đống đã sớm biết điều này, hắn lại nở nụ cười vui mừng nói, trưởng phòng Vương, điều này đúng là quá tốt, ngài xuất hiện coi như giải quyết một sự việc khó khăn, nếu không có ngài chỉ sợ không trấn an được tiểu tử Niên Chí Tân kia. Vương Tử Quân cười cười, thật lòng thì hắn thật sự thích nghe ngóng những chuyện thế này. Hắn tận mắt thấy một gia đình gương vỡ lại lành, dù là nhìn từ góc độ nào cũng làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Đoạn Văn Đống cảm khái từ tận đáy lòng, Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói, cục trưởng Đoạn, anh cũng đừng cứ mãi nói đến chuyện này, không bằng cố gắng làm tốt công tác cho tôi. Trưởng phòng Vương, ngài yên tâm, chuyện ngài đã sắp xếp, Đoạn Văn Đống tôi căn bản không dám không chú trọng. Đoạn Văn Đống nói rồi càng thêm đoan chính hơn, trưởng phòng Vương. Những ngày qua chúng tôi đã thâm nhập điều tra, bây giờ trong thành phố Đông Hồng thật sự có một con cá lớn, tuy bọn họ ngụy trang rất giỏi nhưng tôi tin tưởng không đến một tháng nữa bọn họ sẽ giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm. Đoạn Văn Đống do dự một chút rồi tiếp tục lên tiếng, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy có vài người ở Cục Công an tỉnh đang cố gắng tạo chướng ngại cho chúng tôi ở phương diện xét xử, không muốn cho chúng tôi tiếp tục chú trọng điều tra vụ này. Là người nào, anh có thể xác định được thân phận của bọn họ không? Vương Tử Quân đã sớm có suy đoán về điều này, sau khi nghe Đoạn Văn Đống nói như vậy thì trầm giọng hỏi. Đoạn Văn Đống không trả lời ngay, hắn nhìn lái xe Tiểu Trần và Du Giang Vĩ ngồi trên ghế lái phụ, sau đó giơ lên một ngón tay cái. Hành động như vậy của Đoạn Văn Đống làm cho Vương Tử Quân chợt nhíu mày, tuy hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này xác định thật sự có vài phần đáng lòng. Hắn biết rõ ràng, nếu như thật sự là người kia, như vậy cứ chờ xem Nam Giang chấn động đi. Đó sẽ là một cơn động đất ở Nam Giang, căn bản là Nam Giang có thể chịu đựng được, nhưng dư âm của nó sẽ lan đến nơi đâu. Nếu thật sự lan gần đến người kia, như vậy sẽ có kết quả thế nào? Chương 1263, nhiều giả không bằng ít thật, rộng không bằng hẹp. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Mặc dù Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản không phải là người không quả quyết, thế nhưng lúc này sự việc liên quan quá rộng, hậu quả quá lớn, làm cho người ta sinh ra cảm giác do dự khó quyết. Nhưng cuối cùng Vương Tử Quân vẫn trầm giọng nói, chúng ta không thể nuông chiều nhân nhượng với bất kỳ hoạt động tội phạm nào, dù là ai cũng phải ngang hàng trước pháp luật. Vương Tử Quân nói xong hai câu thì căn bản hít vào một hơi rồi nói tiếp, anh có chuyện gì cứ báo cáo với Bí Thư Lỗ. Đoạn Văn Đống biết rõ Bí Thư Lỗ trong miệng Vương Tử Quân là ai, hắn trầm ngâm một chút rồi chần chờ nói, Bí Thư Lỗ. Bí Thư Lỗ là Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp, có một số việc anh ấy nên nắm chắc tâm lý. Vương Tử Quân nhìn vào mặt Đoạn Văn Đống rồi trầm giọng nói. Thật ra Đoạn Văn Đống căn bản không chịu phục một người mới đến nhận chức Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp như Lỗ Kính Tu, hắn càng muốn trực tiếp báo cáo với Vương Tử Quân, nhưng lúc này nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân. Hắn không dám nói gì thêm. Vương Tử Quân chú ý đến gương mặt của Đoạn Văn Đống, sau khi xe chạy được một lúc mới nói tiếp, hai ngày nay Bí Thư Kính Tu có vài việc cần tìm anh bàn bạc, anh nên chuẩn bị tốt tâm lý. Vương Tử Quân nói đến đây thì chần chờ một chút, sau đó bỏ thêm một câu, đây là chuyện tốt. Vương Tử Quân cho ra đánh giá như vậy căn bản là có ý nghĩa rất sâu xa, chỉ là chính mình vừa tiến lên làm Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng chưa được bao lâu. Lỗ Kính Tu có thể cho mình cái gì được? Đoạn Văn Đống thầm nghi hoặc, hắn cũng không dám hỏi rõ Vương Tử Quân. Mặc dù Vương Tử Quân bình thường có biểu hiện cực kỳ bình dị gần gũi, căn bản không quá kiểu cách nhà quan, thế nhưng Đoạn Văn Đống tiếp xúc và sinh ra cảm giác sợ hãi theo kiểu bản năng. Khi tiếp xúc với Vương Tử Quân ngày càng lâu thì càng thêm vài phần kính sợ. Đúng lúc này điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên, số điện thoại này căn bản là có ít người biết được. Phía văn phòng tỉnh ủy nếu không có việc khẩn cấp cũng không gọi vào số này của Vương Tử Quân. Lúc này điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nghĩ có thể là Mạc Tiểu Bắc hay là người nhà gọi điện thoại đến, mà cũng có thể là có việc khẩn cấp. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại rồi khẽ thở ra, Tiểu Bắc, có chuyện gì sao?
Mạc Tiểu Bác ở bên kia dùng giọng khá gấp gáp nói, Tử Quân, có khách đến nhà, anh về đi. Sau khi Vương Tử Quân an cư ở tỉnh Nam Giang thì căn bản cũng không có nhiều người đến nhà hắn, cũng không phải không có người đến, căn bản là hắn không muốn người ta đến quấy rầy cuộc sống của mình. Hơn nữa cũng có nguyên nhân đến từ Mạc Tiểu Bắc, rất nhiều vị phu nhân lãnh đạo là người tám mặt lung linh, căn bản ứng phó chu đáo cho chồng, thật sự rất có thủ đoạn. Nhưng Mạc Tiểu Bắc không có tính cách như vậy, nàng rất phiền phức với những người đến hát bài ca nịnh hót và có việc cần cầu cạnh Vương Tử Quân. Vì vậy quan tâm đến cảm nhận của Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân dựng lên một quy củ với thuộc hạ của mình, đó là không nên nói chuyện công tác trong nhà. Ngay sau đó quy củ này phát huy hiệu quả, người đến nhà quấy rầy chợt giảm bớt khá nhiều. Lúc này là ai đến nhà mình? Dượng và dì ba đến nhà, đúng rồi, còn có em trai của Dượng ba. Không chờ Vương Tử Quân hỏi thì Mạc Tiểu Bắc đã nói rõ thân phận của khách trong nhà. Mạc Tiểu Bắc nói đến Dượng ba, tất nhiên đó là Lỗ Kính Liên, em trai của Lỗ Kính Liên thì Vương Tử Quân không cần đoán cũng biết đó là Lỗ Kính Tu. Lúc này hai anh em Lỗ Kính Liên đến nhà mình, có ý nghĩa là gì thì hắn căn bản biết rất rõ. Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó hắn khẽ nói với Mạc Tiểu Bắc, chờ chút, anh sắp về rồi. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi nhìn qua Đoạn Văn Đống, cục trưởng Văn Đống, tôi định chiều nay đi uống trà với anh, nhưng hôm nay không được rồi, vậy thì lần sau tôi sẽ mời anh. Tuy không nghe được nội dung điện thoại của Vương Tử Quân nhưng Đoạn Văn Đống cũng có thể căn cứ vào lời nói để đoán được 8-9 phần. Bây giờ trong nhà Vương Tử Quân có việc, tất nhiên hắn sẽ không thể cản đường, thế nên cười nói, trưởng phòng Vương, mong có được cơ hội báo cáo công tác với ngài. Vương Tử Quân nói hai câu khách sáo với Đoạn Văn Đống, sau đó Đoạn Văn Đống đi xuống xe của Vương Tử Quân. Trì Hoa Trục mãi ngồi trên xe của Đoạn Văn Đống đi theo xe của Vương Tử Quân, bây giờ thấy Đoạn Văn Đống đi xuống thì chuẩn bị leo lên xe của trưởng phòng Vương. Còn không chờ Trì Hoa Trục ngồi xuống thì Vương Tử Quân đã khoát tay áo nói, Hoa Trục không cần xuống xe, lát nữa cục trưởng Đoạn sẽ đưa anh về nhà. Tuy có chút thất lạc nhưng Trì Hoa Trục căn bản không biểu hiện ra bên ngoài. Hắn cung kính gật đầu, sau đó bước xuống. Hắn đưa mắt nhìn xe của Vương Tử Quân chạy đi, sau đó mới hỏi Đoạn Văn Đống, cục trưởng Đoạn, ngài không cần phải quan tâm đến tôi bắt taxi về là được rồi. Đoạn Văn Đống căn bản không dám coi thường người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh Vương Tử Quân này, hắn giữ chặt lấy Chỉ Hoa Trục chuẩn bị đi rồi cười ha hả nói, cậu Hoa Trục, tiễn chân cậu chính là nhiệm vụ của trưởng phòng Vương với tôi, cậu cũng đừng làm cho anh khó xử. Hơn nữa anh em chúng ta không phải là người ngoài, cậu khách khí với tôi là không được. Trì Hoa Trục được cục trưởng cục công an xưng anh em thì cảm thấy lòng tự trọng bành trướng, nhưng hắn cũng không vì vậy mà ngất đi. Hắn biết rõ sở dĩ mình có được ngày hôm nay chính là vì được trưởng phòng Vương coi trọng. Không có sự coi trọng của trưởng phòng Vương, căn bản không có Trì Hoa Trục hắn ngày hôm nay. Trì Hoa Trục muốn lên ngồi ở vị trí tay lái phụ thế nhưng lại bị Đoạn Văn Đống kéo ra ngồi song song phía sau. Đoạn Văn Đống cùng trò chuyện việc nhà với Trì Hoa Trục, thầm đánh giá Trì Hoa Trục. Hắn căn bản biết khá rõ về Trì Hoa Trục, hôm nay trưởng phòng Vương có thể đưa Trì Hoa Trục đi, căn bản là đã ngộ hiếm có. Người này tuy không lớn tuổi, vị trí không cao thế nhưng ăn nói không tầm thường, cực kỳ logic và chặt chẽ. Nếu như cho đối phương một vị trí tốt thì căn bản sẽ nhanh chóng là người nổi tiếng, càng ổn định hơn Du Giang Vĩ vài phần. Trưởng phòng Vương thật sự là nhân tài, trong cục công an của Đoạn Văn Đống có không ít nhân tài nhưng căn bản không có mấy người so sánh được với Chỉ Hoa Trục. Đoạn Văn Đống càng có thêm vài phần tâm tư kết giao, hắn nhanh chóng lên tiếng, cậu Chỉ, hôm nay nhà có chuyện gì không? Nếu như có thời gian thì hai ta đi uống chén trà nhé. Tôi có biết một quán trà mới mở. Hương vị không tồi. Khi Vương Tử Quân về nhà thì Mạc Tiểu Bắc đang trò chuyện với hai anh em Lỗ Kính Liên và hai người phụ nữ trung niên, có một người trong số đó đã được Vương Tử Quân gặp mặt từ trước đó, là vợ của Lỗ Kính Liên, là người mà Mạc Tiểu Bắc gọi là dì ba, còn người kia thì căn bản là không biết. Tuy Mạc Tiểu Bắc vẫn nở nụ cười vui vẻ nhưng Vương Tử Quân có thể cảm ứng được tình huống này rõ ràng là tra tấn với vợ mình, nàng không thích kết giao. Bây giờ còn phải cố gắng bày ra gương mặt nhiệt tình hiếu khách. Tiểu Bắc, đây là con trai nhà cháu sao? Cậu bé này khỏe mạnh kháu khỉnh, thật sự đáng yêu.
Người phụ nữ trung niên mà Vương Tử Quân không biết thấy Tiểu Bảo Nhi đi đến thì nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn. Chương 1264, một nhân tình như ủ rượu. Người phụ nữ kia ôm lấy Tiểu Bảo Nhi đang tiến về phía Mạc Tiểu Bắc, sau đó lấy ra một món đồ chơi khá lớn bằng nhung từ bên cạnh ghế cho Tiểu Bảo Nhi. Nhưng Tiểu Bảo Nhi căn bản không quá thích thú với hành vi nhiệt tình của người phụ nữ này, tiểu tử kia chợt nhăn mũi làm cho Vương Tử Quân biết đó nhất định là bị sặc vì mùi nước hoa. Nhưng lúc này Vương Tử Quân căn bản không thể làm gì khác hơn được. Dù sao thì người đến cũng là khách, Vương Tử Quân dù thế nào cũng phải nể mặt anh em Lỗ Kính Liên. Sau khi hắn vào cửa thì Lỗ Kính Liên và Lỗ Kính Thu đều đứng lên, hắn đưa mắt nhìn hai người, sau đó bắt tay với Lỗ Kính Liên, Dược, ngài đến từ khi nào? Nếu biết hôm nay ngài đến thì cháu cũng không đi ra ngoài. Vương Tử Quân nói rồi quay sang bắt tay với Lỗ Kính Thu, chào bí thư Lỗ. Lỗ Kính Thu nở nụ cười bắt chặt tay Vương Tử Quân. Sau đó lại chủ động giao quyền lên tiếng cho anh mình. Lỗ Kính Liên chờ Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh rồi mới cười nói, Tử Quân, tôi đến từ tối qua, người kinh doanh thường là như vậy, căn bản không biết tiếp theo sẽ đi đến đâu. Vương Tử Quân khá có hảo cảm với Lỗ Kính Liên, hắn cười nói, Dược, thực tế lời nói của ngài nên tăng thêm hai chữ. Hai chữ gì? Lỗ Kính Liên lúc này căn bản trò chuyện với Vương Tử Quân và cảm thấy khá lo lắng. Lúc này hắn đến Nam Giang có thể nói là không nằm trong kế hoạch, chủ yếu là nhận được điện thoại của Lỗ Kính Thu. Lỗ Kính Thu nói điện thoại cũng không che giấu những gì mình gặp phải ở Nam Giang. Tuy bây giờ nguy cơ đã được hóa giải nhưng tình hình thực tế không khỏi làm cho Lỗ Kính Thu càng thêm lo sợ bất an, như hắn biết rõ sở dĩ mình có thể ngồi trên vị trí này cũng là người ta nể mặt Vương Tử Quân. Khi Lỗ Kính Thu vừa mới đến Nam Giang thì cũng không thèm quan tâm một người vãn bối như Vương Tử Quân. Thậm chí còn có ý nghĩ coi đối phương là vãn bối. Nhưng tình hình thực tế lại làm cho hắn biết rõ vị trí của mình hiện tại là như thế nào. Lỗ Kính Thu trước kia phát triển rất thông thuận, thế nên hắn nhìn người khác thường với ánh mắt ngạo nghễ, nhưng điều này cũng không đại biểu là hắn không thông minh. Sau khi cảm nhận được tình hình thực tế của mình, hắn nhanh chóng cho ra điều chỉnh, phần lớn là tăng cường quan hệ với Vương Tử Quân. Điều chỉnh quan hệ không phải nói đôi lời là xong. Ngoài phương diện phối hợp công tác, còn phải nhanh chóng cho ra thành tích, cũng phải thường xuyên lui tới. Lỗ Kính Thu nghĩ rằng mình nên đến nhà nối quan hệ với Vương Tử Quân. Lỗ Kính Thu là một thường ủy tỉnh ủy, hắn chủ động đến nhà một thường ủy khác, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút mất mặt. Đồng thời tuy hắn nhận được sự trợ giúp của Vương Tử Quân, khi Vương Tử Quân đối mặt với hắn cũng cười tươi, nhưng trong lòng hắn căn bản rất lo lắng mối quan hệ giữa mình và đối phương. Lỗ Kính Thu suy tư vài lượt, hắn quyết định cầu sự trợ giúp từ anh mình. Lỗ Kính Thu có liên lạc với Mạc Đông Tường, là một loại quan hệ tự nhiên, mình đến nhà cháu của anh mình cũng xem như không có vấn đề. Lỗ Kính Liên mặc dù có chút thất vọng với biểu hiện của em mình ở Nam Giang thế nhưng dù sao cũng là người nhà, bây giờ Lỗ Kính Thu điều chỉnh sách lược, hắn tất nhiên sẽ dốc sức giúp đỡ. Vì vậy tối qua hắn cố gắng thoát khỏi một hạng mục rồi bay đến Nam Giang. Khi đến khách sạn thì cũng là 1:30 sáng. Hôm nay vì không muốn làm chậm trễ thời gian gặp mặt Vương Tử Quân thế nên Lỗ Kính Liên phải thức dậy sớm, tuy có hơi mệt nhưng nhìn qua vẫn cực kỳ tinh thần. Phải là người kinh doanh thành công, Vương Tử Quân cầm lấy ấm nước châm thêm trà cho Lỗ Kính Thu, lúc này mới cười nói, thương nhân thành công đều chạy theo lợi ích, tất nhiên đều không biết sau đó mình sẽ đến nơi nào. Trưởng phòng Tử Quân, lời này của cậu làm cho tôi cảm thấy có chút lâng lâng. Vương Tử Quân mở miệng rõ ràng có ý nghĩ tán thưởng Lỗ Kính Liên là thương nhân thành công, điều này làm cho Lỗ Kính Liên cảm thấy rất vui. Mặc dù có nhiều người thương nhân thành công, thế nhưng được Vương Tử Quân khen thưởng cũng căn bản là quá tốt, vì thân phận và địa vị của Vương Tử Quân có sự khác biệt so với người khác. Khi Vương Tử Quân đang trò chuyện với Lỗ Kính Liên và Lỗ Kính Thu, Tiểu Bảo Nhi cuối cùng cũng thoát khỏi lòng người phụ nữ trung niên kia. Vương Tử Quân nhìn con trai cầm món đồ chơi bỏ chạy, hắn thậm chí còn sinh ra cảm giác như con mình thoát khỏi tay sói. Lỗ Kính Liên là người thông minh, tuy hắn đến với ý nghĩ rất rõ ràng, thế nhưng lời nói lại căn bản không biểu hiện đến chút phương diện nào liên quan. Hắn nói đến những chuyện của người thân trong nhà, tuy đó chỉ là vài chuyện vặt vảnh, thế nhưng lại làm cho bầu không khí càng thêm dung hợp. Lúc này đã đến giờ cơm, Vương Tử Quân thấy anh em Lỗ Kính Liên hình như cũng chưa dùng cơm,
hắn là chủ nhà cũng không thể để cho khách phải đói, thế là đề nghị ăn cơm. Tử quân, đều là người nhà, chúng ta cũng đừng nên ra ngoài, ở nhà ăn đơn giản một chút là được. Lỗ Kính Liên nhìn thấy Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại thì lên tiếng ngăn cản. Dì của Mạc Tiểu Bắc nghe thấy chồng nói như vậy thì cũng cười nói, những ngày qua đi theo dượng của cháu không đến quán này thì quán kia, căn bản ăn không quá ngon. Tiểu Bắc, chúng ta đi đến phòng bếp làm một bữa ăn đúng nghĩa gia đình. Tính tình của Mạc Tiểu Bắc rõ ràng là các người muốn ăn gì cũng được. Nàng thấy dì của mình đứng lên thì cũng đứng lên theo. Ba người phụ nữ xuống bếp làm cho nhóm người Vương Tử Quân nói chuyện càng thêm tự nhiên. Sau khi nói về vài việc trong thủ đô thì chợt nghe Lỗ Kính Tu nói, Tử Quân, lần này Bí Thư Lâm rời Ma Đô, Chủ tịch Vương nhà anh có chuẩn bị điều động hay không? Vương Tử Quân hiểu đó là ý gì, hắn lập tứ lắc đầu nói, bố cháu có khả năng về thủ đô. Chuyện này cũng không có gì phải che giấu, hai ngày trước khi Vương Tử Quân gọi điện thoại cho bố, Vương Quang Vinh nói sự việc trên cơ bản đã được quyết định. Vốn Vương Quang Vinh có khả năng tiến lên một bước ở Ma Đô, thậm chí có được sự giúp đỡ từ Lâm Trạch Viễn, khả năng tiến lên không phải là không có. Nhưng cuối cùng thì Vương Quang Vinh lại lựa chọn đi theo Lâm Trạch Viễn, dựa theo ý nghĩa lời nói của bố với Vương Tử Quân, đó chính là ông không tin tưởng vào khả năng mình làm chủ thành phố Ma Đô. Nếu cứ cưỡng ép làm chậm sự phát triển của địa phương, không bằng mình thành thật nhường cho người khác, làm những gì nằm trong khả năng của mình. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân cảm thấy có chút đáng tiếc vì bố mình không chịu tiến lên, nhưng sau khi suy xét lại cẩn thận thì thấy bố mình làm như thế là rất đúng. Có một số việc căn bản không nên cưỡng cầu, nếu làm không tốt và bị phê bình không bằng làm những gì nằm trong khả năng của mình. Chương 1264-2, nhân tình như ủ rượu. Anh em Lỗ Kính Liên nghe sự lựa chọn của Vương Quang Vinh, hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Nhưng sau đó thì Lỗ Kính Liên đã nói, tâm tư của Chủ tịch Vương căn bản không phải là những người như chúng tôi có thể đoán được. Tôi đã từng gặp mặt Chủ tịch Vương vài lần, cảm thấy Chủ tịch Vương là người có tương lai tươi sáng. Vương Tử Quân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Lỗ Kính Liên, hắn nào không rõ Lỗ Kính Liên đang nghĩ gì. Nhưng lúc này hắn cảm thấy khó hiểu chính là bố mình chậm rãi lui ra lại được hai anh em Lỗ Kính Liên nghĩ như vậy. Nhưng hiểu lầm thì hiểu lầm, có một số việc càng giải thích thì càng sinh ra cảm giác giấu đầu hở đôi, căn bản không nói thì hay hơn. Ba người Vương Tử Quân và Lỗ Kính Liên trò chuyện một lát thì ba người phụ nữ đưa chén dĩa ra, chỉ là vài món ăn gia đình được đặt lên bàn, căn bản rất có ý nghĩa kích thích khẩu vị. Dượng, Bí Thư Lỗ, tôi mời hai vị một ly. Vương Tử Quân nâng ly mỉm cười nói với anh em Lỗ Kính Liên. Hai người Lỗ Kính Liên đều nâng ly rượu lên khi Vương Tử Quân nâng chén, khi bọn họ chuẩn bị cụng ly thì điện thoại trên bàn của Vương Tử Quân chợt vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó hắn uống cạn rồi cầm điện thoại nói, Chủ tịch Chử, tôi là Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân nghe điện thoại thì đi lên gian phòng bên ban công, anh em Lỗ Kính Liên đang ngồi ăn bên cạnh chợt nghe Vương Tử Quân nói, Chủ tịch, bây giờ tôi có chút việc, một giờ sau tôi sẽ đến báo cáo với ngài. Dù là Lỗ Kính Tu hay là Lỗ Kính Liên cũng biết rõ địa vị của Chử Vận Phong ở Nam Giang, người này tuy không phải là đứng đầu Nam Giang nhưng đôi khi lực lượng còn mạnh chứ không kém hơn so với Diệp Thừa Dân. Lỗ Kính Tu dù là thường ủy tỉnh ủy nhưng đôi khi đối mặt cảm thấy cực kỳ kính sợ Chủ tịch Chử. Lúc này hắn thấy Vương Tử Quân thoải mái ứng phó, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hâm mộ. Nếu như chính Lỗ Kính Tu đang dùng cơm và nhận được lời kêu gọi của Chử Vận Phong, chính mình có thể nói chuyện với Chử Vận Phong như Vương Tử Quân hay không? Chờ một lát mới đi qua, Lỗ Kính Tu chợt suy nghĩ, sau đó cho ra đáp án chối bỏ. Xem ra mình vẫn còn cách Vương Tử Quân khá xa, hơn nữa nó có liên quan trực tiếp đến thực lực của mình. Lỗ Kính Tu thầm cảm khái, vì vậy khi Vương Tử Quân quay về bàn thì nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Bí thư Tử Quân, tôi kính ngài một ly. Lỗ Kính Tu uống thêm vài ly rượu. Gương mặt có hơi đỏ hồng. Lúc này hắn nâng ly lên mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười rồi nâng ly lên nói, Bí thư Lỗ, chúng ta không có người ngoài, thế nên cùng cụng ly cho vui. Không biết có phải là điện thoại đối nghịch với Lỗ Kính Tu hay không, khi mà hắn vừa nâng ly rượu lên chuẩn bị uống thì điện thoại của Vương Tử Quân lại vang lên.
nhưng lúc này người gọi điện thoại đến chính là Bí thư Tỉnh ủy Diệp Thừa Dân. Ý nghĩ của Diệp Thừa Dân cũng giống như với Trử Vận Phong, đều là yêu cầu Vương Tử Quân đến một chuyến. Nếu như nhận được một trong hai cuộc điện thoại của Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong thì Vương Tử Quân còn xem đó là ngẫu nhiên, thế nhưng hai vị lãnh đạo đều gọi điện thoại đến, như vậy không còn là sự kiện đơn giản nữa rồi. Lúc này Vương Tử Quân thật sự cảm khái nhưng biểu hiện vẫn nở nụ cười mời anh em Lỗ Kính Liên ăn thêm uống thêm, bộ dạng nhiệt tình hiếu khách. Nhưng Lỗ Kính Liên và Lỗ Kính Tu có mơ hồ nghe được chút nội dung điện thoại của Vương Tử Quân, lúc này Lỗ Kính Tu cảm khái vì mình đến không đúng thời điểm, đồng thời còn sinh ra chút cảm giác thất lạc. Mình cũng là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng điện thoại căn bản không vang lên một tiếng, nhưng Vương Tử Quân ngồi nơi này đã được hai vị lãnh đạo chủ yếu gọi điện thoại đến mời. Chỉ cần nhìn vào đó cũng thấy rõ địa vị của mình và Vương Tử Quân trong mắt lãnh đạo chủ yếu là thế nào, tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Lỗ Kính Tu thầm nghĩ như vậy, hắn càng nhiệt tình đáp lại lời nói của Vương Tử Quân, làm cho bầu không khí bữa cơm gia đình càng thêm nhiệt liệt. Sau khi cơm nước no nên thì bốn người Lỗ Kính Tu nói lời cáo từ với Vương Tử Quân, vì Vương Tử Quân có chuyện nên cũng không giữ bọn họ ở lại, chỉ nói Lỗ Kính Liên nên ở lại thêm vài ngày. Mình sẽ mời Lỗ Kính Liên tiệc đón gió tẩy trần. Lỗ Kính Tu quay về xe, vừa lái xe thì nhìn sang Lỗ Kính Liên ngồi bên cạnh ghế lái phụ nói anh nên ở lại thêm vài ngày, em cảm thấy cần phải mời Vương Tử Quân một bữa cơm. Lỗ Kính Liên nhíu mày, hắn chạy đến đã vứt bỏ chuyện kinh doanh, nếu như tiếp tục ở lại lâu trong thành phố Đông Hồng, như vậy tổn thất sẽ là khá lớn. Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt chờ mong của em mình. Thế là trầm ngâm giây lát rồi mở miệng đồng ý, được rồi, anh ở lại vài ngày. Nếu như bây giờ em có vị trí như Vương Tử Quân thì quá tốt rồi. Khi rẽ vào một khúc quanh thì Lỗ Kính Tu không nhịn được phải dùng giọng cảm khái nói. Lỗ Kính Liên ngồi bên cạnh đang tính toán tổn thất của mình lần này, sau khi nghe một câu nói căn bản là không lượng sức của em, vẻ mặt căn bản có chút bực bội, hắn chân thành nói, Kính Tu. Cậu cũng không còn nhỏ nữa rồi, có một số việc anh cũng không nói với cậu. Cậu phát triển khá thuận lợi, bây giờ gặp phải nghịch cảnh thì tâm tình quá thấp, nhưng ai làm quan mà con đường đều đẹp đẽ nhanh chóng bước lên mây xanh. Anh nói cho cậu biết, anh cũng không phải chỉ lưu tâm Vương Tử Quân một hai ngày, anh cho rằng bây giờ cậu ấy có vị trí quan trọng ở Nam Giang, nhưng nó làm sao mà có được, cậu biết không? Trước khi cậu ấy đến Nam Giang thì điều kiện không bằng cậu. Bây giờ đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ, đó là vì bản thân dốc toàn lực, tranh thủ những gì thuộc về mình. Chu Tiến Liên vì sao lại sợ cậu ấy? Đó là vì đã từng nếm thiệt thòi trong tay cậu ấy. Trần Hồng Lỗi kia là kẻ căn bản không cúi đầu với ai, vì sao cậu ấy nói một câu đã không còn dám chơi trò cao tay với cậu. Nguyên nhân của nó chính là trước kia Vương Tử Quân đã cho Trần Hồng Lỗi một đòn làm chim gãy cánh, cho Trần Hồng Lỗi một bài học đau đớn đến tận xương tủy. Nếu không phải lần trước Trần Hồng Lỗi khiêu chiến Vương Tử Quân rồi đại bại, như vậy cậu có cơ hội đi vào Nam Giang sao? Trước đó khi Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp Nam Giang và phát triển cực kỳ mạnh mẽ với địa vị cao vời cũng là đều dựa vào bản lĩnh của chính bản thân mà thôi. Anh trai trong mắt Lỗ Kính Tu trước nay luôn là người cực kỳ tươi cười, có bộ dạng giúp đỡ mọi người, căn bản ít khi nào thấy anh mình nghiêm túc như vậy. Nói thật thì hắn cảm thấy chướng mắt vì thân phận thương nhân của anh trai Lỗ Kính Liên, nhưng lúc này Lỗ Kính Liên lên tiếng, hắn lại sinh ra cảm giác kính trọng. Chương 1265, một khiêm tốn cầu lễ, bình tĩnh ban vật. Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng công tác, sẽ cho ra những thành tích để không phụ hy vọng của anh. Lỗ Kính Tu trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Lỗ Kính Liên. Lỗ Kính Liên khẽ gật đầu rồi cười nói, Kính Tu. Cậu là người thông minh hiếu học, cậu cũng biết đấy, anh không mong cậu có thể là một người với địa vị và lực lượng như Vương Tử Quân ở Nam Giang, thế nhưng cậu cần phải làm ra thành tích, như vậy cậu mới có cơ hội được tiến lên. Hai người phụ nữ ngồi phía sau căn bản lắng nghe hai anh em Lỗ Kính Liên trò chuyện, tình huống lúc này căn bản không phù hợp để hai người bọn họ mở miệng chen vào. Sau khi hai anh em Lỗ Kính Liên rời khỏi nhà, Vương Tử Quân thu dọn vài thứ. Sau đó chạy xe về phía khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi Vương Tử Quân đi đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì thư ký Xà Tiểu Cường của Trử Vận Phong đã chờ sẵn. Trưởng phòng Vương, ngài đã đến rồi, chủ tịch đang chờ ngài. Xà Tiểu Cường thấy Vương Tử Quân thì tươi cười tiến lên đón chào.
Vương Tử Quân bắt tay Xà Tiểu Cường, sau đó hắn hỏi Xà Tiểu Cường, hôm nay chủ tịch còn chưa nghỉ ngơi sao? Trưởng phòng Vương, ngài cũng không phải không biết chủ tịch là người thế nào, nào có hai chữ nghỉ ngơi đấy chứ? Sáng sớm hôm nay đã rời khỏi nhà lúc 8 giờ, căn bản không chút thời gian rảnh rỗi. Xà Tiểu Cường nói rồi lại khẽ lên tiếng, vốn chuẩn bị để lãnh đạo nghỉ ngơi một chút vào buổi chiều, thế nhưng không ngờ việc cứ quấn lấy người. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi tiếp. Hắn tin tưởng nếu như mình hỏi thì Xà Tiểu Cường nhất định sẽ nói, nhưng hắn đã đến nơi đây, cũng không cần phải vội. Xà Tiểu Cường gõ cửa phòng làm việc của Trử Vận Phong, lúc này trong phòng đầy khói thuốc, Trử Vận Phong đang hút thuốc. Trong bầu không khí mù mù khói thuốc, Trử Vận Phong làm cho người ta sinh ra cảm giác rất mông lung. Lá phổi của Trử Vận Phong cũng không phải quá tốt, bình thường rất chú ý đến sức khỏe, dù có hút thuốc nhưng căn bản không phải nghiện. Vì vậy lúc này thấy Trử Vận Phong đang buồn bực hút thuốc trong phòng làm việc, Vương Tử Quân khẽ nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua Xà Tiểu Cường đang đi theo vào trong, sau đó trầm giọng nói, Chủ tịch Trử, ngài nên hút thuốc ít lại một chút, tôi nghe bác sĩ nói một ngày tối đa ngài chỉ nên hút hai điếu thôi. Trử Vận Phong không ngờ Vương Tử Quân vừa vào phòng thì nói chuyện này, lão cười cười dụi phần thuốc còn lại vào trong gạt tàn, sau đó mới nói tôi chỉ là định hút một hơi, không ngờ càng lúc càng muốn hút thêm. Xà Tiểu Cường lúc này mở cửa sổ ra, khói thuốc bay ra ngoài, hắn thầm nghĩ, trưởng phòng Vương này quả nhiên không tầm thường, quan hệ giữa người này và Chủ tịch Trử chỉ là liên quan đến công tác, thế nhưng lời nói của hắn lại được Chủ tịch Trử nghe lọt tai. Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trử Vận Phong, hắn nhìn chiếc gạt tàn giống như một chiếc xe hơi trên bàn, sau đó cười nói, gạt tàn này khá đặc biệt, nhưng dùng thứ này làm gạt tàn thì căn bản có ý nghĩ bất lương. Tử Quân, cậu đừng cho người mê xe hơi ở thành phố Đông Hồng biết được điều này, nếu không bọn họ sẽ bắt một vị trưởng phòng tổ chức như anh phải làm kiểm điểm. Trử Vận Phong nói rồi nâng cái gạt tàn lên nói. Đây là vật kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng, là Triệu Hòa Duyệt tự mình đưa đến. Gương mặt có chút cô đơn của Trử Vận Phong làm cho Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác xấu. Quả nhiên khi Vương Tử Quân đang thầm suy đoán xem chuyện gì đang phát sinh, chợt nghe Trử Vận Phong nói, Tử Quân, Triệu Hòa Duyệt đã ngã xuống. Trưa nay anh ta đi làm công tác với những công nhân viên chức đã về hưu, đột nhiên xuất huyết não. Triệu Hòa Duyệt căn bản chỉ là một cái tên với Vương Tử Quân, vì hắn không nắm công tác kinh tế, thế cho nên hắn căn bản không liên hệ với vị tổng giám đốc của công ty xe hơi Đông Hồng, cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng hắn lại căn bản có được nhiều thông tin về Triệu Hòa Duyệt. Nhà máy xe hơi thành phố Đông Hồng là công trình hạng mục trọng điểm của tỉnh Nam Giang, là xí nghiệp trọng điểm của tỉnh, thế cho nên phương diện điều phối lãnh đạo cực kỳ coi trọng. Trước kia khi chưa cải cách thì lãnh đạo xí nghiệp có cấp chính cục. Bây giờ tuy đã cải cách thế nhưng vị trí của nó vẫn không mấy thay đổi. Trước đây vài năm công ty xe hơi Đông Hồng cũng rất huy hoàng, khi đó nằm trong danh sách 10 công ty xe hơi có doanh thu lớn nhất cả nước, mà người sáng tạo ra kỳ tích kia chính là Triệu Hòa Duyệt. Nhưng vài năm qua công ty liên tục xuống dốc, năm trước còn xuất hiện tình trạng lỗ lã. Tuy tỉnh căn bản trợ giúp hết mình với công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng xí nghiệp căn bản không còn lợi nhuận. Chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của chính sách, căn bản khôn trị được đúng bệnh, thế cho nên không cho ra tác dụng gì. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng đang ở vào trạng thái nguy hiểm nhất, Triệu Hòa Duyệt là người đã cố gắng nửa đời ở công ty xe hơi Đông Hồng bây giờ lại xuất huyết não, sự kiện này càng làm cho đám công nhân nhà máy giống như đã gặp đêm lạnh còn có thêm xương. Vương Tử Quân lúc này hiểu rõ vì sao Trử Vận Phong lại ngồi kia hút thuốc liên tục. Vì lão căn bản đang rất sầu khổ vì phương án xử lý với công ty xe hơi Đông Hồng. Đây không phải là việc nhỏ, chỉ cần không cẩn thận sẽ làm cho công ty xe hơi Đông Hồng tổn thất rất lớn, càng tạo ra nhân tố bất ổn định cho tỉnh Nam Giang. Trử Vận Phong lúc này gọi mình đến, là muốn tuyển người cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng sao? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng nghĩ đến vài vị lãnh đạo hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng. Những người kia căn bản đều từng cùng Triệu Hòa Duyệt trải qua thời gian huy hoàng của công ty xe hơi Đông Hồng, nếu để bọn họ tiếp nhận trọng quyền trong tay của Triệu Hòa Duyệt, như vậy bọn họ sẽ có thể làm tốt công tác sao? Trử Vận Phong nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang lẳng lặng suy nghĩ ở bên cạnh mình, cũng thầm hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Tuy người đàn ông trẻ tuổi này làm trưởng phòng tổ chức thời gian không quá lâu, thế nhưng sau khi lão nghe được tin tức Triệu Hòa Duyệt ngã xuống thì người đầu tiên muốn gọi đến thương lượng cũng không phải là Lý Thừa Uyên hay Kim Hành Thuấn, mà là người đàn ông này. Sở dĩ là như thế cũng không phải vì Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, Trử Vận Phong tin tưởng chỉ cần mình cho ra quyết định ở sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng lần này, đừng nói là Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức, dù là Diệp Thừa Dân cũng căn bản khó thể cản lại được. Nhưng bây giờ Trử Vận Phong lại không thể nào hạ quyết tâm được khi sự việc diễn ra. Lão đã nhiều lần đi đến kiểm tra khảo sát công ty xe hơi Đông Hồng, căn bản có thể nói là quen thuộc ban ngành lãnh đạo của công ty, nhưng lại căn bản không thể nào cho ra ý nghĩ hay để điều động một người tiến lên thay thế cho Triệu Hòa Duyệt. Chương 1265, 2, khiêm tốn cầu lễ, bình tĩnh ban vật. Chưa nói những người kia căn bản không vĩ đại, chủ yếu là Trử Vận Phong căn bản không có lòng tin với những người này. Lão cảm thấy mặc dù bọn họ đều có khả năng, thế nhưng người có khả năng chưa hẳn là một người lãnh đạo tài giỏi. Nếu bây giờ ném trọng trách đưa công ty xe hơi Đông Hồng ra khỏi nghịch cảnh cho bọn họ, như vậy rõ ràng là đang làm khó bọn họ. Nếu không tìm được người nào trong số kia, như vậy thì nên tìm ai? Thật ra Trử Vận Phong cũng không phải không có nhân tuyển, chỉ là nhân tuyển này lại làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, cho Vương Tử Quân kiêm nhiệm vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Trử Vận Phong có ý nghĩ như vậy, lão nghĩ lại và cảm thấy điều này là cực kỳ khẳng định. Mặc dù lão chưa từng thấy Vương Tử Quân nắm bắt kinh tế, thế nhưng biểu hiện dĩ vãng của Vương Tử Quân ở tỉnh Sơn Nam, năng lực kinh tế là quá mạnh, nếu cho người đàn ông trẻ tuổi này kiêm nhiệm thêm vị trí giám đốc công ty xe hơi, căn bản không có chút vấn đề nào. Nhưng trưởng phòng tổ chức sao có thể làm lãnh đạo một doanh nghiệp? Ý nghĩ hoang đường này nhanh chóng lan tràn trong đầu của Trử Vận Phong. Trử Vận Phong trầm ngâm một lúc lâu rồi mới mở miệng nói, trưởng phòng Tử Quân, bây giờ vấn đề lớn nhất mà công ty xe hơi Đông Hồng đang phải đối mặt chính là phải có một người lãnh đạo tốt, cậu có ý kiến gì với sự kiện này không? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Trử Vận Phong, hắn căn cứ vào lời nói của lãnh đạo, cảm thấy lãnh đạo căn bản còn chưa thể cho ra quyết định ở sự kiện này. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới trầm giọng nói, Chủ tịch Trử, vì sự việc này quá đột nhiên, tôi còn chưa có ý kiến nào tốt. Nhưng lúc này là thời điểm cực kỳ khó khăn cho công ty xe hơi Đông Hồng, nếu như không chọn được người thật sự có năng lực tiếp nhận vị trí giám đốc công ty, chỉ sợ sẽ hủy hoại thời đại huy hoàng của công ty xe hơi Đông Hồng trong chốc lát. Những lo lắng của Vương Tử Quân căn bản không khác gì của Trử Vận Phong, sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân thì Trử Vận Phong sinh ra cảm giác anh hùng cùng ý nghĩ. Lão nhìn Vương Tử Quân rồi trầm ngâm giây lát. Sau đó nói ngay, nếu không thì chúng ta lại tiến hành chọn lựa cán bộ công khai ngoài xã hội. Chọn lựa cán bộ công khai, đây cũng là một ý nghĩ hay, nhưng nói ra như vậy căn bản chỉ là biểu hiện thái độ một cách hời hợt mà thôi. Vương Tử Quân lắc đầu, hắn cũng không suy xét mà nói ngay, Chủ tịch, tôi cảm thấy bây giờ không phải là lúc cạnh tranh, bây giờ điều chúng ta cần làm chính là không phải tìm một vị giám đốc bình thường, còn phải tìm một người hiểu về công ty xe hơi Đông Hồng, có thể gánh xác được trọng trách của công ty. Tuy nhân tài trong xã hội là rất nhiều thế nhưng nếu như bọn họ căn bản không biết bệnh tình của công ty xe hơi Đông Hồng, chỉ sợ cũng chỉ đau đầu loạn tay loạn chân mà thôi, cũng khó thể giải quyết được vấn đề. Trử Vận Phong khẽ gật đầu, lão căn bản rất thừa nhận lời nói của Vương Tử Quân, nhưng trong lòng lúc này lại càng thêm vội vàng sao động. Lúc này Triệu Hòa Duyệt ngã xuống, công ty xe hơi Đông Hồng rõ ràng là đám rồng không chủ. Nếu như không nhanh chóng phái người xuống nắm công tác, chỉ sợ tình huống sẽ biến thành cực kỳ chia rẽ. Thế này đi, phòng tổ chức các cậu khảo sát một chút, nhanh chóng đề cử nhân tuyển cho tỉnh ủy trong thời gian 2 ngày. Trử Vận Phong cũng không muốn tiếp tục làm mình đau đầu, lão là thượng cấp của Vương Tử Quân, tuy không chủ quản công tác của Vương Tử Quân thế nhưng khi muốn giao nhiệm vụ cho Vương Tử Quân thì căn bản là cực kỳ danh chính ngôn thuận. Vương Tử Quân không ngờ Trử Vận Phong lại dùng biện pháp này ném của khoai lang nóng vào tay mình, nhưng đây là chức trách của phòng tổ chức tỉnh ủy, phương diện đề cử nhân tuyển cho tỉnh ủy chính là một trách nhiệm khó thể từ chối. Vì vậy hắn cũng không từ chối mà tiếp nhận chỉ thị của Trử Vận Phong. Sau khi nói vài câu đáng tiếc cho Triệu Hòa Duyệt, Trử Vận Phong lại nói, trưởng phòng Tử Quân, giám đốc Hòa Duyệt đã phấn đấu nửa đời người cho công ty xe hơi Đông Hồng. Bây giờ tính mạng anh ấy đã được cứu thế nhưng sức khỏe là quá kém, căn bản không thể làm gì được.
phòng tổ chức các cậu suy xét một chút, có nên tăng thêm đãi ngộ được không? Loại chuyện này căn bản không là gì lớn với Chử Vận Phong và Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn vẻ mặt trầm trọng của Chử Vận Phong, càng hiểu thêm vài phần về người này. Hèn gì có nhiều người tình nguyện đến vây quanh Chử Vận Phong như vậy. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Chử Vận Phong, sau đó hắn đi đến phòng của Diệp Thừa Dân. Lúc này Diệp Thừa Dân không có trong phòng làm việc, căn bản là tiếp kiến Vương Tử Quân trong phòng làm việc của mình ở nhà khách Nam Giang. Nhưng lúc này vẻ mặt của Diệp Thừa Dân căn bản cũng không được tốt như Chử Vận Phong. Xem ra Triệu Hòa Duyệt ngã xuống làm cho Diệp Thừa Dân cảm nhận được áp lực. Khi Vương Tử Quân chạy đến thì Diệp Thừa Dân đang viết chữ, khi thấy Vương Tử Quân đi đến, lão tỏ ý cho Vương Tử Quân ngồi xuống, sau đó tiếp tục viết lách. Khuất Chấn Hưng cẩn thận đi vào châm trà cho Vương Tử Quân, sau đó đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng đóng lại thì Diệp Thừa Dân mới nói, cậu biết chuyện Triệu Hòa Duyệt chưa? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, hắn bình tĩnh nói, bí thư, tôi vừa đi đến phòng của Chủ tịch Chử và nghe được điều này, tôi cảm thấy rất đáng tiếc cho đồng chí Hòa Duyệt. Diệp Thừa Dân căn bản có chút tán thưởng vì Vương Tử Quân mở miệng nói mình mới từ trong phòng làm việc của Chử Vận Phong đi ra. Lão đặt cây bút trong tay xuống, sau đó trầm giọng nói, công ty xe hơi Đông Hồng là xí nghiệp trọng điểm của tỉnh Nam Giang, càng là tài sản của tỉnh ủy chúng ta. Lúc này sự việc của công ty xe hơi Đông Hồng là cực kỳ quan trọng, đồng chí Triệu Hòa Duyệt đột nhiên ngã xuống, thật sự là tổn thất rất lớn cho chúng ta. Vương Tử Quân căn bản không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe lời nói của bí thư Diệp Thừa Dân. Lúc này Diệp Thừa Dân cũng không nói gì thêm, bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên ngưng trọng. Một lúc lâu sau Diệp Thừa Dân mới mở miệng nói, Chủ tịch Chử bên kia có ý kiến gì với phương diện nhân tuyển của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Chủ tịch Chử cũng không cho ra ý kiến khẳng định, anh ấy yêu cầu chúng tôi nhanh chóng cho ra đề cử với tỉnh ủy trong thời gian 2 ngày. Vương Tử Quân trả lời làm cho hai mắt Diệp Thừa Dân chợt tỏa sáng, lão gật đầu nói, Chủ tịch Vận Phong rất quen thuộc tình huống ở công ty xe hơi Đông Hồng, vì vậy lúc này căn bản không thể hạ quyết tâm. Tôi cũng có tâm tình như anh ấy, cũng không thể nào cho ra quyết tâm ngay được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 116.